Thiên Thủ Quỷ Vương thầm mắng một tiếng, thật vất vả thi triển toàn bộ thủ đoạn hắn mới chạy thoát được đầu yêu thú kinh khủng kia. Không ngờ lại gặp phải đám người Khôn Dương đảo, mà vận khí của hắn cũng kém cực điểm, không ngờ chỉ vừa mới móc bảo vật nhìn thoáng qua, cũng không biết Khôn Dương đảo này bằng cách nào mà biết được trong tay hắn có bảo vật. Thiên Thủ Quỷ Vương còn chưa biết được bên ngoài, trong khoảng thời gian này hắn đều ở trong rừng rậm viễn cổ. Ở bên trong này hắn cũng thu được không ít thiên tài địa bảo, cũng coi như thu hoạch kinh người. Quan trọng là ba ngày trước trong lúc vô ý hắn thu được thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng lại bị một đầu yêu thú bát giai đuổi ba ngày ba đêm, may mà hắn có một chút thủ đoạn ẩn nấp, chạy trối chết, bằng không sợ rằng đã mất mạng. Yêu thú bát giai, hắn chỉ là vũ vương cửu trọng đỉnh phong, không phải là đối thủ. Thiên Thủ Quỷ Vương, giao ra diễn linh thánh quả, người nghĩ người có thể thoát được sao? Lúc này một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thiên Thủ Quỷ Vương, không gian lực xuất hiện, cả không gian to lớn bị phong tỏa, con đường phía trước đã không thể chạy trốn. Siêu! Thiên Thủ Quỷ Vương không phải là người bình thường, mấy trăm năm tu luyện, hắn cũng đã trải qua không ít sinh tử, mỗi một lần đều có thể thoát được ra cho nên lúc này hắn không có chút do dự nào. Thân ảnh chợt lóe, trực tiếp lùi về phía sau. Thiên Thủ Quỷ Vương, ngươi trốn không thoát đâu. Một tiếng quát vang lên, đồng thời một cỗ kình phong sắc bén từ phía sau Thiên Thủ Quỷ Vương bắn tới. Một đạo trưởng ấn trực tiếp đánh ra, toàn bộ không gian run lên. Trước trưởng ấn không gian vặn vẹo. Dương Tề Thuyên, không ngờ Khôn Dương đảo các ngươi lại vô liêm sỉ như vậy. Chân khí trong thân thể gầy gò của Thiên Thủ Quỷ Vương bạo phát, không gian run rẩy. Một đạo chảo ấn khiến cho không gian vặn vẹo trực tiếp nghênh tiếp trưởng ấn. Dưới chảo ấn, không gian vặn vẹo, nóng bỏng mang theo một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa. Bảo vật nơi này ai cũng có thể lấy được, người không có thực lực, không xứng thu được nó. Người nói chính là Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, trong tay xuất hiện một đạo trưởng ấn, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc hội tụ, trực tiếp đánh ra. Có bản lĩnh thì đơn đả độc đấu. Sắc mặt Thiên Thủ Quỷ Vương trầm xuống. Thuộc tính hỏa nóng bỏng quanh thân lượn lờ, một cỗ hỏa diễm tức thì xuất hiện. Không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Chảo ấn tạo thành một đường vòng cung huyền ảo tức thì xoay tròn, hầu như là tạo thành một bàn tay to bằng hỏa diễm, trong nháy mắt va chạm với trưởng ấn. Phanh phanh! Trưởng ấn và bàn tay to bằng hỏa diễm va chạm, bắn ra quang mang chói mắt. Toàn bộ không gian trong nháy mắt từ nơi động chạm nứt nẻ, từng cái khe không gian giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện khiến cho tim người khác đập nhanh. Khục khục. Trong nháy mắt thân hình Thiên Thủ Quỷ Vương và Thiên Dương Vương đồng thời thối lui, hai người dường như không phân thắng bại, kẻ tám lạng người nửa cân không ai chiếm được tiện nghi. Mà cùng lúc đó hơn chục cường giả của Khôn Dương đảo đã bao vây Thiên Thủ Quỷ Vương lại, đặc biệt là hai cường giả tôn cấp, tiện tay là có thể xuất thủ đánh chết Thiên Thủ Quỷ Vương. Hừ, Khôn Dương đảo, coi như các ngươi độc. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Thiên Thủ Quỷ Vương cực kỳ khó coi, vốn mấy ngày hôm trước hắn vì chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đầu yêu thú bát giai kia đã tiêu hao quá nhiều, trên người còn có thương thế không nhẹ. Lúc này đối mặt với Khôn Dương đảo hắn biết bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Giao ra diễn linh thánh quả, đó là thứ không phải ngươi có thể thu. Trong Khôn Dương đảo, một vũ tôn đang ngăn cản trước mặt Thiên Thủ Quỷ Vương lên tiếng, người này cũng không đặt Thiên Thủ Quỷ Vương ở trong mắt. Thiên Thủ Quỷ Vương do dự, loại bảo vật như diễn linh thánh quả này bên ngoài hầu như không có khả năng có. Hắn đột phá vũ vương cửu trọng đã hơn 10 năm rồi, vẫn không thể đột phá tới một bước cuối cùng. Không phải là do chân khí thiếu mà là lĩnh ngộ thiếu. Bản thân vẫn không thể đột phá, diễn linh thánh quả này vừa vặn có trợ giúp thật lớn với hắn. Nếu như hắn ăn vào, sợ rằng có thêm 7 thành đột phá vũ tôn. Tuy rằng nhìn qua chỉ có một tầng, thế nhưng lại cách biệt như trời và đất. Lần này muốn hắn giao ra diễn linh thánh quả mà hắn vất vả mới lấy được từ trong tay yêu thú bát giai kia, hắn làm sao có thể bỏ được, thế nhưng không giao ra, sợ rằng ngày hôm nay hắn sẽ phải chết. Thiên Thủ Quỷ Vương, thành thật giao ra cho ta. Thiên Dương Vương Dương Tề Tuyên đảo qua Thiên Thủ Quỷ Vương rồi nói. Thực lực của Thiên Thủ Quỷ Vương khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Thực lực của lão gia hỏa này sợ rằng không dưới hắn. Nếu như hắn một mình gặp phải người này, nếu như không thi triển con bài chưa lật mà nói, tuyệt đối không thể làm gì được hắn. Hừ, bản quỷ vương sẽ nhớ kỹ chuyện này. Ánh mắt Thiên Thủ Quỷ Vương trầm xuống, lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác.
hai cường giả tôn cấp, đông đảo trưởng lão Khôn Dương đảo còn đó, hắn muốn chạy trốn đã không còn cơ hội cho nên lập tức móc ra diễn linh thánh quả. Sợ rằng cho dù ngươi giao bảo vật ra thì cũng phải chết. Ta đoán Khôn Dương đảo cướp bảo vật của ngươi, sợ ngươi ghi hận Khôn Dương đảo trong lòng cho nên sẽ lập tức giết ngươi trừ hậu hoạn. Lúc này một thanh âm lạnh nhạt vang lên, trong rừng cây phía xa có mấy đạo thân ảnh chợt lóe, lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lục Lâm Thiên, nhìn mấy người này, người của Khôn Dương đảo đương nhiên nhận ra được. Người thanh niên áo xanh trước mặt chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Lục trưởng môn, người có ý gì? Ánh mắt Thiên Dương Vương trầm xuống, nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên xuất hiện, sắc mặt hắn lập tức khó coi. Nghe được Lục Lâm Thiên nói vậy trong lòng lập tức trầm xuống. Ta chỉ nói thật mà thôi, Thiên Thủ Quỷ Vương giao ra bảo vật, Khôn Dương đảo các ngươi chẳng lẽ không diệt trừ hậu hoạn sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, không để ý tới ánh mắt của Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên. Ngược lại ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Tôn. Lạc Kiến Hồn đã từng nói qua, dường như Thiên Thủ Quỷ Tôn này có chút quan hệ với hắn. Thế nhưng có quan hệ như thế nào Lục Lâm Thiên cũng không biết. Lục Lâm Thiên, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Cho dù Vân Khiếu Thiên và Lữ Chính Cường cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Thiên Dương Vương nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt của Lục Lâm Thiên dường như hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Khanh khách, ta còn tưởng là ai đang giận dữ, hóa ra là Dương đảo chủ A. Một thanh âm quyến rũ động lòng người truyền đến, lập tức có không ít thân ảnh mang theo tiếng xé gió mà đến. Chính là người của Nguyệt Long Các, thanh âm của Thu Thủy Vương Bối Hải Linh vừa dứt, thân ảnh đã đáp xuống trước mặt mọi người, vừa vặn rơi vào giữa đám người Lục Lâm Thiên và Khôn Dương Đảo. Ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, do dự một chút Bối Hải Linh đi về phía Khôn Dương Đảo, điều này vô hình chung đã nói rõ, nàng đứng ở bên Khôn Dương Đảo. Lục Lâm Thiên đưa mắt lạnh nhạt nhìn về phía nhân mã song phương, nếu như không có Hắc Vũ ở đây thì hắn sẽ phải bận tâm một chút, thế nhưng có Hắc Vũ, Không Dương Đảo và Nguyệt Long Các này hắn hoàn toàn không cần cố kỵ. Thiên Thủ Quỷ Vương sau khi nhìn thấy Lục Lâm Thiên vẻ mặt vui mừng, thế nhưng sau khi nhìn thấy đám người Nguyệt Long Các xuất hiện sắc mặt lập tức xấu xí. Chuyện gì xảy ra, vì sao đều tới hết rồi? Thiên Thủ Quỷ Vương vô cùng nghi hoặc, vì sao lại có nhiều người tới đây như vậy? Không gian dưới thiên đảo hắn vất vả lắm mới tìm được, vốn tưởng chỉ có một mình vào, thế nhưng không ngờ chỉ trong chốc lát lại xuất hiện nhiều người như vậy. Bối các chủ, hai vị trưởng lão. Nhìn thấy đám người Bối Hải Linh đi về phía mình, Thiên Dương Vương đương nhiên hiểu ý của nàng, xem ra có ý tương trợ Khôn Dương đảo. Lục trưởng môn, vì sao ngươi cũng ở chỗ này? Trên không trung có hơn chục thân ảnh xuất hiện, nói xong lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Người tới chính là Dạ Vị Ương. Trong không gian này mọi người cũng không cách nhau khá xa, một khi có động tĩnh lớn sẽ hấp dẫn những người khác tới. Ta cũng vừa mới đi ngang qua cho nên tới xem náo nhiệt. Lục Lâm Thiên nói, thân ảnh chợt lóe xuất hiện, đám người Dạ Vị Ương đã xuất hiện bên cạnh hắn. Có náo nhiệt sao, ta cũng nhìn xem một chút. Dạ Vị Ương đảo qua người có mặt, ánh mắt khẽ đổi, dường như đã biết được đại khái chuyện xảy ra ở nơi này. Người Thánh Linh Cốc cũng tới, sợ rằng có chút náo nhiệt, Thánh Linh Cốc còn chưa nhúng tay vào được. Dương Tề Thuyền nhìn Dạ Vị Ương nói, ngoài thiên đảo hắn đã thấy Lục Lâm Thiên và Thánh Linh Cốc ở cùng một chỗ, lúc này nhìn thấy Dạ Vị Ương xuất hiện đương nhiên có thể đoán ra được mấy người này đã liên thủ. Khôn Dương đảo mà ta sợ a, ta không phải là người dễ dọa như vậy. Dạ Vị Ương lập tức nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía đối phương, sắc mặt khẽ đổi. Thế nhưng cũng không có ý tứ e ngại Khôn Dương đảo. Hừ, vậy thì cứ thử xem. Ánh mắt Thiên Dương Vương trầm xuống. Hiện tại ta muốn nhìn xem thực lực của Thiên Dương Vương ngươi rốt cuộc đã tới tình trạng gì rồi. Chiết phiết trong tay Dạ Vị Ương thu lại, một cỗ chân khí tràn ra. Thật to gan, Thánh Linh Cốc các ngươi ngày càng càn rỡ. Trong Khôn Dương đảo, Vũ Tôn đang chắn trước người Thiên Thủ Quỷ Vương trầm giọng nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Âm Dương Vương. Không nhận tôn giả, chuyện Thánh Linh Cốc chúng ta còn chưa tới phiên Khôn Dương đảo các ngươi đánh giá. Trong Thánh Linh Cốc, cường giả tôn cấp gọi là Hàn Ngọc tôn giả lập tức trầm giọng nói. Vậy thì thử xem, ngày hôm nay Thiên Thủ Quỷ Vương nằm trong tay Khôn Dương đảo ta, ai có bản lĩnh thì cứ tới lấy. Lão giả gọi là Khôn nhận tôn giả nhàn nhạt nhìn Hàn Ngọc tôn giả của Thánh Linh Cốc và đám người Lục Lâm Thiên.
nhìn Khôn Dương đảo và Thánh Linh cốc tranh chấp, Thu Thủy Vương bối Hải Linh vẫn không nói gì, chuyện này không có quan hệ với nàng, nếu như động thủ nói không chừng trong lòng nàng lại càng vui vẻ. Thiên Thủ Quỷ Vương, chúng ta thương lượng một việc được không? Khóe miệng Lục Lâm Thiên vẫn luôn nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt khẽ đổi nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Vương bị Khôn Dương đảo vây khốn. Tiểu tử, ngươi nói xem. Thiên Thủ Quỷ Vương bị bao vây, lúc này đã là thịt cá nằm trên thất thế nhưng trên mặt vẫn mang theo ngạo khí, cũng không bối rối chút nào. Đem Diễn Linh Thánh Quả trong tay ngươi cho ta sẽ để ngươi còn sống rời đi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo thiếu ý nhàn nhạt. Tiểu tử, ngươi bớt mạnh miệng đi, thực lực của ngươi không kém, thế nhưng ngày hôm nay còn chưa đủ. Dù sao đi nữa ta cũng phải chết, Diễn Linh Thánh Quả này cho ngươi cũng không sao. Thế nhưng ta không muốn hại ngươi, nếu ngươi muốn thì tới đây. Thiên Thủ Quỷ Vương nhíu mày nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Rõ ràng hắn không tin thực lực của Lục Lâm Thiên, Khôn Dương Đảo, Nguyệt Long Các đều có mặt ở đây. Hôm nay rốt cuộc hắn cũng phải chết, nhiều năm bình an vô sự như vậy, hôm nay coi như là lật thuyền trong mương. Tiến vào trong thiên đả, Thiên Thủ Quỷ Vương đã nghĩ qua, nếu như có nguy hiểm thì cũng phải chịu mà thôi. Hắn đã ở Vũ Vương Cửu Trọng lâu rồi mà không đột phá tới Vũ Tôn cho nên mới muốn mạo hiểm. Nếu như có thể tìm được cơ duyên gì đó, nói không chừng có thể đột phá một bước này. Thế nhưng không ngờ cơ duyên tìm được rồi, không chết trong miệng yêu thú bát giai lại rơi vào trong tay Khôn Dương Đảo, coi như là hắn không may. Thiên Thủ Quỷ Vương, điều này ngươi không cần lo. Ngươi chỉ cần đáp ứng đưa Diễn Linh Thánh Quả cho ta là được rồi, ta nói được là làm được. Tự nhiên sẽ để cho ngươi bình yên rời đi. Lục Lâm Thiên vẫn mỉm cười nói. Tiểu tử này sao lại không nghe ta khuyên a? Bản Quỷ Vương không muốn liên lụy tới ngươi. Khôn Dương Đảo và Nguyệt Long Các không phải là thế lực mà ngươi có thể trêu vào. Mạng nhỏ quan trọng hơn, ngươi cũng đừng tham Diễn Linh Thánh Quả, mau đi đi. Thiên Thủ Quỷ Vương nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt trầm xuống lại nói tiếp. Được rồi, làm phiền tiểu tử ngươi một việc, nói cho tên nghịch đồ của ta biết, bản Quỷ Vương đã tha thứ cho hắn, cũng nhận hắn làm đồ đệ. Lục Lâm Thiên lập tức sửng sốt rồi nói. Thiên Thủ Quỷ Vương, đệ tử của ngươi là ai? Ta cũng không biết a. Hơn nữa những chuyện này ta cũng chưa bao giờ làm. Tiểu tử ngươi quả thực có chút ý tứ, so với Quỷ Vương ta còn hơn. Thiên Thủ Quỷ Vương lập tức nói. Ta nói nghịch đồ kia gia nhập Phi Linh Môn, cũng có chút danh tiếng gọi là Thanh Hỏa Lão Quỷ. Cái gì? Lục Lâm Thiên lập tức sửng sốt, hầu như là trợn mắt líu lưỡi. Thảo nào khi trước Lạc Kiến Hồng còn nói Thiên Thủ Quỷ Vương và hắn là người một nhà. Chuyện này hắn không nghĩ ra, có lẽ Lạc Kiến Hồng đã sớm biết Thanh Hỏa Lão Quỷ chính là đệ tử của Thiên Thủ Quỷ Vương. Hóa ra ngươi là sư phụ của Thanh Hỏa Cung Phụng. Lục Tâm Đồng cũng giật mình, lão giả gầy gò này không ngờ lại là sư phụ của Thanh Hỏa Lão Quỷ. Khục khục, Lục Lâm Thiên phiền muộn ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương hòa hãn hơn một chút. Thanh Hỏa Lão Quỷ chính là một trong những cung phụng khai sơn. Thiên Thủ Quỷ Vương chính là sư phụ của Thanh Hỏa Lão Quỷ, vậy thì thế nào hắn cũng phải cứu người này. Nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương, Lục Lâm Thiên nói. Ta nói Quỷ Vương tiền bối, sao ngươi không nói sớm ngươi là sư phụ của Thanh Hỏa cung phụng? Đều là người một nhà, ngươi làm vậy là quá khách khí. Tiểu tử, ngươi đừng ở đó lôi kéo tình cảm, tốt nhất đi thật xa đi, ngươi cũng không cứu được ta đâu. Nếu như sau này có cơ hội bảo nghịch đồ của ta giết nhiều người Khôn Dương đảo một chút là được rồi. Thiên Thủ Quỷ Vương nói xong, tay ném ra một đạo lưu quang lớn tiếng nói. Diễn Linh Thiên Quả, các ngươi chậm rãi đoạt đi. Diễn Linh Thiên Quả. Nghe bốn chữ này không ít người nhíu mày, Nguyệt Long Các, Thánh Linh Cốc, không ít cường giả trong hai sơn môn này lao ra. Người của Khôn Dương đảo thật không ngờ Thiên Thủ Quỷ Vương lại dùng chiêu này, trong nháy mắt cả đám phóng tới đạo lưu quang kia. Siêu. Hầu như là cùng lúc thân ảnh Thiên Thủ Quỷ Vương giống như thiểm điện trong nháy mắt chạy trốn. Khi chưa tới đường cùng hắn không thể từ bỏ. Thiên Thủ Quỷ Vương, tâm tư này của ngươi quá dễ đoán. Một tiếng trầm thấp vang lên, đồng thời thân hình Thiên Thủ Quỷ Vương vừa động thì không gian chung quanh lập tức bị phong tỏa. Dưới không gian lực của cường giả Vũ Tôn áp chế, thân ảnh Thiên Thủ Quỷ Vương đứng khựng lại, sắc mặt đại biến. Thứ này là của ta. Đồng thời, trong bầu trời vang lên tiếng hét lớn, mấy cường giả đồng thời tranh đoạt vật mà Thiên Thủ Quỷ Vương tung lên. Phanh phanh phanh.
không gian nứt ra, mấy cường giả tôn cấp xuất thủ khiến cho trời rung đất chuyển. Sơn mạch chung quanh có vô số đại thụ che trời giống như ngọn núi cao Vepsilon T bị phá hủy thành cho tàn. Là giả, đây là một viên đan dược ngũ phẩm mà thôi. Trong lúc hỗn loạn tranh đoạt chúng cường giả mới phát hiện ra, thứ thiên thủ quỷ vương tung lên chỉ là một khỏa đan dược bình thường mà thôi, mọi người không ngờ đều bị người này đùa giỡn. Hỗn đản! Mấy cường giả tôn cấp không khỏi thầm mắng một tiếng rồi lập tức trở về trong đội hình của mình. Lúc này không nhận tôn giả cũng đã bắt được thiên thủ quỷ N. Cường giả tôn cấp còn lại của Khôn Dương Đả vừa mới tranh đoạt không khỏi mắng to một tiếng. Đường đường là vũ tôn, không ngờ lại bị thiên thủ quỷ vương này đùa giỡn trong tay. Thiên thủ quỷ vương, đây là do ngươi tự mình muốn chết. Vẻ mặt không nhận tôn giả trầm xuống, giết người này thì có thể thu được diễn linh thánh quả. Thiên thủ quỷ vương có liên quan với phi linh môn ta. Cũng chính là người của phi linh môn ta, ai dám động tới người của phi linh môn ta thì phải trả một cái giá đắt. Tiếng quát lạnh lẽo của Lục Lâm Thiên truyền tới. Thân hình chậm rãi tiến lên nhìn về phía thiên thủ quỷ vương đang bị không nhận tôn giả cấm chế. Tiểu tử, ngươi nên biết rằng ngươi đang nói chuyện với ai. Đừng tưởng rằng có chút danh khí trong đám người trẻ tuổi mà đã diễu võ dương oai, đồ không biết trời cao đất rộng. Nếu như ta muốn đánh chết ngươi, so với đánh chết một con kiến cũng không kém bao nhiêu. Nhìn Lục Lâm Thiên, không nhận tôn giả lạnh nhạt nói một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Vậy ngươi cứ thử giết thiên thủ quỷ vương cho ta xem. Ta bảo đảm ngày hôm nay sẽ khiến cho người của Khôn Dương đảo không có một ai rời khỏi đây được. Nếu như ngươi không tin thì cứ thử xem. Lục Lâm Thiên chậm rãi tiến lên, trực tiếp đi về phía đám người Khôn Dương đảo, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Tiểu tử kiêu ngạo. Một trưởng lão trong Khôn Dương đảo nhận được ánh mắt của Thiên Dương Vương, nhìn thấy Lục Lâm Thiên tiến tới liền lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Trong tay nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn dùng xu thế sấm sét công kích về phía Lục Thiếu Du. Dạ vị ương của Thánh Linh Cốc nhíu mày, nhìn thấy Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long hoàn toàn không để ý, trong lúc nghi hoặc ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Siêu! Trưởng lão Khôn Dương đảo dường như cũng biết Lục Lâm Thiên bất phàm, xuất thủ hoàn toàn không lưu tình, trưởng ấn đem theo không gian vặn vẹo lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai bắn tới trước người Lục Lâm Thiên. Lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian chung quanh lõm xuống. Phanh phanh. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một trưởng cường hãn của trưởng lão Khôn Dương đảo mang theo lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh vào trên người Lục Lâm Thiên, hoàn toàn không để cho Lục Lâm Thiên có phản ứng. Trong sát na này trên miệng vị trưởng lão kia nở nụ cười nhạt, kỳ thực Lục Thiếu Du này cũng chỉ có thế mà thôi. Vũ Vương bát trọng mà đã nghĩ tới đối phó với ta, ngươi còn quá yếu. Trong nháy mắt khi đạo trưởng ấn của đối phương đánh vào ngực, hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Thủ ấn được kết, một đạo cấm chế hạ xuống, đồng thời hóa trưởng thành chảo chụp vào trên vai Vũ Vương bát trọng này, sau đó nhanh chóng lui lại. Không tốt, cẩn thận. Hầu như cùng lúc đó một cường giả tôn cấp bên người không nhận tôn giả định xuất thủ, mà lúc này thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên. Nếu như ngươi dám động thì hắn lập tức sẽ chết. Nói xong thân ảnh Lục Lâm Thiên đã lùi lại cách đó mấy chục thước, không gian lực của cường giả Vũ Tôn khiến cho Lục Lâm Thiên phải cố kỵ, bàn tay nắm lấy vai của Vũ Vương bát trọng Khôn Dương đảo, hàn ý trong mắt tràn ra. Một kích của Vũ Vương bát trọng Lục Thiếu Du hoàn toàn không để vào trong mắt. Dựa vào bất diệt huyền thể hắn có thể dễ dàng chống lại. Cho dù không có bất diệt huyền thể công kích của người có tu vi đồng cấp đối với hắn không là gì, hắn không đặt vào trong mắt. Cảnh tượng vừa rồi xảy ra vô cùng nhanh, khiến mọi người kinh ngạc không thôi, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương của Thánh Linh Cốc cùng với đám người Hàn Ngọc Tôn giả chấn động nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Trong lòng chấn động không nói thành lời. Trong Nguyệt Long Các, số người kinh sợ cũng không phải là ít. Mọi người không biết là đang kinh sợ vì lực phòng ngực của Lục Lâm Thiên hay là khiếp sợ Lục Thiếu Du trong nháy mắt đã cấm chế một Vũ Vương bát trọng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Trước người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Vũ Tôn nhất trọng mang theo vẻ sắc bén nhìn về phía hắn. Trên khuôn mặt già nua tràn ngập hàn ý khiến cho chung quanh cảm thấy lạnh lẽo. Trước mặt bọn họ, không ngờ trưởng lão trong môn lại bị người khác bắt mất, mặt mũi tổn thất cũng không nhỏ. Ta có muốn chết hay không cũng không cần ngươi lo. Nếu như ngươi không thả thiên thủ quỷ vương ngay cho ta thì hắn lập tức sẽ chết. Lục Lâm Thiên nhìn Vũ Vương bát trọng đang cấm chế trong tay rồi mỉm cười nói. Lúc này đối mặt với Vũ Tôn hắn không có chút e ngại.
Người này chỉ là vũ tôn nhất trọng mà thôi, cho nên hắn cũng không để vào mắt. Cho dù là chính diện chống lại hắn tuyệt không e ngại. Không nhận tôn giả bắt thiên thủ quỷ vương chỉ là vũ tôn tam trọng mà thôi. Có Hắc Phú ở đây hắn không cần cố kỵ gì. Chỉ vì hiện tại có nhiều người, thực lực của Hắc Phú chính là một con bài chưa lật lớn của hắn, cố gắng không nên bại lộ. Bằng không sẽ khiến cho mọi người đề phòng. Trong tình huống đoạt bảo mà như vậy sẽ cực kỳ bất lợi. Lục Lâm Thiên thậm chí còn sớm truyền âm cho Hắc Phú không tới lúc vạn bất đắc dĩ không nên bại lộ thực lực. Tiểu tử, ngươi dám trả giá với ta. Ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Vũ tôn của Khôn Dương đảo kia gần như rít lên nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Ngươi uy hiếp ta cái dám. Nếu như ta sợ Khôn Dương đảo các ngươi thì đã không làm như vậy. Thả hay không tùy vào đám người Khôn Dương đảo các ngươi, ta có rất nhiều thời gian. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía đám người Khôn Dương đảo mang theo tiêu ý. Trêu tức, tuyệt đối là châm chọc. Người của Khôn Dương đảo tức thì giận dữ. Những lời này của Lục Lâm Thiên cộng thêm vẻ mặt của hắn hiện tại tuyệt đối là châm chọc. Sắc mặt đám người Nguyệt Long Các, Thánh Linh Cốc đều có biến hóa, thầm nghĩ Lục Lâm Thiên này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, không ngờ lại không đặt cường giả vũ tôn vào trong mắt. Đây quả thực chính là tự mình muốn chết. Lục Lâm Thiên, ta thực sự bội phục dũng khí của ngươi. Ngươi phải biết rằng đây là Đông Hải, không phải cổ vực và đại lục Linh Vũ. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông cũng không bảo vệ được ngươi. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên nói. Khôn Dương đảo các ngươi ngoại trừ nói lời vô ích ra còn có thể làm gì khác không? Nếu muốn ta thả người thì trước tiên nên thả Thiên Thủ Quỷ Vương ra, bằng không các ngươi cứ giết Thiên Thủ Quỷ Vương, ta cứ giết người này. Tự các ngươi lựa chọn đi. Lục Lâm Thiên cầm Vũ Vương bát trọng trong tay cao giọng nói khiến cho toàn bộ cường giả Khôn Dương đảo bốc hỏa. Cái gì đó, ngươi gọi là không nhận tôn giả sao? Ngươi cũng đừng mơ âm thầm hạ thủ, nếu muốn âm thầm hạ thủ thì phải xem ta hay ngươi nhanh hơn. Ta bảo đảm người của Khôn Dương đảo các ngươi sẽ chết trước. Lục Lâm Thiên đột nhiên nhìn về phía không nhận tôn giả trên bầu trời, quanh thân có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình kéo tới. Dường như muốn khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo, không gian thuộc tính thổ của Lục Lâm Thiên tràn ra, chân khí trong tay chút xuống. Đột nhiên tiến vào trong cơ thể Vũ Vương Bát Trọng kia. A, à, Vũ Vương Bát Trọng bị cấm chế này tức thì kêu thảm một tiếng, ngũ quan đau đớn vặn vẹo. Tiểu tử, cùng nhau thả ngươi. Không nhận tôn giả nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo một cỗ hàn ý, hắn không ngờ linh hồn lực của Lục Lâm Thiên mạnh như vậy, hắn vừa mới động thủ đã bị đối phương biết được. Ngươi thả trước, ta không tin được ngươi, dám âm thầm hạ thủ với ta, ai biết ngươi có thể giở trò gì không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống rồi nói. Hừ, sao ta có thể biết được ngươi có dở trò hay không? Thiên Dương Vương lạnh nhạt nói. Lẽ nào ngươi thấy hai tôn cấp của Khôn Dương đảo các ngươi ăn phân mà lớn lên, còn sợ ta không thả người sao? Lục Lâm Thiên dùng giọng hài hước nhìn Thiên Dương Vương nói. Ngươi! Bị Lục Lâm Thiên nói vậy, sắc mặt Thiên Dương Vương càng thêm khó coi. Xa xa! Chúng cường giả Thánh Linh Cốc nhìn Lục Lâm Thiên vô cùng chấn động, cả đám đều vô cùng bội phục dũng khí của Lục Lâm Thiên. Trước mặt Vũ Tôn không chút khoan nhượng, đối chọi gay gắt, thậm chí còn châm chọc. Trong đám người trẻ tuổi sợ rằng còn chưa có người thứ hai dám nói như vậy với cường giả tôn cấp của Khôn Dương đảo. Loại dũng khí này khiến cho mọi người không bội phục không được. Tiểu tử, nhanh thả người. Ánh mắt không nhận tôn giả khẽ đổi. Hận ý trong lòng đối với Lục Lâm Thiên lúc này sợ rằng không cần nói cũng biết. Hai cường giả tôn cấp bị tiểu tử này dắt mũi, quả thực vô cùng nhục nhã. Nói xong không nhận tôn giả hung hăng ném thiên thủ quỷ vương trong tay về phía Lục Lâm Thiên, mượn cơ hội phát tiết lửa giận trong lòng. Siêu! Thiên thủ quỷ vương lảo đảo một cái, vũ tôn tam trọng hắn hoàn toàn không có lực chống lại, thân hình sau khi lăn một vòng trên không trung mới lảo đảo đứng lại, sắc mặt tái nhợt đi tới phía sau Lục Lâm Thiên. Thiên thủ quỷ vương tiền bối, không sao chứ? Lục Lâm Thiên hỏi thiên thủ quỷ vương. Không có gì đáng ngại, người này không thể tha, nếu thả ngày hôm nay chúng ta không ai có thể rời khỏi đây. Người của Khôn Dương đảo này là không phải là thứ tốt. Thiên thủ quỷ vương nói với Lục Lâm Thiên, nhìn tư thế của Khôn Dương đảo sợ rằng một khi thả người này Khôn Dương đảo sẽ trực tiếp động thủ. Thiên thủ quỷ vương tiền bối, chúng ta không thả người có chút không tốt. Có phải là không biết giữ chữ tín hay không? Lục Lâm Thiên quay đầu lại,
hai mắt nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương, thế nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra Thiên Thủ Quỷ Vương này cũng không phải là người lương thiện. Tiểu tử ngươi não vô nước sao? Nếu như mạng không còn, thì còn nói gì tới chữ tín nữa? Thiên Thủ Quỷ Vương dùng giọng chỉ tiếc rèn sắt thành thép nói với Lục Lâm Thiên. Trong lòng thầm nghĩ tiểu tử đầu óc như vậy, không biết thế nào lại làm được trưởng môn Phi Linh Môn. Vậy được rồi, không thả người ngày nữa. Lục Lâm Thiên đáp, đột nhiên cánh tay dùng sức, không trung vặn vẹo, không gian như nổ tung. Phanh! Vũ Vương bát trọng của Khôn Dương đảo cùng với thanh âm trầm thấp trong nháy mắt hóa thành huyết vụ tiêu tán trên không trung. Tiểu tử, ta đâu có nói ngươi giết hắn. Thiên Thủ Quỷ Vương tức thì biến sắc, hắn chỉ muốn bắt một người thoát thân mà thôi, không ngờ tiểu tử này lại giết con tin. Mắt thấy Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh chết Vũ Vương bát trọng của Khôn Dương đảo, sắc mặt đám người Nguyệt Long các đại biến, người Thánh Linh cốc càng thêm kinh ngạc, Lục Lâm Thiên này quả thực đang cố ý upsilon đám người Khôn Dương đảo. Thiên Thủ Quỷ Vương tiền bối, không phải ngươi bảo ta giết hắn sao? Lục Lâm Thiên nói. Thiên Thủ Quỷ Vương hết lời để nói, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt, miệng nói. Tiểu tử, chạy mau. Đáng chết, ngày hôm nay ai cũng đừng mong chạy thoát. Không nhận tôn giả nổi giận, Thiên Dương Vương cũng nổi giận. Mọi người trong Khôn Dương đảo nỗi bão, cả đám sát khí đằng đằng nhìn Lục Lâm Thiên. Từng đạo chân khí, linh lực phóng lên cao. Khí thế bàng bạc khiến cho toàn bộ không gian run lên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngày càng lạnh lẽo, đánh chết Vũ Vương bát trọng đã sớm nằm trong kế hoạch của hắn, sao hắn có thể thả người cho được. Nếu thực sự động thủ hắn cũng không sợ. Siêu siêu. Phía xa, tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh phá không mà tới, nhân số cũng không ít. Mọi người không khỏi ngẩng đầu lên, ba cỗ thế lực nhanh chóng chạy tới, trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời. Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Thiên Vân Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các. Mọi người nhìn về phía trước, sắc mặt tức thì biến đổi, đám người tới chính là người của Thiên Địa Các, Nhật Sát Các, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các. Mọi người xuất hiện, cảm thấy không khí phía trước có chút không đúng, lại nhìn Lục Lâm Thiên và đám người Khôn Dương Đảo đang đối đầu lập tức đoán được chuyện đang xảy ra. Thần Hỏa Vương Địch Viêm của Địa Viêm Đảo, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu của Thần Kim Các đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy đám người Thu Thủy Vương Bối Hải Linh ở bên người Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên lập tức đi về phía Khôn Dương Đảo. Dường như bốn sơn môn này đã sớm kết minh với nhau. Siêu siêu. Lần nữa có tiếng xé gió vang vọng, Kim Sí Vương Kỷ Diệu Tông của Kiền Hiên Đảo, Hắc Linh Vương Ô Trấn Vũ của Tinh Mục Các cũng xuất hiện trên bầu trời. Cường giả trong hai sơn môn nhìn thấy một màn phía dưới lập tức nhíu mày rồi đi tới bên cạnh đám người Thiên Vân Đảo. Cúi đầu nói với cường giả Thiên Vân Đảo cái gì đó. Lục lão đệ, xem ra lão đệ đang gặp phiền phức a. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng xuất hiện trên không trung, không có một chút do dự nào, thân ảnh chợt lóe đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Một chút phiền toái nho nhỏ, không có gì đáng ngại. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, ánh mắt quét qua mọi người. Hắn không ngờ thoáng cái đã đưa tới nhiều người xuất hiện như vậy. Nhìn đội hình này, Thiên Vân Đảo và Tinh Mục Các, Kiền Hiên Đảo. Ba sơn môn này dường như liên thủ với nhau. Khôn Dương Đảo, Địa Viêm Đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Long Các. Bốn sơn môn này cũng liên thủ với nhau. Mà hắn cùng Nhật Sát Các, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang, Thiên Ưng Lâu liên thủ. Chỉ là hiện tại Thiên Ưng Lâu và Tiêu Giao Bang còn chưa có xuất hiện. Thiên Địa Các dường như đứng ở một bên, tạo thành thế chân vạc. Lục trưởng môn. Có chuyện gì cần Thiên Địa Các chúng ta hỗ trợ thì không cần khách khí. Cứ mở miệng là được. Trong khi nói chuyện, cường giả Thiên Địa Các đã tới bên người Lục Lâm Thiên, Tử Yên khẽ nói. Một mùi hương đặc thù nhàn nhạt xông vào mũi giống như hương cỏ, đối với mùi hương trên người Tử Yên Lục Lâm Thiên cũng không xa lạ, hắn lập tức quay đầu lại nói. Nếu như có phiền toái nhất định ta sẽ làm phiền Thiên Địa Các. Nhìn thấy Thiên Địa Các, Nhật Sát Các đứng chung một chỗ với Lục Lâm Thiên. Sắc mặt đám người Khôn Dương Đảo, Thần Kim Các, Nguyệt Long có chút biến hóa, đặc biệt là người Thiên Địa Các khiến cho bọn họ có chút cố kỵ. Lẽ nào Thiên Địa Các và Nhật Sát Các muốn nhúng tay vào chuyện của Khôn Dương Đảo và Phi Linh Môn sao? Ánh mắt không nhận tôn giả trầm xuống, nhìn cường giả Nhật Sát Các và Thiên Địa Các không khỏi run rẩy. Nếu như hai sơn môn này quyết tâm nhúng tay vào, Khôn Dương Đảo của hắn ngày hôm nay sợ rằng không thể làm gì được Lục Lâm Thiên. Phi Linh Môn của Lục lão đệ có ân với Nhật Sát Các chúng ta.
ai dám động vào Lục lão đệ, nhật sát các ta tuyệt đối không khách khí. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng đứng chắp tay, thái độ cực kỳ kiên quyết. Thiên địa các ta và Lục trưởng môn có chút giao tình, nếu như ai động tới Lục trưởng môn, thiên địa các ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Tử Yên nhìn đông đảo cường giả trong trận doanh Khôn Dương đảo lại nói. Tiến vào thiên đảo, tất cả mọi người đều vì tầm bảo mà tới, nếu như có ân oán gì thì đợi ra ngoài rồi giải quyết. Được không? Lục Lâm Thiên giết trưởng lão Khôn Dương đảo ta, nhất định hắn phải trả giá. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyền cả giận nói. Thực lực của mình không đủ bị người khác giết cũng là đáng đời. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói. Lạc Kiến Hồng, người đừng quên ngươi là thế lực ở trong Đông Hải, chẳng lẽ ngươi muốn đứng cùng một chỗ với cổ vực và đại lục Linh Vũ sao? Dương Tề Thuyên nhìn Lạc Kiến Hồng, vẻ mặt vô cùng xấu xí. Ta làm gì là chuyện của ta, không cần ngươi quản. Nói chung ngày hôm nay ta ủng hộ Lục lão đệ, muốn động thủ thì cứ việc. Nhật sát các ta phụng bồi. Ánh mắt Lạc Kiến Hồng khẽ đổi, hai mắt sắc bén như ác điểu. Đối với Khôn Dương đảo này Nhật sát các đương nhiên không cần sợ hãi. Tốt, ha ha. Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên giận quá hóa cười, lạnh nhạt nói. Nhật sát các, ta nhớ kỹ các ngươi. Ngày sau đừng trách Khôn Dương đảo chúng ta không khách khí. Có chiêu gì thì cứ xuất ra, nhật sát các ta sẽ tiếp hết. Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng nói. Cường giả thần Kim Các, Địa Viêm Đảo, Nguyệt Long Các nhìn nhau. Bọn họ hiểu rõ, tuy rằng bốn sơn môn bọn họ liên thủ, thế nhưng bên người Lục Lâm Thiên cũng có Nhật Sát Các và Thánh Linh Cốc. Thực lực Thánh Linh Cốc tuy rằng yếu nhất, thế nhưng cũng có một tôn cấp, huống chi còn có Thiên Địa Các ở đây. Nếu như thực sự động thủ, sợ rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Việc này không quan trọng bằng đoạt bảo, vì Khôn Dương Đảo, xuất thủ cũng không đáng. Sắc mặt không nhận tôn giả của Khôn Dương đảo ngưng trọng, thái độ kiên quyết của Nhật Sát Các như vậy, nếu như hiện tại hắn động thủ sợ rằng không chiếm được chút tiện nghi nào. Mà đám người Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Địa Viêm đảo tuyệt đối sẽ không xuất lực. Tới khi đó người có hại nhất là bọn hắn, ngày hôm nay đã không thể làm gì được Lục Lâm Thiên này. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo chút tiếu ý nhàn nhạt. Ngay từ đầu hắn đã không lo lắng việc đám người Khôn Dương đảo này xuất thủ. Hiện tại có nhiều người như vậy, người của Khôn Dương đảo càng khó động thủ với hắn. Thực lực của Hắc Vũ nhất định phải để tới thời khắc cuối cùng mới có thể bại lộ được. Không nhận tôn giả, các ngươi còn không động thủ sao? Nếu như không động thủ thì ta đi trước, tầm bảo quan trọng hơn, bản thiếu gia không có thời gian chơi cùng các ngươi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía không nhận tôn giả, trong mắt mang theo hàn ý nhàn nhạt, châm chọc nói. Lục Lâm Thiên! Núi xanh còn đó, đây là Đông Hải, ngày hôm nay có người bảo vệ ngươi, chẳng lẽ sau này mỗi lần đều có người bảo vệ ngươi sao? Ánh mắt không nhận tôn giả trầm xuống, hàn ý ngập trời tràn ra. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, đối phó với Lục Lâm Thiên này hiện tại bọn hắn không chiếm được chút tiện nghi nào. Thứ hai, việc tầm bảo quan trọng hơn, liều mạng lưỡi bại câu thương sẽ khiến cho kẻ khác chiếm tiện nghi. Lạc lão ca, Tử Yên cô nương, Giả Cốc chủ, chúng ta đi thôi. Tầm bảo quan trọng hơn, cũng không thể để cho kẻ khác nhanh chân tới trước được. Lục Lâm Thiên không để ý tới không nhận tôn giả mà quay đầu lại nói với Lạc Kiến Hồng, Tử Yên, Dạ Vị Ương. Chúng ta đi thôi. Lạc Kiến Hồng nhìn chung quanh, trong lòng đương nhiên không hy vọng nhanh như vậy đã phải va chạm với đám người Khôn Dương đảo này. Sợ rằng lúc này ai đều có ý này, hắn lập tức thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi về phía trước. Hỗn đản! Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên cùng chúng cường giả Khôn Dương đảo nắm chặt hai tay, vô cùng giận dữ, thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhịn xuống. Chúng ta cũng đi thôi. Phía xa, Đạm Đài Tuyết Vi khẽ nói với chúng cường giả bên cạnh. Nhìn thân ảnh nghênh ngang rời đi kia, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Một lát sau, trong sơn mạch rộng lớn, đám người Lục Lâm Thiên lúc này mới dừng lại. Ha ha, Lục lão đệ! Người của Khôn Dương đảo tới lần này cũng không ít. Lão đệ phải cẩn thận. Lạc Kiến Hồng cười lớn rồi nói với Lục Lâm Thiên. Đa tạ Lạc lão ca, đa tạ Tử Yên cô nương, Giả Cốc chủ cùng với chư vị tiền bối. Lục Lâm Thiên nói rồi ôm quyền thi lễ với chúng cường giả. Những người này có thể đứng ở bên người hắn, lần này hắn đã thiếu bọn họ một phần ân tình. Tiểu tử, đủ gan dạ, sáng suốt, không nhận tôn giả kia không dễ chọc. Ngay cả ta cũng phải cố kỵ vài phần.
Ngươi quả thực đủ độc, lần này sợ rằng Khôn Dương đảo đã bị ngươi chọc giận triệt để. Tự mình giải quyết chuyện này cho tốt đi. Trong Nhật Sát Các, Vạn Linh Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Tiểu tử sẽ chú ý. Lục Lâm Thiên cười nói, nếu như là trước đây hắn nhìn thấy còn trốn không kịp. Chỉ là hiện tại hắn cũng không cần cố kỵ như vậy nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tầm bảo quan trọng hơn. Phục Yêu Tôn giả của Thiên Địa Các nói, mọi người lập tức cáo từ, phân biệt rời đi. Lục trưởng môn, ta cũng đi trước một bước. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nói xong mang theo người của Thánh Linh Cốc rời đi. Nhìn Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Lục Lâm Thiên luôn cảm thấy có chút kỳ quái, cảm giác là lạ, thế như là ở chỗ nào hắn cũng không nhìn ra được. Bọn họ đi thật nhanh a. Dương Quá nói, từ đầu tới giờ hắn vẫn không nói lời nào. Yêu thú nơi này càng có cấp bậc cao, có lẽ khoảng cách gần nơi trung tâm cũng không xa, nếu như có bảo vật thì chắc hẳn bảo vật sẽ ở đó. Vì vậy bọn họ cũng không muốn làm lỡ thời gian tầm bảo. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tiểu tử, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Thiên thủ quỷ vương nói với Lục Lâm Thiên, vẻ khẩn trương trên khuôn mặt kia biến mất, rốt cuộc lúc này hắn đã thoát chết một lần nữa. Tiền bối khách khí rồi, người là sư phụ của Thanh Hỏa Cung Phụng, nếu như ta đã gặp thì đương nhiên phải xuất thủ tương trợ một chút. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi đã cứu ta. Dựa theo ước định khỏa diễn linh thánh quả này là của ngươi, cầm đi. Thiên thủ quỷ vương do dự một chút, tay móc ra một hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một vật nhỏ như nắm tay trẻ con xuất hiện trong hộp ngọc. Vật này rất tròn, không màu không vị, không có một chút năng lượng ba động nào, giống như một khỏa tinh cầu trong suốt. Thế nhưng nhìn kỹ lại giống như nhìn thấy một hải dương rộng lớn khiến cho trong lòng không tự chủ được mà khẽ run lên. Diễn linh thiên quả. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn linh quả không màu không vị, thậm chí còn không có một chút năng lượng ba động nào. Trong đầu hắn không tự chủ nhớ tới tư liệu của diễn linh thánh quả. Đây là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, có người nói điều kiện sinh trưởng của diễn linh thánh quả này cực kỳ hà khắc. Phải là nơi có linh khí tràn ngập, chỉ ít trong 3 vạn năm không có ai đi ngang qua thì mới có cơ hội xuất hiện diễn linh thánh quả. Mà diễn linh thánh quả này từ khi kết quả tới thành thục cần ít nhất 5.000 năm. Về phần tác dụng của diễn linh thánh quả, đối với chân khí và linh lực không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng đủ để khiến cho vô số vũ vương điên cuồng. Đồn rằng sau khi ăn vào diễn linh thánh quả có thể tăng cường lực lĩnh ngộ. Quan trọng nhất chính là đề cao tâm cảnh của tu luyện giả. Đem cơ hội đột phá vũ tôn, linh tôn của tu luyện giả đề cao lên 7 thành. Đây mới là điều khiến cho vô số người điên cuồng vì diễn linh thánh quả. Một đường tu luyện. Chân khí linh lực là thứ dễ tu luyện nhất, chỉ cần thời gian và nỗ lực là có thể thu được. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ so với tu luyện chân khí và linh lực khó khăn hơn không ít. Bao nhiêu người không thể tiến lên trên con đường lĩnh ngộ thì lập tức tu vi cũng phải dừng lại. Mà trên phương diện lĩnh ngộ, trong đó còn có một loại lĩnh ngộ mà người bình thường không chú ý tới. Lĩnh ngộ trên tâm cảnh tầm quan trọng không thấp hơn lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Thậm chí có thể nói. Tâm cảnh mới là cơ sở lĩnh ngộ. Chỉ tiếc phương pháp tu luyện đề cao tâm cảnh đã ít lại vô cùng ít. Không ít cường giả dừng lại tại cái rãnh lớn này, bọn họ phải mai danh ẩn tích hoặc hành tẩu bên ngoài thử lĩnh ngộ tâm cảnh. Đây là biện pháp thông thường mà cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Linh quả đề cao tâm cảnh như diễn linh thánh quả này đối với người có tu vi bình thường tạm thời không có tác dụng quá rõ ràng. Chỉ là đối với cường giả mà nói, đặc biệt là cường giả vương cấp có tác dụng vô cùng lớn. Sau khi dùng sau, hầu như sẽ trở thành một cường giả chuẩn tôn cấp. Đồn rằng, diễn linh thánh quả này coi như là cường giả tôn cấp dùng cũng có không ít tác dụng. Đột phá đế cấp trong truyền thuyết cũng có tác dụng không nhỏ. Đây chính là thứ tốt ha. Tiểu Long dường như cũng nhận ra diễn linh thánh quả, trong đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ tham lam, đầu lưỡi không tự chủ được mà liếm liếm. Lục Lâm Thiên nhìn diễn linh thánh quả trong tay thiên thủ quỷ vương, nói không động tâm là chuyện không có khả năng. Loại vật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu này ai nhìn thấy cũng đều động tâm. Thảo nào Khôn Dương đảo lại ra tay cướp đoạt, nếu như hắn nhìn thấy tuyệt đối cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Nhìn diễn linh thánh quả trong tay thiên thủ quỷ vương, Lục Lâm Thiên không khách khí thu vào trong tay. Trong mắt thiên thủ quỷ vương hiện lên sự không nỡ thế nhưng cũng phải cắn răng buông tay giao cho Lục Lâm Thiên. Diễn linh thánh quả a, bảo vật như vật hắn mất sức chín châu hai hổ mới thu được, sao có thể bỏ dễ dàng như vậy.
chỉ là so với tính mạng của mình, hắn lựa chọn tính mạng. Thế nhưng diễn linh thánh quả này trong lòng của hắn, so với tính mạng của hắn cũng không nhẹ hơn bao nhiêu. Đem hộp ngọc thu vào trong tay, Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Thiên thủ quỷ vương tiền bối, loại bảo vật như diễn linh thánh quả này nói không động tâm là giả. Có lẽ người cũng luyến tiếc, không bằng chúng ta làm chút giao dịch. Ngươi nói xem. Thiên thủ quỷ vương nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo sự không nỡ nhìn vào hộp ngọc trong tay Lục Lâm Thiên. Người là sư phụ của Thanh Hỏa Cung Phụng, kỳ thực chúng ta cũng coi như người một nhà, nếu như thiên thủ quỷ vương nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, ta cũng không nhiều lời. Diễn linh thánh quả này chính là lễ gặp mặt Phi Linh Môn cấp cho tiền bối. Nếu như tiền bối không muốn gia nhập Phi Linh Môn, ở trong này nếu như gặp phiền toái gì đó, nể mặt Thanh Hỏa Cung Phụng, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là khi đó diễn linh thánh quả này tiểu tử cũng không khách khí. Lục Lâm Thiên nhìn thiên thủ quỷ vương nói. Tiểu tử, rất trực tiếp, ta thích, chỉ tiếc là ta không muốn gia nhập Phi Linh Môn, ngươi lại cầm diễn linh thánh quả mê hoặc ta, ngươi khiến ta vô cùng khó xử a. Ánh mắt thiên thủ quỷ vương đảo liên tục, hắn không muốn gia nhập một sơn môn bởi vì không muốn bị hạn chế tự do. Nếu như hắn muốn gia nhập một sơn môn nào đó, chỉ sợ ngay cả tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng phải giang hai tay đón chào. Tiền bối, nếu như tiền bối gia nhập Phi Linh Môn, ta tuyệt đối sẽ hoan nghênh. Mặt khác ta còn nói một câu, khi trước Thanh Hỏa Cung Phụng gia nhập Phi Linh Môn cũng chính là bị ép. Tình huống so với tiền bối hiện tại không khác là mấy. Nhưng mà sau khi Thanh Hỏa Cung Phụng gia nhập Phi Linh Môn cho tới nay chưa từng phải hối hận qua. Tiền bối cứ suy nghĩ cho kỹ. Nếu như tiền bối gia nhập, ta tin bằng vào diễn linh thánh quả này quỷ vương tiền bối nhất định có thể đột phá tới vũ tôn. Đến lúc đó quỷ vương tiền bối sẽ là tôn sứ hộ môn đầu tiên của Phi Linh Môn ta. Địa vị chỉ dưới trưởng môn. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt nhìn về phía thiên thủ quỷ vương. Phi Linh Môn phát triển, Lục Lâm Thiên đã sớm có dự định mời chào một ít người có thực lực mạnh mẽ gia nhập Phi Linh Môn. Bằng không chờ sau khi thực lực Phi Linh Môn từng bước đề cao, sao có thể so sánh với đám quái vật lớn có nội tình trên vạn năm kia. Phi Linh Môn mới phát triển mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Nếu như Phi Linh Môn muốn so sánh với mấy quái vật lớn kia thì cũng chỉ có thể mời chào cường giả có thể tin tưởng được. Mà mục tiêu hiện tại cũng chỉ có cường giả tôn cấp, không có cường giả tôn cấp, Thủy Chung không thể chân chính so sánh với mấy quái vật lớn như Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Môn Nhất Trang, Tứ Các Tứ Đảo. Trong Phi Linh Môn tuy rằng có băng mộc tôn giả, thế nhưng còn chưa đủ. Sau khi nhìn thấy thực lực của Thánh Linh Giáo, Lục Lâm Thiên không khỏi thầm than trong lòng. Thực lực của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo hoàn toàn là một trên trời một dưới đất. Chí ít hắn phải đem Phi Linh Môn phát triển tới trình độ như Thánh Linh Giáo hiện tại mới được. Lúc này mới có tư cách chính diện đối kháng với các thế lực lớn. Trước mắt Thiên Thủ Quỷ Vương, sư phụ của Thanh Hỏa Lão Quỷ, Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, một khi dùng diễn linh thánh quả tuyệt đối có cơ hội đột phá tôn cấp. Đây cũng chính là mục tiêu của Lục Lâm Thiên, cũng là người có thể yên tâm. Diễn linh thánh quả này dùng ở trên người nhà là tốt nhất. Bằng không Lục Lâm Thiên cũng không bỏ được diễn linh thánh quả. Thiên thủ quỷ vương do dự, điều kiện của Lục Lâm Thiên cực kỳ mê hoặc, hắn cũng không thể bỏ được. Diễn linh thánh quả, tôn sứ hộ môn đầu tiên của Phi Linh Môn, địa vị chỉ dưới trưởng môn, quả thực không thấp chút nào. Đối với lời Lục Lâm Thiên nói hắn cũng không nghi ngờ, bởi vì đệ tử của hắn đang ở Phi Linh Môn, còn là cung phụng. Quỷ vương ta gia nhập Phi Linh Môn. Ánh mắt run lên, thiên thủ quỷ vương nói. Hoan nghênh quỷ vương gia nhập Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười, đem diễn linh thánh quả giao cho thiên thủ quỷ vương. Nếu như thiên thủ quỷ vương có thể đột phá với vũ tôn, đối với Phi Linh Môn mà nói, nhiều thêm một vũ tôn tuyệt đối quan trọng. Ra mắt trưởng môn. Thiên thủ quỷ vương tiếp nhận diễn linh thánh quả, lập tức hành lễ. Quỷ vương, ăn vào đan dược này đi. Thương thế trên người ngươi cũng không nhẹ. Lục Lâm Thiên ngưng thiên thủ quỷ vương lên, đem một khỏa đan dược thất phẩm cao giai chữa thương đưa cho hắn. Đa tạ trưởng môn. Thiên thủ quỷ vương tiếp nhận đan được rồi lập tức nhét vào trong miệng, ánh mắt khẽ đổi. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, Lục Lâm Thiên này xuất thủ cực kỳ bạo. Đan dược thất phẩm cao giai lại không nháy mắt một chút nào, lẽ nào Phi Linh Môn giàu tới mức này rồi sao? Quỷ vương. Diễn linh thánh quả của ngươi lấy từ đâu vậy? Lục Lâm Thiên lập tức hỏi. Ở ngay phía trước,
có lẽ còn 3 ngày lộ trình. Thiên thủ quỷ vương chỉ về phía sau Lục Lâm Thiên, sắc mặt kinh ngạc nói. Trưởng môn, không phải người muốn tới đó đấy chứ. Ta cũng không muốn quay trở lại đó đâu. Nơi đó có một yêu vương đang tìm ta. Ta thật vất vả mới chạy thoát khỏi nó. Yêu vương gì? Lục Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi. Loại thiên tài địa bảo như vậy bình thường đều có yêu thú thủ hộ. Có thể khiến cho thiên thủ quỷ vương kiêng kỵ như vậy sợ rằng không phải là yêu thú bình thường. Đây chính là một đầu yêu thú bát giai sơ kỳ, về phần là gì ta cũng không nhận ra. Có lẽ là yêu thú long tộc, thực lực quá kinh khủng, thiếu chút nữa ta đã chết ở trong tay nó. Thiên thủ quỷ vương hiện tại nghĩ lại trong lòng còn cảm thấy sợ hãi. Yêu thú long tộc kia quả thực rất đáng sợ. Quỷ vương, người xác định chính là yêu thú long tộc chứ? Nghe vậy Lục Lâm Thiên lập tức hứng thú hỏi. Hẳn là vậy. Thiên thủ quỷ vương gật đầu đáp. Bát giai sơ kỳ, so với thất giai còn cao hơn. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Nghe thấy yêu thú long tộc hắn lập tức cảm thấy hứng thú. Long ảnh tí của Lục gia hắn lúc này cũng nên tu luyện rồi. Chỉ vì hắn vẫn chưa tìm được long huyết, nếu như đây là yêu thú long tộc mà nói vậy thì vừa vặn. Bát giai so với thất giai còn cao hơn. Từ trên tin tức tu luyện long ảnh tí có nói, long huyết càng cao, uy lực của long ảnh tí càng lớn, thế nhưng thống khổ cũng càng lớn. Lão đại, huynh đang nghĩ gì vậy? Tiểu Long thấy lão đại đờ ra lập tức nói. Chúng ta đi xem yêu long kia một chút. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Thật vất vả hắn mới nghe thấy có tin tức yêu thú long tộc, đương nhiên không thể buông tha được. Lục Lâm Thiên vẫn luôn nhớ tới điều kiện tu luyện long ảnh tí chính là long huyết. Phải là long huyết của một con rồng hoàn chỉnh mới được. Ở bên ngoài hiện tại muốn tìm yêu thú long tộc quả thực không hề dễ dàng. Lúc này gặp phải đương nhiên hắn không thể bỏ qua, hắn cũng nên tu luyện long ảnh tí rồi. Cái gì, đây là yêu thú bát giai sơ kỳ A, thực lực rất kinh khủng, còn có một đàn yêu thú, đi vào đó tương đương tìm chết A. Thiên thủ quỷ vương tức thì biến sắc, nơi đó hắn cũng không muốn đi vào lần thứ hai nữa. Thực lực của hắn đi vào nơi đó không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Không phải bát giai sơ kỳ sao? Có cái gì phải sợ? Tiểu Long liếc mắt nhìn thiên thủ quỷ vương nói, trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Quỷ vương yên tâm đi, nếu chỉ là bát giai sơ kỳ, không có vấn đề quá lớn. Lục Lâm Thiên mỉm cười, cấp bậc bát giai sơ kỳ, có Hắc Vũ ở đây cũng không khó đối phó. Hắn đang cần long huyết để tu luyện long ảnh tí. Dù thế nào cũng phải đi tới đó xem một chút. Nếu như là yêu thú long tộc thực sự thì tốt, coi như không phải là yêu thú long tộc, nếu như có thể thu phục thì tuyệt đối không tồi. Thiếu chủ, yêu thú bát giai sơ kỳ long tộc không dễ trêu. Quan trọng là không biết đàn thú kia lớn bao nhiêu, vạn nhất là đàn thú khổng lồ thì vô cùng phiền phức. Hắc Phú nói, Hắc Phú thúc, nếu như là yêu thú long tộc bát giai sơ kỳ thì đối với ta có công dụng không nhỏ. Lục Lâm Thiên nói, có công dụng sao, vậy thì đi tới đó xem một chút, có Tiểu Long ở đây có lẽ gặp thú đàn thì nguy hiểm cũng không lớn. Hắc Vũ nghe nói yêu thú long tộc bát giai đối với Lục Lâm Thiên có chút hữu dụng lập tức gật đầu nói. Đương nhiên, có ta ở đây, yêu thú bình thường không có gì phải sợ. Tiểu Long vỗ ngực, có vẻ vô cùng đắc ý. Đúng vậy, Lục Lâm Thiên gật đầu với Hắc Vũ, lập tức trừng mắt nhìn Tiểu Long. Sau đó lại nói với thiên thủ quỷ vương. Quỷ vương, dẫn đường đi. Thế nhưng đó là yêu thú bát giai à. Thiên thủ quỷ vương nói, Lục Lâm Thiên này không biết yêu thú bát giai đại biểu cho cái gì sao. Cường giả vũ tôn khôn dương đảo hắn có thể không đặt trong mắt, thế nhưng không ngờ cũng không đặt đầu yêu thú bát giai này vào trong mắt. Huống chi đầu bát giai này còn có một đàn yêu thú phía dưới, đó chính là Long Đàm Hổ Huyệt à. Nhìn thấy đám người Lục Lâm Thiên hoàn toàn không để ý, bộ dáng giống như nắm chắc, thiên thủ quỷ vương vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao đi nữa cũng đã gia nhập phi linh môn cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn đường mà thôi. Trưởng môn, người xác định đi trêu vào đầu yêu thú bát giai kia. Giữa không trung, thiên thủ quỷ vương nhìn Hắc Vũ, trong lòng vô cùng nghi hoặc, người mặc bộ hắc bào này khiến cho hắn có áp lực cực lớn. Thế nhưng hắn lại không thể nhìn ra thực lực của Hắc Vũ. Cuối cùng hắn hỏi Lục Lâm Thiên, trong lòng đã có chút hối hận khi nói cho Lục Lâm Thiên chuyện yêu vương bát giai này. Không phải là trêu chọc, chúng ta chỉ đi xem một chút là được. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Được rồi trưởng môn,
các người vào bằng cách nào? Thiên thủ quỷ vương cực kỳ nghi hoặc hỏi Lục Lâm Thiên, lẽ nào mọi người đều biết phía dưới thiên đảo có thông đạo sao? Hỏa đảo phun trào khiến cho phong ấn mở ra, thông đạo xuất hiện. Lẽ nào không phải ngươi cũng tiến vào cùng với chúng ta sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Cái gì, hỏa đảo phun trào? Thiên thủ quỷ vương cực kỳ kinh hãi, suy nghĩ một lát rồi nói. Ta đã vào từ trước, ước chừng một tháng, cũng có thể là hai tháng. Ngươi đã vào từ trước. Tới phen Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Thiên thủ quỷ vương do dự một chút rồi đem mọi chuyện đại khái kể lại cho Lục Lâm Thiên. Hóa ra hơn 100 năm trước hắn thu được một kiện đồ cổ vô danh, hắn nghiên cứu trên trăm năm cũng không biết được lai lịch của nó. Thế nhưng hắn có thể mơ hồ đoán được, cái đồ cổ này tuyệt đối cất giấu một bí mật lớn, không phải là phàm vật. Đồ cổ này nhìn như do gỗ tạo thành, thế nhưng dường như đã có mấy vạn năm, bởi vậy hắn vẫn luôn nghiên cứu. Mãi cho tới mấy năm trước hắn mới phát hiện ra, địa phương trên đồ cổ chính là thiên đảo và hỏa đảo. Hắn lại nghiên cứu tiếp mấy năm rốt cuộc mới phát hiện ra dưới thiên đảo mỗi một lần chân linh thánh quả xuất hiện đều có một cái động khẩu xuất hiện. Lần trước chân linh thánh quả thành thục, lúc thông đạo mở ra hắn cũng nhân cơ hội len lén đi vào trong thông đạo. Chuyện sau đó hắn cũng không biết tí nào. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên sửng sốt, trong không gian này không ngờ lại ký hiệu trên đồ cổ, thảo nào thiên thủ quỷ vương có thể tiến vào bên trong từ trước. Trưởng môn, trên đồ cổ này dường như còn có không ít bí mật. Chỉ tiếc là sau khi ta tiến vào vẫn không nghiên cứu ra được. Người nhìn xem có thể nhìn ra được thứ gì không? Thiên thủ quỷ vương nói xong, lập tức đưa một món đồ cổ màu vàng lớn bằng hai bàn tay cho Lục Lâm Thiên. Đồ cổ này hắn đã nghiên cứu trên trăm năm, thế nhưng không nghiên cứu ra cái gì. Lục Lâm Thiên tiếp nhận món đồ, trong lòng hắn lúc này vô cùng hiếu kỳ và chờ mong. Đồ cổ này có thể giúp tìm được nơi tiến vào không gian này, đương nhiên sẽ có liên quan tới không gian này. Nói không chừng còn có thể thu được thứ gì đó. Cầm đồ cổ trên tay, Lục Lâm Thiên đánh giá, chất liệu của món đồ này giống như gỗ, cực kỳ hiếm thấy, hắn cũng không đoán ra được là vật liệu gì. Trên thân món đồ này có không ít đồ án, cực kỳ phức tạp. Nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy dáng dấp của hỏa đảo và thiên đảo. Trừ cái đó ra Lục Lâm Thiên cũng không phát hiện ra bất cứ thứ gì. Ta đã thử qua, đồ cổ này không có tác dụng gì với chân khí và linh lực. Linh hồn lực cũng không thể tiến vào. Bình thường nước ửa bất xâm, cho dù là ta dùng toàn lực cũng không thể xé rách được nó. Thiên thủ quỷ vương nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang kiểm tra lập tức nói. Nghe vậy Lục Lâm Thiên cố sức xé, đồ cổ này quả thực khó có thể xé được. Lực lượng của hắn hiện tại cho dù là vũ vương cửu trọng cũng có thể xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng không thể xé được địa đồ này chứng minh nó vô cùng bất phàm. Thiếu chủ, đưa cho ta xem. Hắc Phú chợt lóe, trong nháy mắt đi tới bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn vào địa đồ, vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc. Hắc Phú thúc, người nhìn xem. Lục Lâm Thiên cầm địa đồ trong tay giao cho Hắc Phú, nhìn vẻ mặt Hắc Phú dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Thiên thủ quỷ vương vẫn vô cùng tò mò về thân phận của Hắc Phú. Người này gọi Lục Lâm Thiên là thiếu chủ, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại vô cùng tôn kính với người này khiến cho hắn vô cùng nghi hoặc. Quan trọng chính là, Hắc Phú khiến cho hắn có cảm giác vô cùng áp lực, chỉ cần liếc mắt nhìn kỹ một chút linh hồn cũng sẽ rung động. Cấm chế thật mạnh mẽ, đây là vật tới từ viễn cổ. Lật địa đồ trong tay, một lát sau Hắc Phú mở miệng, sắc mặt đại biến. Vật từ viễn cổ sao? Lục Lâm Thiên và Thiên Thủ Quỷ Vương, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long lập tức nhìn về phía Hắc Phú. Lục Lâm Thiên lập tức hỏi. Hắc Phú thúc, có thể mở được hay không? Cấm chế của nó quá mạnh, vật từ viễn cổ há có thể mở dễ dàng như vậy, ta cũng không thể mở ra được. Hắc Phú nói xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long nói. Bất quá Tiểu Long có lẽ có cơ hội, chỉ cần cực khổ một chút là được. Hắc hắc. Vì sao ngươi biết ta có thể mở được? Tiểu Long cười hắc hắc nói với Hắc Phú. Đây là thiên phú của ngươi, người khác không biết thế nhưng ta lại biết. Hắc Phú mỉm cười, đem địa đồ trong tay giao cho Tiểu Long nói. Tiểu tử kia, ngươi thử xem có thể giải được không? Đương nhiên không. Tiểu Long tiếp nhận địa đồ tức thì biến sắc nói. Cấm chế này quá mạnh, không có 10 ngày nửa tháng căn bản ta không thể mở ra được. Tiểu Long. Khổ cực cho đệ rồi. Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long nói. Hắn cũng không biết Tiểu Long có thiên phú mở ra cấm chế loại này.
không thành vấn đề, đệ cũng không tin không thể giải được nó. Thủ ấn trong tay Tiểu Long được kết, trong tay lập tức xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu vàng. Không gian chung quanh hỏa diễm màu vàng này liên tiếp vặn vẹo. Địa đồ dưới sự bao phủ của hỏa diễm màu vàng cũng không có bao nhiêu biến hóa. Đối với hỏa diễm màu vàng này của Tiểu Long, Lục Lâm Thiên đương nhiên biết sự lợi hại của nó, thế nhưng không ngờ địa đồ này lại không có phản ứng chút nào. Thực sự giống như là nước nửa bất xâm vậy. Hỏa diễm thật mạnh, yêu thú hay là linh thú? Cảm nhận hỏa diễm màu vàng trên tay Tiểu Long, Thiên Thủ Quỷ Vương nhíu mày. Đoàn hỏa diễm màu vàng này khiến cho hắn hết hồn, linh hồn cảm thấy khó chịu. Vẻ mặt hắn lập tức nghi hoặc, người bên người Lục Lâm Thiên quả thực ai cũng bất phàm. Siêu siêu. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, trong rừng cây rậm rạp, từng đạo thân ảnh trong nháy mắt phóng qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, dọc đường đi đám người Lục Lâm Thiên gặp không ít yêu thú. Thế nhưng cảm nhận khí thức mọi người phóng ra không một đầu yêu thú nào dám tới gần, cho nên đám người Lục Lâm Thiên cũng không dừng lại một chút nào. Trưởng môn, chính là chỗ đó, ngay ở phía trước. 3 ngày sau, trong không gian mông lung, mọi người nhảy ra khỏi rừng cây rậm rạp, cao vê upsilon t trong mây. Thiên Thủ Quỷ Vương nhìn phía trước rồi nói. Mọi người nhìn theo, phía trước xuất hiện một ngọn núi khổng lồ, giống như một đầu cự long đang ngẩng đầu chiếm giữ mặt đất. Cao vê upsilon t trong mây, diện tích cực kỳ khổng lồ. Hình như có năng lượng vô cùng đậm đặc. Lục Lâm Thiên cảm nhận bốn phía, trong không gian lúc này không ngừng có năng lượng tràn ra, bao phủ phương viên chung quanh khiến cho người ta cực kỳ thoải mái. Trong cỗ năng lượng này còn kèm theo một cỗ khí tức hung ác, bạo ngược. Không tốt, có đàn yêu thú tới. Cảm nhận cỗ khí tức hung ác, bạo ngược này, Lục Lâm Thiên lập tức nhíu mày, không trung phía trước đột nhiên rung lên. Mặt đất cũng rung chuyển. Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, trên ngọn núi phía xa có một đàn yêu thú đông nghịt nhanh chóng phóng tới. Xong đời rồi, là đàn yêu thú của yêu vương kia. Có lẽ chúng ta đã sớm bị bọn chúng phát hiện ra. Sắc mặt Thiên Thủ Quỷ Vương tức thì xấu xí. Giống giống. Ô ô. Từng tiếng thú minh gầm gừ vang lên, một đám yêu thú lớn đông nghịt trong nháy mắt xuất hiện phía trước. Trên mặt đất, từng yêu thú rít gào. Mặt đất rung chuyển. Cả sơn mạch rộng lớn trong nháy mắt xuất hiện một cảnh kinh người này khiến cho sắc mặt Thiên Thủ Quỷ Vương ngày càng khó coi. Thật nhiều yêu thú, quá nhiều a. Lục Tâm Đồng nhìn về phía trước, sắc mặt khẽ đổi. Yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong, yêu thú thất giai, yêu thú lục giai. Lục Lâm Thiên nhíu mày, một đám lớn yêu thú giữa không trung và dưới mặt đất sợ rằng không dưới vạn đầu. Mấy đầu yêu thú dữ tợn đằng trước. Từ khí tức có thể nhận ra có 3 đầu yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh phong, yêu thú thất giai không kém 100 đầu, yêu thú lục giai càng nhiều. Đàn yêu thú quy mô như vậy khiến cho không gian run run giống như sắp bị nghiền nát, uy áp mạnh mẽ tỏa ra. Dưới cỗ uy áp này sợ rằng cường giả vũ vương bình thường đối mặt với đàn yêu thú như vậy cũng không còn sức chống cự. Từ đâu tới nhiều yêu thú như vậy? Lục Lâm Thiên thở dài. Loại đàn yêu thú này so với đàn yêu thú của Thánh Linh Giáo mà nói hoàn toàn không kém, tuyệt đối kinh khủng. Nhân loại đáng chết, trộm diễn linh thánh quả của ta mà không ngờ còn dám trở lại, lần này ngươi chết chắc rồi. Trong lúc mọi người đang cực kỳ khiếp sợ thì trong ngọn núi phía trước có một tiếng hét lớn trầm thấp vang lên. Ngay sau đó cả bầu trời ngọn núi khổng lồ tức thì run rẩy. Một tiếng xé gió ầm ầm vang vọng. Một đạo quy nác mang màu vàng chói mắt từ trên ngọn núi trong không gian mông lung mang theo lực lượng kinh khủng nhanh như thiểm điện từ trong núi bắn ra. Ngao! Tiếng gầm gừ lớn truyền đến, thanh âm giống như chuông khiến cho vạn thú run sợ. Ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư và Quỳ Long Như Hoa cũng run lên, ánh mắt nhìn về phía trước. Tiểu Long đang dùng hỏa diễm màu vàng trong tay thiêu đốt địa đồ lúc này cũng chỉ mới khiến cho địa đồ thay đổi màu sắc mà thôi. Thế nhưng nghe thấy tiếng gầm gừ này, vẻ mặt nó trầm xuống, tức thì nhìn về phía trước. Tiếng rồng ngâm, đây là yêu thú long tộc. Không thấy chân thân, thế nhưng chỉ cần nghe tiếng Lục Lâm Thiên lập tức cảm giác được đây chính là yêu thú long tộc. Ngao! Một tiếng gầm gừ lần nữa vang lên, một quái vật lớn trên 800 thước xoay quanh không trung. Nhìn đầu quái vật lớn đang xoay quanh trên không trung này tất cả mọi người đều có cảm giác nhỏ bé. Cảm nhận khí tức này khiến cho mọi người lập tức cả kinh. Đầu quái vật lớn này cả vật thể vàng óng, từ xa nhìn lại, gợn sóng trong không gian quanh thân vặn vẹo liên tục.
Lân phiến trên người vàng óng tản ra khí tức bàng bạc. Đầu quái vật lớn này dáng dấp dữ tợn, uy mãnh, trên đầu có một đôi sừng tráng kiện, có vài phần tương tự với thiên độc yêu long. Nhưng so với thiên độc yêu long thì ở dưới có năm chảo xé rách gợn sóng trong không gian, kim quang nhẹ nhẹ lưu chuyển trên năm chảo. Xong đời rồi, lần này phiền phức lớn rồi. Sắc mặt thiên thủ quỷ vương khó coi tới cực điểm, hắn biết rõ đầu yêu thú kinh khủng này khó dây tới nhường nào. Yêu thú thật cường hãn. Lục Tâm Đồng, Dương Quá cực kỳ giật mình. Không ngờ lại là yêu thú này, thật không ngờ nó còn tồn tại trên thế gian này. Nhìn đầu quái vật lớn này, Lục Lâm Thiên lập tức nhớ tới một loại yêu thú đến từ viễn cổ trên thiên linh lục, có người nói hiện tại đã không gặp được. Yêu thú này giống như đúc hoàng kim yêu long viễn cổ ghi chép trên thiên linh lục, tuyệt đối là yêu thú long tộc. Thế nhưng cũng chỉ là một loại yêu thú long tộc mà thôi, chưa là yêu thú long tộc có huyết mạch chính thống. Thế nhưng so với quỷ long như hoa lại cao hơn không? Huyết mạch so với thiên độc yêu long cũng mạnh hơn, chỉ kém huyết mạch thanh long của tiểu long mà thôi. Hoàng kim yêu long viễn cổ, còn có nó sao? Hắc Phủ không nhìn được mà kinh ngạc, loại yêu thú này đã sớm tuyệt tích từ lâu rồi. Nhân loại, không ngờ lại còn dẫn theo người giúp đỡ. Thế nhưng mặc kệ ngày hôm nay ngươi dẫn theo bao nhiêu người tới thì cũng phải chết. Lần này các ngươi không thể chạy trốn được nữa đâu. Hoàng kim yêu long viễn cổ khổng lồ mang theo kim quang rực rỡ xoay quanh trên không trung nhìn về phía thiên thủ quỷ vương, thân thể khổng lồ tỏa ra uy áp bàng bạc khiến cho thiên thủ quỷ vương lúc này không nhịn được mà run rẩy. Lục Lâm Thiên và Hắc Vũ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có chấn động. Thân thể hoàng kim yêu long viễn cổ này chiếm giữ không trung, thân thể cuồn cuộn, có một cỗ uy áp cực kỳ nồng đậm lan tràn ra. Toàn bộ không trung lúc này như run lên. Trưởng môn, hiện giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Ta đã sớm nói đừng tới tìm đầu yêu vương này, hiện tại thì phiền phức lớn rồi. Thiên thủ quỷ vương bất giác dĩ nhìn Lục Lâm Thiên phía sau. Đầu yêu thú kinh khủng này hận hắn thấu xương a. Nếu như rơi vào trong tay nó, hắn tuyệt đối không thể sống tốt lành. Không sao, long huyết của đầu hoàng kim yêu long viễn cổ này đối với ta có tác dụng, không biết hiệu quả như thế nào. Trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự vui vẻ, hoàng kim yêu long viễn cổ này vô luận là huyết mạch và cấp bậc đều là yêu thú long tộc điều kiện tốt nhất. Trong long tộc mạnh nhất chính là thanh long linh tộc, đây cũng là linh hoàng bộ tộc, chỉ tiếc là linh thú, đối với hắn cũng vô dụng. Long ảnh tí cần máu huyết yêu thú long tộc chứ không phải là linh thú. Yêu thú long tộc số lượng không nhiều, long tộc dùng thanh long linh thú làm chủ, vô số năm phát triển, yêu thú đã sớm hạn chế, yêu thú càng ngày càng ít, hơn nữa đi tìm yêu thú long tộc không thể nghi ngờ chính là đi tìm chết. Toàn bộ long tộc sau khi biết cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì vậy Lục Lâm Thiên mới muốn tìm yêu thú long tộc ở bên ngoài, chỉ tiếc là yêu thú long tộc cũng không dễ tìm, yêu thú long tộc chính tông đã ít càng thêm ít. Mà hoàng kim yêu long viễn cổ trước mặt tuyệt đối hợp cách. Là yêu thú long tộc có huyết mạch cực cao khiến cho Lục Lâm Thiên hầu như không muốn đánh chết mà có xung động thu phục. Nếu như có thể thu phục được, so với việc hắn tu luyện long ảnh tí còn có lợi hơn nhiều. Hoàng kim yêu long, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là thuần phục với ta, hai chính là chết. Tự ngươi lựa chọn đi. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn hoàng kim yêu long viễn cổ trên bầu trời rồi nói. Nhân loại nhỏ bé, người muốn chết. Ngao. Hoàng kim yêu long viễn cổ rít gào lên một tiếng, dường như sấm sét vang vọng trong bầu trời sơn mạch, cuối cùng truyền đi rất xa. Khắp sơn mạch chung quanh có vô số tiếng rít gào vang lên. Vạn thú rít gào, vẻ mặt dữ tợn, khí tức hung bạo lan tràn ra chung quanh. Xem ra ngươi đã có lực chọn. Lục Lâm Thiên cũng không tiếc nuối nữa. Giết đầu hoàng kim yêu long viễn cổ này hắn có chút không muốn. Nếu thu phục được nó thì chính là một trợ lực lớn sau này. Tiếc là hoàng kim yêu long này không nguyện ý vậy thì hắn cũng không cần tốn nước bọt mà lựa chọn tu luyện long ảnh tí. Một khi tu luyện long ảnh tí thành công sẽ có uy lực di sơn hải đảo. Huyết mạch và tu vi yêu thú long tộc cung cấp càng cao, uy lực lại càng mạnh. Đầu hoàng kim yêu long viễn cổ này đã sớm vượt quá tu vi và huyết mạch yêu cầu, lúc này Lục Lâm Thiên cũng vô cùng chờ mong. Nhân loại đáng chết, giết bọn họ cho ta. Hoàng kim yêu long rít lên một tiếng. Ô ô, giống giống. Đông đảo yêu thú giống lên, khí thế kinh người bắt đầu tràn ra. Giữa không trăng, một đầu yêu thú dữ tợn, thân thể cuồn cuộn khiến cho không gian run rẩy mang theo uy áp kinh người trong nháy mắt lao thẳng xuống dưới.
thành thật một chút to ta, lui xuống. Lúc này Tiểu Long hét lớn, hầu như là vừa nói xong Tiểu Long hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt phóng lên cao, quang mang chợt lóe, trong nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ mang theo uy thế tuyệt đối xuất hiện trên bầu trời. Ngao! Tiếng Long ngâm xuyên thấu không gian, ngũ trảo bên dưới giống như thạch trụ, bên trên thân thể tràn ngập lân phiến cùng với hỏa diễm màu vàng. Gợn sóng trong không gian trực tiếp động lại, trên lưng có một quy sắc bao phủ, bí văn quanh quẩn, mơ hồ tràn ra uy năng khiến cho không gian vặn vẹo. Cỗ uy thế kinh người này chấn động nhân tâm, càng có thêm một cỗ khí tức khiến cho linh hồn vạn thú rung động. Uy áp thật mạnh mẽ. Trong nháy mắt này sắc mặt Thiên Thủ Quỷ Vương tức thì kinh hãi, ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bản thể khổng lồ của Tiểu Long. Đối với khí tức trên người Tiểu Long lúc này khiến cho hắn trực tiếp run lên. Cỗ khí tức này rõ ràng so với yêu vương long tộc trên bầu trời còn mạnh hơn nhiều. Vạn thú chung quanh lúc này bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của Tiểu Long, trong nháy mắt kinh hãi. Ngao! Trên lưng Tiểu Long, bí văn trên huyền vũ thần sát quanh quẩn. Bí văn quy xà tương giao giống như vật còn sống lưu động, khí tức mạnh mẽ lan tràn. Một tiếng rít gào vang vọng, tiếng rít gào này giống như long ngâm, thanh âm hóa thành thực chất lan tràn ra chung quanh. Tiếng long ngâm này cực kỳ trầm thấp, thế nhưng lại khiến cho linh hồn vạn thú chung quanh run rẩy, ẩn chứa một loại uy áp khiến cho yêu thú, linh thú không thể chống cự. Loại uy áp này phát ra từ linh hồn cùng với huyết mạch khiến cho vạn thú không thể phản kháng và chống đối. Trên mặt đất và không trung, máu tươi trong cơ thể vạn thú sôi trào. Mặc kệ là yêu thú có cấp bậc cao như thất giai hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể chống lại. Cả đám yêu thú bắt đầu run rẩy, vạn thú phủ phục. Bái kiến yêu hoàng! Bái kiến yêu hoàng! Từng tiếng rít gào giống như sấm sét vang vọng trong không gian cuối cùng truyền đi rất xa. Khắp không gian tức thì truyền đến vô số tiếng rít gào thuần phục. Toàn bộ không gian tràn ngập tiếng yêu thú rít gào, sự cung kính trong thanh âm phát ra từ nội tâm. Trong sơn mạch, tất cả các yêu thú phủ phục trên mặt đất. Uy áp huyết mạch vô hình chung khiến cho tất cả yêu thú run rẩy. Yêu hoàng! Thiên Thủ Quỷ Vương nhìn thấy cảnh này triệt để chấn động. Yêu hoàng, sao lại là yêu hoàng tộc? Ánh mắt Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ đại biến, cỗ uy áp huyết mạch này khiến cho hắn hoàn toàn bị áp chế, loại áp chế này tới từ chỗ sâu trong linh hồn và huyết mạch khiến cho hắn không thể phản kháng. Bất quá dựa vào thực lực tuyệt đối hắn còn có thể chống lại được. Ngao! Nhanh cút ngay cho ta! Bản thể Tiểu Long uốn lượn, cái miệng dữ tợn mở ra, ánh mắt nhìn về bốn phía vô cùng kiêu ngạo. Quanh thân có một cỗ uy áp đậm đặc tràn ra. Toàn bộ không trung lúc này run rẩy, mỗi một lần thân thể uốn lượn, bầu trời lập tức gió nổi mây phun, dường như sắp bị vỡ nát. Giống giống. Ô ô. Đông đảo yêu thú nhìn nhau, uy áp từ sâu trong huyết mạch và linh hồn khiến cho chúng nó căn bản không thể phản kháng, vạn thú run rẩy phủ phục, không dám nhúc nhích. Tức thì một đầu yêu thú nhìn về phía Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ. Có bổn hoàng ở đây, nếu không cút bổn hoàng lột ra, rút xương các ngươi. Tiểu Long nhìn thấy đám yêu thú này còn không đi lập tức rít lên một tiếng. Yêu thú cực kỳ trung thành, một khi phục tùng một yêu vương tuyệt đối không phản kháng, thế nhưng mệnh lệnh của yêu hoàng lúc này lại thêm áp chế từ huyết mạch và linh hồn khiến cho chúng nó không thể tiếp tục thuần phục Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ được nữa. Growl! Giống giống! Chúng thú rít gào rồi rời đi, không dám dừng lại một chút nào khiến cho trong mắt Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ khổng lồ trên không trung hoảng hốt. Hừ! Để cho ta tới xem thực lực nhiệt xúc nhà ngươi. Cùng lúc Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, bàn chân bước lên hai bước, quang mang chói mắt từ trong cơ thể bạo phát. Trong nháy mắt bố trí thanh linh khải giáp, đồng thời trong tay ngưng tụ một đạo quyền ấn, mỗi một cái giơ tay nhấc chân lúc này đều dẫn theo năng lượng thuộc tính bàng bạc trong thiên địa. Một quyền đánh ra, không gian vặn vẹo, một tiếng xé gió vang lên, quyền ấn trực tiếp đập về phía Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ. Nhân loại nhỏ bé, ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ dữ tợn rít lên một tiếng, cái đuôi lớn phía sau trong nháy mắt phung ra, hung hăng quét về phía Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên không tránh, quyền ấn hung hăng va chạm với cái đuôi lớn màu vàng kia. Phanh phanh! Một quyền một đuôi tiếp xúc, kình phong đáng sợ tức thì bạo phát. Gợn sóng trong không gian chung quanh trực tiếp vỡ nát, gợn sóng trong không gian dưới hai cỗ lực lượng va chạm giống như bọt nước bắn tứ tung. Không gian liên tục vặn vẹo. Lần va chạm này khiến cho thân hình Lục Lâm Thiên bị đánh bay.
Trên cái đuôi kia có lực lượng ngập trời làm cho Lục Lâm Thiên có cảm giác như mình không thể chống đỡ lại chút nào đã bị đánh bay. Phanh! Lục Lâm Thiên trực tiếp từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Mặt đất nứt nẻ lộ ra một cái khe, bụi bặm bốc lên, sắc mặt Thiên Thủ Quỷ Vương đại biến. Ngao! Giữa không trung Tiểu Long thấy lão đại chịu thiệt lập tức rít lên một tiếng, cái đuôi trên thân thể to lớn trực tiếp quét tới Hoàng Kim Yêu Long viền cổ. Người có huyết mạch yêu hoàng, thế nhưng thực lực dường như còn chưa đủ. Hoàn Kim Yêu Long giận dữ quát lên một tiếng, thân thể to lớn thế nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn trực tiếp quét cái đuôi đón lấy. Phanh! Tiếng va chạm kinh thiên, hai đạo quang mang giống như vẫn thạch mang theo tiếng sấm trực tiếp va chạm trên không trung. Trong động tĩnh kinh thiên, thân thể to lớn của Tiểu Long trực tiếp bị đánh xuống mặt đất. Nơi thân thể to lớn rơi xuống, vô số ngọn núi nhỏ phía dưới trực tiếp bị san bằng, bụi bặm bắn ra bốn phía. Đúng là mạnh mẽ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Lâm Thiên và Thiên Thủ Quỷ Vương, Tiểu Long từ đống đá vụn nhảy lên, ánh mắt nhìn Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ trên không trung, trong mắt tràn ngập sự chấn động. Có lẽ Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ này đã đột phá bát giai thời gian không lâu. Thế nhưng lại có huyết mạch cùng với lực phòng ngự kinh khủng. Vũ Tôn Nhị Trọng bình thường sợ rằng cũng không dám động vào đầu yêu thú kinh khủng này. Bởi vì đầu yêu thú này ngoài lực phòng ngự ra, công kích không thua Vũ Tôn Nhị Trọng, thậm chí còn cao hơn. Lão đại, đầu tạp long này thật là lợi hại. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long xuất hiện, huyền vũ thần sắc trên lưng quanh quẩn, một kích của Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ này dường như không làm gì được nó. Ồ! Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ trên bầu trời nhìn thấy nhân loại bị nó đánh bay không có chút tổn hao gì, trong đôi mắt hung ác bạo ngược kia hiện lên vẻ nghi hoặc. Các ngươi đi đi, nể mặt yêu hoàng, ta có thể để cho các ngươi đi. Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ ngạc nhiên một lát, nhìn Lục Lâm Thiên và Tiểu Long nói. Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ bát giai sơ kỳ mà thôi, quả thực cũng không kém. Thân ảnh Hắc Vũ khẽ động, chậm rãi tiến lên phía trước, không gian quanh thân rung động. Cảm nhận khí tức trên người Hắc Vũ, Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức khiến cho tim nó đập nhanh hơn. Một cỗ dự cảm không tốt cũng xuất hiện trong lòng nó. Siêu! Hắc Vũ nhìn như chậm rãi tiến lên, thế nhưng không gian dưới chân hắn giống như rút nhỏ. Không biết vì sao trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Hoàng Kim Yêu Long, không có một chút đình trệ nào, cánh tay mang theo một đạo quyền ấn đập về phía trước. Dưới một quyền này, bầu trời tức thì phong vân biến sắc. Năng lượng thiên địa bàng bạc trực tiếp hội tụ. Ngao! Ngươi là linh thú. Đối mặt với công kích của Hắc Vũ, Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ kinh ngạc, đồng thời cái miệng rộng dữ tợn mở ra. Một đạo quang trụ cắt ngang không gian trong nháy mắt đánh vào trên quyền ấn Hắc Vũ. Long uy bàng bạc tuyệt đối không thể khinh thường. Khí thế kinh người tràn ra. Lục Lâm Thiên phỏng đo na, nếu như không liều mạng, sợ rằng tuyệt đối không thể nào tiếp được. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Ngay khi đạo quang trụ trong miệng Hoàng Kim Yêu Long bắn ra, trên quyền ấn Hắc Vũ tràn ra một cỗ quang mang màu trắng. Gợn sóng chung quanh quang mang trực tiếp nứt nẻ, quyền ấn hung hăng đánh ra, năng lượng đáng sợ thành hình. Không gian như lõm xuống, cuối cùng hóa thành một cơn lốc kình khí, trực tiếp đánh tan đạo quang trụ này. Cuối cùng quyền ấn hung hăng đánh vào trên cái miệng dữ tợn của Hoàng Kim Yêu Long. Phanh! Dưới một quyền này thân hình Hoàng Kim Yêu Long trực tiếp đập xuống mặt đất. Một ngọn núi phía dưới trực tiếp bị chấn nát bấy. Ngao! Một quyền hung hăng của Hắc Vũ trực tiếp khiến cho vô số cái răng trong miệng Hoàng Kim Yêu Long rơi rụng, môi nứt nẻ, máu tươi đầm đìa, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thật mạnh mẽ! Lục Lâm Thiên nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn thấy Hắc Vũ xuất thủ, lực phòng ngự của Hoàng Kim Yêu Long thế nào trong lòng Lục Lâm Thiên biết rõ. Thế nhưng dưới một quyền này của Hắc Vũ, Hoàng Kim Yêu Long không ngờ lại bị thương nhanh như vậy. Loại thực lực này tuyệt đối đáng sợ, đồng thời Lục Thiếu Du cũng biết Hắc Vũ cũng không toàn lực ra tay. Ám ma pháp tôn linh tôn lục trọng của linh vũ giới kia cũng bị một chiêu của Hắc Vũ mà mất mạng. Đầu Hoàng Kim Yêu Long này tuy rằng lợi hại, thế nhưng so với ám ma pháp tôn mà nói, dường như vẫn còn chưa đủ. Hít! Thiên Thủ Quỷ Vương rốt cuộc cũng biết được thực lực của Hắc Vũ, một quyền đánh bay Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ, loại thực lực này không cần phải nói cũng biết. Thảo nào Lục Lâm Thiên không coi Khôn Dương Đảo vào trong mắt, hóa ra là có cường giả mạnh mẽ bên cạnh. Hoàng Kim Yêu Long viễn cổ lúc này vẫn đang dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Hắc Vũ, linh thú bát giai hậu kỳ, nó không phải là đối thủ.
thân thể to lớn uốn lượn lập tức bỏ chạy về phía sau, tốc độ cực nhanh giống như thuấn di. Còn muốn chạy sao? Thân ảnh Hắc Vũ trong nháy mắt đuổi theo, lập tức biến mất tại chỗ. Đuổi! Lục Lâm Thiên nói với đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá xong thân ảnh hóa thành lưu quang trong nháy mắt đuổi theo. Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ nhanh chóng chạy trốn, dường như ánh mắt nhìn về phía động phủ, thế nhưng cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng Hắc Vũ. Chỉ trong chốc lát tay phải Hắc Vũ dương lên, năng lượng thiên địa hội tụ trong không gian, đột nhiên có một đạo chảo ấn vô hình phá không trực tiếp bắn ra. Chảo ấn dùng uy thế kinh người hung hăng đánh vào trên cái đuôi của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ, bàn tay khổng lồ cầm cái đuôi hung hăng quật. Phanh! Dưới lực lượng mạnh mẽ này thân hình Hoàng Kim Yêu Long trên bầu trời bị đập xuống dưới. Thân hình nặng nề đập vào mặt đất, vang lên tiếng động ầm ĩ. Ngao! Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ kêu thảm một tiếng, lân phiến màu vàng trên cái đuôi đã nứt nẻ, máu tươi đầm đìa chảy ra. Siêu! Con mắt của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ đỏ lên, không để ý tới thương thế trên cái đuôi, thân thể to lớn liều mạng phóng về động phủ cách đó không xa. Dường như muốn chạy trốn vào trong động phủ cũng không muốn chạy sang nơi khác. Lực phòng ngự rất mạnh. Phòng ngự của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ này mạnh tới nỗi khiến cho Hắc Vũ cũng phải chấn động, mạnh không giống bình thường. Nói xong, quanh thân Hắc Vũ có một cỗ linh nguyên mạnh mẽ từ trong cơ thể bạo phát rồi lập tức hội tụ. Một đạo quang trụ lớn trong nháy mắt dùng xu thế như sấm sét đánh vào trên lưng Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ. Growl! Lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh vào khiến cho một mảng lớn lân phiến trên lưng Hoàng Kim Yêu Long bị đánh bay. Thân hình to lớn của Hoàng Kim Yêu Long lần nữa đập vào mặt đất. Vô số tảng đá chung quanh phàm là những chỗ nào bị nó đập vào đều thành đá vụn. Mà lúc này Hoàng Kim Yêu Long cũng đã tới động phủ khổng lồ của mình, nó lập tức lao thẳng vào bên trong động. Siêu siêu! Đám người Lục Lâm Thiên liền đi tới trước sơn động khổng lồ, sơn động này ở ngay trên một sườn núi khổng lồ. Cái động khẩu lớn này cao chừng 10 trượng, to lớn tới mức kinh người. Trưởng môn, đây là động phủ của Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ. Diễn linh thiên quả kia ta lấy từ bên trong này. Thiên thủ quỷ vương nói. Chúng ta mau vào, đầu Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ này chỉ muốn nhanh chóng chui vào trong động phủ sợ rằng không bình thường. Chúng ta mau giải quyết, đừng để nó thu hút những cường giả khác tới, bằng không sẽ phiền phức. Hắc Vũ nói. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang màu đen dẫn đầu tiến vào động phủ. Chúng ta đuổi. Lục Lâm Thiên nhíu mày lập tức theo đuôi. Dọc sơn động, bốn phía đều là thạch bích trơn bóng. Mọi người đi vào trong sơn động, mơ hồ có thể cảm giác được một cỗ năng lượng ba động lớn. Trưởng môn, đây là nơi mà ta thu được diễn linh thánh quả. Thiên thủ quỷ vương nhìn phía trước rồi nói. Chính là nơi này sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức nhìn về phía trước. Phía trước là một cái dây màu trắng, cái dây mây này lớn như chân của một người trưởng thành, chung quanh có không ít lá cây màu trắng, trên dây mây có năng lượng bàng bạc lan tràn ra chung quanh. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn, dây mây này giống như là từ dưới nền đất mọc ra, không biết rễ nó ở nơi nào. Khi trước ta len len tới nơi này, vừa mới lấy được một quả diễn linh thánh quả thì lập tức bị mấy đầu yêu thú phát hiện ra. Thiên thủ quỷ vương nói, nhớ tới mấy ngày trước bị yêu thú đuổi. Trong lòng hắn còn có chút sợ hãi. Ngao! Một tiếng gầm gừ từ trong động truyền đến. Lục Lâm Thiên nhíu mày, kích động đi vào bên trong động. Bằng vào tốc độ của mọi người cũng không mất bao lâu đi ra khỏi động. Sau khi bước ra khỏi động, một cái sơn động khổng lồ vượt quá tưởng tượng của Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt hắn. Mà Lục Lâm Thiên nhìn cảnh tượng trước mặt lập tức hóa đá. Chỉ thấy bên người Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ vừa mới bị thương nhanh chóng chạy trốn vào động phủ còn có một đầu Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ khổng lồ thân thể gần giống như đúc. Mà đầu Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ này cực kỳ yếu ớt, khí tức không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng không thể phủ nhận, đầu Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ này cũng đã đạt tới bát giai. Lúc này hai đầu Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ ở cùng một chỗ, ánh mắt hung ác nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên, Hắc Vũ. Khí tức hung hãn tràn ra, trong ánh mắt dữ tợn tràn ngập hàn ý. Hai đầu Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ bát giai. Tất cả mọi người giật mình, hóa ra bên trong sơn động này lại có hai đầu Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ, hai đầu Hoàng Kim Yêu Long Viễn Cổ bát giai a. Hắc Vũ và Lục Lâm Thiên nhìn nhau, dường như hai người cũng thật không ngờ. Chi chi. Hai tiếng chi chi vang lên,
Ngay phía sau hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ này có hai đầu yêu thú giống như rắn nhỏ bằng cánh tay trẻ con trườn ra. Hai đầu yêu thú này giống như hoàng kim yêu long, thế nhưng bên dưới còn chưa có ngũ trảo. Ngao! Hai đầu yêu thú nhỏ như rắn này xuất hiện, tức thì hai đầu hoàng kim yêu long kia vội vàng kêu lên một tiếng, sau đó đem hai đầu yêu thú nhỏ kia về phía sau, dùng thân thể to lớn bảo hộ. Hai đầu ấu long hoàng kim yêu long viễn cổ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hai đầu ấu long này rõ ràng chỉ là nhất giai mà thôi, nói cách khác chưa được sinh ra bao lâu. Hai đầu hoàng kim yêu long trưởng thành này nhất định có một đầu là nữ. Cũng bởi vì vừa mới sinh sản cho nên cực kỳ suy yếu như vậy. Hoàng kim yêu long viễn cổ kia liều mạng chạy vào động phủ, có lẽ cũng bởi vì đầu hoàng kim yêu long viễn cổ mẹ này và hai đầu ấu long. Lúc này không chỉ có Lục Lâm Thiên, Hắc Vũ, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, sắc mặt cả đám biến hóa, nhìn nhau. Nhân loại, rốt cuộc các ngươi muốn gì? Nhìn đám người Lục Lâm Thiên, hoàng kim yêu long viễn cổ bị thương hung hăng nói. Tuy rằng khí tức trên người suy yếu thế nhưng vẫn đem đầu hoàng kim yêu long mẹ và hai đầu ấu long nhỏ bảo hộ phía sau. Chi chi! Hai đầu ấu long lại đi ra, ánh mắt mang theo sự cảnh giác nhìn về phía đám người Lục Lâm Thiên. Dường như cảm giác được nguy hiểm thế nhưng chúng nó không chút sợ hãi, ngược lại còn không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ, kêu lên uy hiếp đám người Lục Lâm Thiên. Hoàng kim yêu long viễn cổ bị thương kia lần nữa phải ném hai tiểu tử này về phía sau. Ta cần long huyết, cho nên phải giết ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Ngươi giết ta, ta có thể không phản kháng. Ngươi phải đáp ứng ta, thả mẹ con các nàng. Hoàng kim yêu long bị thương nhìn Lục Lâm Thiên. Ánh mắt lại nhìn về phía hoàng kim yêu long viễn cổ mẹ kia. Không, nhân loại, ngươi giết ta đi, thả bọn họ. Đầu hoàng kim yêu long viễn cổ cái thù ánh mắt hung ác lại, thay vào đó là ánh mắt khẩn cần nhìn về phía Lục Lâm Thiên và Hắc Vũ, nàng cũng nhìn ra được hai người này là đầu lĩnh. Chi chi, hai đầu ấu long lần nữa chạy ra, dường như nghe được Lục Lâm Thiên nói cho nên hung ăng lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, cái lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Tuy rằng chúng nó là yêu thú nhất giai, thế nhưng uy mãnh vô cùng, khí chất trời sinh so với yêu thú khác mạnh hơn nhiều. Mau trở lại cho ta. Hoàng kim yêu long viễn cổ bị thương kia biến sắc, trong miệng xuất hiện một cỗ hấp lực, đem hai đầu ấu long nhỏ này trực tiếp hút lại, sau đó đặt ở dưới cái đuôi khổng lồ để hai tiểu tử này không thể giãy ra. Chi chi. Hai đầu ấu long không thể giãy ra, liên tục phun ra nuốt vào cái lưỡi nhỏ kêu lên. Nhân loại, giết ta. Thả bọn họ, thế nào, ta có thể đi với các ngươi. Hoàng kim yêu long viễn cổ bị thương lần nữa nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nếu như ngươi chỉ cần giết một người thì cứ giết ta, đừng làm thương tổn bọn họ. Đầu mẫu hoàng kim yêu long kia cũng dùng ánh mắt khẩn cần nhìn Lục Lâm Thiên, thân thể to lớn dẫy giụa, nhìn hai đầu ấu long, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Trong lòng nàng hiểu rõ, nếu như là nhân loại bình thường nhìn thấy hai đứa con của nàng, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế thu làm tọa kỵ. Hoàng kim yêu long viễn cổ nhất giai, vô số người muốn thu làm tọa kỵ. Chi chi. Hai đầu ấu long nhìn mẫu thân, dường như có thể hiểu được mẫu thân chúng nó đang nói gì. Trong hai đôi mắt nhỏ có chút ướt át, thân hình liên tục giãy giụa, không biết lấy sức lực từ đâu thoát ra khỏi đuôi phụ thân, nhảy lên người mẫu thân rồi leo lên trên cái đầu khổng lồ của mẫu thân. Growl. Hoàng kim yêu long viễn cổ mẹ rít lên một tiếng trầm thấp vô cùng thân thiết, hai mắt cũng ươn ướt. Vô cùng thân thiết liếm láp hai đầu ấu long này. Không ai thấy lúc này hai mắt tiểu long đã ươn ướt. Nhìn cảnh này, nước mắt không tự chủ mà tràn ra. Không chỉ có tiểu long, Lục Tâm Đồng và Dương Quá cũng vậy. Đặc biệt là Lục Tâm Đồng, hầu như là sắp rơi nước mắt. Nhân loại, người thả bọn họ, ta không phản kháng. Đồng thời còn tặng cho ngươi một ít bảo vật, chỉ cần ngươi thả bọn họ là được. Hoàng kim yêu long viễn cổ bị thương nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên. Ánh mắt vốn hung hãn bạo ngược lúc này chuyển thành ôn nhu nhìn vợ con, lập tức cầu khẩn nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi xem phía sau ngươi, những diễn linh thánh quả này ngươi đều có thể cầm lấy. Hoàng kim yêu long nhìn đám người Lục Lâm Thiên rồi nói. Mọi người nghe vậy lập tức nhìn kỹ, trong nháy mắt sắc mặt lần nữa giống như hóa đá. Trời à! Sao lại như vậy? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đây là nơi nào? Lẽ nào diễn linh thánh quả chính là cải củ sao? Mọi người hít sâu một hơi. Thiên thủ quỷ vương cũng trợn mắt líu lưỡi.
nhìn thạch bích trước mặt, lúc này trên thạch bích có một cái dây mây màu trắng đường kính chừng một thước xoay quanh, dây mây này giống như dây thường xuân đem thạch bích bao phủ. Mà ở trên dây mây này có vô số vật nhỏ như nắm tay trẻ con, không màu không vị, không có một chút năng lượng ba động nào. Thế cho nên sau khi tiến vào sơn động khổng lồ này mọi người đều chú ý lên người hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ khổng lồ này, cũng không chú ý tới sự tồn tại của vật này. Diễn linh thánh quả, không ngờ lại có nhiều diễn linh thánh quả như vậy. Khuôn mặt Lục Lâm Thiên như hóa đá, không rõ là kinh hoàng hay kinh ngạc. Nói chung trong lòng hắn hiện tại chấn động không gì sánh được. Con số diễn linh thánh quả trên thạch bích này không ít hơn 100 quả, cứ dựa theo 100 quả mà tính toán. Một quả diễn linh thánh quả đủ để coi là báu vật vô giá, khiến cho vô số vũ vương và linh vương điên cuồng. 100 quả là cái khái niệm gì a? Nhìn đám diễn linh thánh quả này, dây mây màu trắng dường như giống như đúc dây mây bên ngoài sơn động. Thế nhưng lại nhỏ hơn một chút, Lục Lâm Thiên phỏng đoán, thiên thủ quỷ vương có lẽ trong lúc vô ý thu được một quả trên nhánh ngoài sơn động mà thôi. Đây mới là thân cây. Trong lúc kinh ngạc, chấn động, Lục Lâm Thiên đem những ghi chép trên thiên linh lục về diễn linh thánh quả này một lần. Điều kiện sinh trưởng hà khắc như vậy không ngờ một lần kết lại có nhiều đến thế, quả thực khó mà tưởng tượng được. Thực sự là giống như củ cải a. Thiên thủ quỷ vương vô cùng phiền muộn, hắn liều mạng sống, cửu tử nhất sinh, mất sức chín châu hai hổ mới thu được một quả diễn linh thánh quả, cuối cùng còn phải đáp ứng gia nhập phi linh môn. Thế nhưng hiện tại trước mặt hắn chính là trên 100 quả diễn linh thánh quả đưa tới tận cửa khiến cho hắn không khỏi cảm khái. Thật nhiều diễn linh thánh quả, quá kinh khủng a. Lục Tâm Đồng sợ hãi than nói. Nhiều diễn linh thánh quả như vậy, đại biểu cho việc nếu như muội mang theo nhiều diễn linh thánh quả trên người, lập tức sẽ bị vô số cường giả liều lĩnh vây công. Lục Lâm Thiên nói với Lục Tâm Đồng, nhiều diễn linh thánh quả như vậy sợ rằng người của tứ các tứ đảo nhất định sẽ liều lĩnh vây công xuất thủ. Bởi vì không còn giống như một quả nữa, mà lúc này có trên 100 quả. Thiên thủ quỷ vương chỉ có một quả đã bị vũ tôn của Khôn Dương đảo truy đuổi suýt mất mạng rồi. Nhiều diễn linh thánh quả như vậy, ngay cả Hắc Vũ cũng chấn động, đây không phải là con số ít. Chỉ cần thu hoạch được số diễn linh thánh quả này thôi, thì chuyến đi này cũng coi như thắng lợi trở về rồi. Nhân loại, đám diễn linh thiên quả này tất cả cho ngươi, ta mong ngươi không được tùy tiện động thủ, tha vợ con ta ra. Giọng nói của Hoàng Kim Yêu Long đang bị thương lần nữa vang lên. Phù! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi rồi quay đầu nói với Hoàng Kim Yêu Long đang bị thương. Ta có thể đáp ứng ngươi không làm thương tổn các nàng. Tốt, không làm thương tổn họ là được rồi. Hoàng Kim Yêu Long bị thương thở dài một hơi. Trong thế giới yêu thú, chỉ cần là chuyện đã đáp ứng thì sẽ không đổi ý. Hiển nhiên Hoàng Kim Yêu Long cũng cực kỳ tin tưởng lời nói của Lục Lâm Thiên. TT. Hai đầu ấu long nhỏ trong nháy mắt nhảy lên trên người phụ thân, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, cãi lưỡi nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào, dường như đang ngăn cản Lục Lâm Thiên đối phó với phụ thân nó vậy. Trở lại. Hoàng Kim Yêu Long bị thương quát lớn với hai đầu ấu long nhỏ. Hai đầu ấu long nhỏ bám chặt lấy cổ phụ thân, dù thế nào cũng không chịu xuống. Bộ dáng này quả thực bất kỳ ai nhìn cũng phải cảm thấy chua xót. Nhị đệ. Để tu luyện vũ kỹ gì mà phải giết nó? Nếu như có thể thì tha cho nó đi. Dương Quá do dự một chút rồi nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lão đại, thả bọn họ đi. Trong lòng Tiểu Long có chút không đành lòng, lần đầu tiên cầu tình với lão đại. Ca ca, thả hắn đi đi. Hai tiểu tử kia vừa mới sinh ra không lâu, không thể để cho bọn chúng mất đi phụ thân. Lục Tâm Đồng cũng cầu khẩn Lục Lâm Thiên. Hai mắt nhìn chăm chú vào trên người hai đầu ấu long hoàng kim yêu long. Hai đầu hoàng kim yêu long lớn nghe thấy đối phương cầu tình cho mình liền nhìn nhau, có vẻ vô cùng kỳ quái. Thế nhưng bọn chúng cũng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long. Trong đôi mắt nhỏ của hai đầu ấu long hoàng kim yêu long kia cũng tràn ngập vẻ nghi hoặc. Rõ ràng bọn nó cảm nhận được thiện ý của Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, tuy rằng mới là yêu thú nhất giai. Thế nhưng bản thân có huyết mạch cao quý, trí tuệ không giống như yêu thú nhất giai bình thường. Siêu siêu. Hai đầu ấu long nhỏ này lần nữa nhảy xuống mặt đất, cái đầu lắc lư đi về phía ba người Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Cái đầu vẫn liên tục lắc lư, ánh mắt hiện lên vẻ cầu khẩn. Không giống như ánh mắt hung hãn khi nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt này vô cùng trong suốt, ngoan ngoãn.
Ngao ngao. Trong yết hầu hai đầu hoàng kim yêu long nhỏ phát ra thanh âm trầm thấp, dường như đang muốn nói gì đó, thế nhưng bởi vì là yêu thú nhất giai cho nên không ai hiểu gì. Ngao. Tiểu long cũng lập tức giống lên một tiếng trầm thấp, dường như đang muốn nói gì đó. Siêu siêu. Nhìn thấy tiểu long không ngờ có thể nghe hiểu lời chúng nó nói, lại cảm nhận khí thức đồng loại trên người tiểu long, hai đầu ấu long nhỏ lập tức cảm thấy thân cận với tiểu long. Hai đầu ấu long lập tức nhảy tới bên người tiểu long, không ngừng phát ra thanh âm. Tiểu long cũng lập tức đáp lại, dường như đang trao đổi cái gì đó. Được rồi, ta sẽ cầu lão đại không giết phụ mẫu hai ngươi. Tiểu long ngồi xổm xuống mặt đất nói với hai đầu ấu long. Sau đó nó lập tức đứng lên, trong mắt hiện lên sự cầu khẩn nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, không giết hai đầu hoàng kim yêu long kia được không? Hai tiểu tử này quá khả ái, thiếu đi phụ mẫu cũng không tốt. Lục Lâm Thiên vỗ vai tiểu long, hắn biết tiểu long đang nhớ tới thân thế của mình, mà hiện tại trong lòng hắn cũng cảm động. Cảnh tượng này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán, yêu thú là động vật có tình nghĩa nhất. Trong nhân loại không thiếu những đôi phu thê khi đại nạn đến lập tức tránh xa. Thế nhưng đầu hoàng kim yêu long này lại vì con cái, thê tử của mình mà tình nguyện chết đi. Tình cảm như vậy trong nhân loại tuyệt đối ít có. Thiếu chủ, đánh chết hoàng kim yêu long này để làm gì? Hắc Phú do dự một chút rồi nói. Dường như hắn cũng bị một màn này làm cho cảm động. Tuy rằng hắn là linh thú, cũng không phải là yêu thú, thế nhưng yêu thú hay linh thú đều là thú. Dù sao đều không phải là nhân loại cho nên khó tránh khỏi đồng cảm. Ta cần tu luyện một bộ vũ khí, cần máu tươi của một con rồng hoàn chỉnh, dùng máu tươi làm vật dẫn. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài nói. Hắc Phủ nhíu mày, hơi do dự một lát rồi nói. Thiếu chủ, có biện pháp khác hay không? Có thể lưu lại tính mạng của đầu hoàng kim yêu long này hay không? Dù sao huyết mạch của hoàng kim yêu long cực cao, lại là yêu thú tử viễn cổ, giết cũng đáng tiếc. Lại tội hai đầu ấu long kia. Biện pháp không phải cũng không có. Lục Lâm Thiên khẽ thở dài, sau khi do dự một lát rồi nhìn hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ nói. Ta cần máu tươi của một con rồng để tu luyện vũ kỹ. Cho nên phải giết vài đầu, nể tình các ngươi trọng tình, hiện tại các ngươi có thể không chết. Thế nhưng ta có hai điều kiện, nếu như các ngươi đáp ứng thì có thể không chết. Nếu như không đáp ứng mà nói, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nhân loại, ngươi nói xem. Đầu hoàng kim yêu long mẹ kia lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Có thể không chết là tốt nhất, nếu như trượng phu chết, trong lòng nàng sao có thể bỏ được. Nếu như là nàng chết, nàng cũng vô cùng luyến tiếc hai đứa nhỏ vừa mới sinh ra không lâu. Trượng phu bị đánh cho bị thương nặng, thực lực hiện tại đã không thể chống lại đám người này. Cũng không thể chạy trốn, huống chi còn có hai đứa nhỏ. Đầu hoàng kim yêu long bị thương kia cũng nhìn về phía Lục Lâm Thiên, có thể không chết là tốt nhất, cho nên nó đang chờ đợi điều kiện mà Lục Lâm Thiên đưa ra. Điều kiện thứ nhất, khi thương thế của hai người các ngươi khỏi hẳn phải rút 1/3 máu trong cơ thể ra cho ta. Còn có một chén nhỏ cốt tủy, đồng thời ta còn cần một đạo linh hồn lực của các ngươi. Như vậy đối với các ngươi mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn đúng không? Mà ta cũng có thể tu luyện vũ kỹ của ta. Lục Lâm Thiên nhìn hai đầu hoàng kim yêu long viễn cổ nói. Tu luyện long ảnh tí, chỉ cần yêu thú long tộc thất giai là được. Mà hai đầu hoàng kim yêu long này đều đạt tới bát giai, 1/3 máu trong cơ thể, còn có cốt tủy, linh hồn lực, nói không cần còn có thể làm được. Dù sao bọn nó cũng là yêu thú bát giai, so với thất giai mạnh hơn không ít. Chuyện này không thành vấn đề. Thân là yêu thú long tộc, huyết mạch của hoàng kim yêu long cực kỳ cao. Máu trên người lại càng không thể tùy tiện giao cho người khác. Hai đầu hoàng kim yêu long do dự một chút rồi lập tức gật đầu đáp. Điều kiện này chờ sau khi thương thế khỏi hẳn, 1/3 máu đối với bọn nó mà nói cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Một chén nhỏ cốt tủy tuy rằng phiền phức, thế nhưng cũng có thể làm được. Về phần long huyết cao quý thì bọn nó đã không còn cố kỵ nữa. Huống chi bên người nhân loại này còn có yêu hoàng, huyết mạch so với bọn nó còn cao hơn. Thứ hai. Các ngươi phải thuần phục ta. Đương nhiên, các ngươi cứ yên tâm, ta biết huyết mạch của yêu thú long tộc các ngươi cao quý, các ngươi thuần phục ta, ta cũng không làm trái nguyện vọng của các ngươi cũng rất tự do. Bất luận một chuyện gì sau khi các ngươi đồng ý thì ta mới phái các ngươi đi làm. Các ngươi phải hiểu rõ, ta chỉ có thể nhượng bộ được tới nước này mà thôi. Lục Lâm Thiên nói xong,
ánh mắt nhìn vào hai đầu hoàng kim yêu long. Nếu không muốn đánh chết hai đầu hoàng kim yêu long này thì Lục Lâm Thiên cũng không muốn buông tha cơ hội thu phục chúng nó. Hoàng kim yêu long bát giai, coi như là có hắc phú tương trợ, cho dù có huyết hồn ấn nữa cũng không có khả năng làm được. Đồng thời có yêu thú long tộc huyết mạch cao như hoàng kim yêu long mà nói, nếu gặp yêu thú long tộc khác có thể trực tiếp thu phục. Yêu thú không giống như nhân loại hay lật lọng, một khi yêu thú đáp ứng chuyện gì thì tuyệt đối sẽ làm được. Đặc biệt là yêu thú huyết mạch càng cao, một khi thuần phục thì sẽ càng thêm trung thành. Chuyện này, thuần phục nhân loại, hai đầu yêu thú này nhìn nhau do dự. Huyết mạch càng cao lại càng không muốn thuần phục nhân loại, huống chi là yêu thú long tộc như bọn nó. Chỉ là lúc này bọn nó đã không còn lựa chọn nào khác. Hoàng kim yêu long, các ngươi không còn lựa chọn nào khác. Lão đại ta đã nhượng bộ rồi, các ngươi còn do dự cái gì nữa? Thuần phục lão đại ta cũng không ủy khuất các ngươi. Yêu thú bình thường lão đại ta còn chướng mắt, nếu như lão đại ta nguyện ý hoàn toàn có thể mạnh mẽ khiến cho các ngươi thuần phục. Tiểu Long nhíu mày nhìn hai đầu hoàng kim yêu long nói. Hai đầu hoàng kim yêu long các ngươi đã không còn lựa chọn nào khác, sinh cơ đã cho các ngươi, lúc này phải xem lựa chọn của các ngươi rồi. Hắc Phủ nhìn hai đầu hoàng kim yêu long lên tiếng. Ngao ngao. Hai đầu ấu long không ngừng phun ra nuốt vào, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi lại nhìn phụ mẫu. Hai đầu hoàng kim yêu long kia nhìn hai đầu ấu long rồi nhìn nhau, kim quang toàn thân chợt lóe, thân thể to lớn trong nháy mắt hóa thành hai đạo thân ảnh nhân loại. Hai đạo thân ảnh này một nam một nữ, nam thân thể cao ngất, vẻ mặt cương nghị, thoạt nhìn hơn 40 tuổi. Trên người mặc một bộ hoàng bào, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Đôi mắt kia chỉ cần liếc nhìn vào cũng cảm giác được sự cao quý, uy nghiêm. Nữ thoạt nhìn 30-40 tuổi, mặc y phục màu vàng, thân hình yểu điệu, ngũ quan xinh xắn lại mang theo khí chất cao quý. Loại cao quý này tới từ huyết mạch khiến cho người khác không thể bằng được. Mà khí tức của hai người lúc này vô hình chung cũng tạo thành một cỗ uy áp vô hình. Bàn Hủy ra mắt chủ nhân. Bàn Vân ra mắt chủ nhân. Hai đầu hoàng kim yêu long hóa thành hình người lập tức hành lễ với Lục Lâm Thiên. Giờ phút này, hai người biết mình đã không còn lựa chọn nào khác, vì hai đầu ấu long, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu tử, các người gọi sai rồi. Ta chỉ muốn cho các người gia nhập phi linh môn của ta mà thôi. Nhìn hai đầu hoàng kim yêu long Bàn Vân Bàn Hủy muốn hành lễ, chân khí trên người Lục Lâm Thiên tràn ra, ngăn cản hai người rồi cười nói. Ngươi không phải bảo chúng ta thuần phục ngươi hay sao? Hai đầu hoàng kim yêu long Bàn Hủy và Bàn Vân hỏi, sắc mặt vô cùng nghi hoặc. Ta muốn hai vị thần phục là thần phục trưởng môn phi linh môn ta mà thôi. Cũng là muốn hai vị gia nhập phi linh môn, về phần những cái khác thì quên đi, hai vị gia nhập phi linh môn là được rồi. Lục Lâm Thiên cười nói. Hai người Bàn Hủy, Bàn Vân nhìn một chút, vẻ mặt hiện lên vẻ cảm kích nói. Ngươi chỉ muốn chúng ta gia nhập phi linh môn thôi sao? Không sai, hai vị gia nhập phi linh môn, đảm nhiệm chức vị tôn sứ hộ sơn, dưới trưởng môn, ngoài môn quy ra thì không bị bất cứ một hạn chế nào. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Hai người nghe vậy lại càng cảm kích hơn, thân là huyết mạch long tộc cao quý, để bọn họ thuần phục nhân loại làm tòa kỵ, tuy rằng là bị áp bách, bất đắc dĩ phải làm như vậy thế nhưng trong lòng bọn họ cực kỳ không muốn. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói chỉ muốn bọn họ gia nhập phi linh môn gì đó, đồng thời còn có địa vị cực cao, trong lòng bọn họ cực kỳ cảm kích. Nhân loại này quả thực không nhân cơ hội mà áp bức bọn họ. Hai người lần nữa hành lễ nói. Bàn Hủy, Bàn Vân ra mắt trưởng môn. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu tử, đứng lên đi. Sau này hai vị chính là tôn sứ hộ sơn của phi linh môn, ta tin rằng hai vị sau này sẽ không phải hối hận. Lục Lâm Thiên khẽ cười. Hai đầu hoàng kim yêu long bát giai tương đương với hai cường giả vũ tôn tam trọng. Thực lực như vậy, khiến cho thực lực của phi linh môn lần nữa tăng lên không ít. Trưởng môn, chúng ta gia nhập phi linh môn, thế nhưng nơi này dường như cũng không đi ra ngoài được. Được rồi, mọi người làm sao có thể vào được dây? Trong mắt Bàn Hủy hiện lên sự kinh ngạc, nhanh chóng hỏi Lục Lâm Thiên. Nơi này chưa từng có nhân loại nào tiến vào, không gian cũng bị phong tỏa. Lục Lâm Thiên nói với Bàn Hủy chuyện bên ngoài, lúc này Bàn Hủy với Bàn Vân mới bừng tỉnh, trong lòng bọn họ kỳ thực cũng có chút chờ mong, bị nhốt trong không gian này đã lâu, trong lòng cũng có khát vọng muốn đi ra nhìn thế giới bên ngoài. Ngao ngao,
Hai đầu ấu long hiếu kỳ nhìn mọi người. Đối với Lục Lâm Thiên hai tên tiểu tử này vẫn cho rằng hắn là ác nhân, cái lưỡi nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào, ánh mắt mang theo vẻ cảnh giác. Thế nhưng ở trước mặt Lục Tâm Đồng, Dương Quá và Tiểu Long lại vô cùng ngoan ngoãn. Lục Lâm Thiên cười khổ, hai đầu tiểu tử này coi hắn là ác nhân. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong tay lập tức xuất hiện hai khỏa đan dược. Đây chính là hai khỏa yêu linh đan nhị phẩm. Yêu linh đan phẩm giai cao hơn trên người Lục Thiếu Du cũng không có. Yêu linh đan lục phẩm đã bị Thiên Sĩ Tuyết Sư cùng Phi Thiên Ngô Công dùng hết. Trên người hiện tại chỉ còn mấy khỏa yêu linh đan cấp thấp. Cho hai tiểu tử ngươi một chút đan dược. Đây là thứ tốt. Lục Lâm Thiên cầm yêu linh đan nói với hai đầu ấu long. Dường như muốn hàn gắn một chút, bởi vì trong mắt hai tiểu tử này đã coi hắn như kẻ thù. Ngao ngao. Khí tức trên yêu linh đan đối với hai đầu ấu long này dường như có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Cảm nhận được khí tức của yêu linh đan, hai tiểu tử này lập tức hưng phấn, bởi vì chúng nó đã cảm giác được đan dược này đối với chúng nó có tác dụng vô cùng lớn. Thế nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Lục Lâm Thiên mang theo sự cảnh giác, không dám tiến lên. Hai tiểu tử kia, ăn đi, không ai làm tổn thương các ngươi nữa đâu. Lục Tâm Đồng nhìn thấy hai đầu ấu long không dám tiến lên, lập tức nói với hai đầu ấu long. Ngao ngao. Hai đầu ấu long lắc lư cái đầu nhìn Lục Lâm Thiên, thân hình nhanh chóng đi tới bên người Lục Lâm Thiên, sau đó há mồm đem yêu linh đan trong tay nuốt vào miệng. Sau đó lập tức lùi lại, sau khi nuốt yêu linh đan, cả hai lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lục Thiếu Du, thế nhưng sự cảnh giác trong mắt lúc này đã yếu đi không ít. Hai tiểu tử này thật là khả ái. Lục Tâm Đồng nhìn hai đầu ấu long, trong lòng cực kỳ yêu thích, nàng cúi xuống vuốt ve đầu của chúng sau đó lại ngẩng đầu nói với Bàn Hủy, Bàn Vân. Bàn Hủy ca, Bàn Vân tẩu tử, hai tiểu tử này có tên hay chưa? Còn chưa, bọn nó là huynh muội, mới sinh ra không lâu cho nên còn chưa kịp đặt tên. Bàn Vân mỉm cười, ánh mắt hiền từ nhìn vào hai đầu ấu long. Vậy muội có thể đặt tên cho bọn chúng được không? Lục Tâm Đồng nhất thời có hứng thú hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta cũng không biết gọi chúng nó là gì mới tốt đây. Bàn Vân nói. Lục Tâm Đồng cúi đầu trầm tư một lát rồi lập tức nói. Ca ca thì gọi là Bảo Nhi, muội muội thì gọi là Bố Nhi đi. Ngao ngao. Hai đầu ấu long không ngừng lúc lắc cái đầu, dường như vô cùng vui vẻ. Bảo Nhi, Bố Nhi, tên hay. Bàn Vân mỉm cười, cực kỳ thỏa mãn. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu tử, diễn linh thánh quả này dễ nó ở đâu? Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi nhìn về phía diễn linh thánh quả trên thạch bích. Đám dễ tráng kiện kia không biết là tới từ đâu. Lục Lâm Thiên suy đoán, bất luận một loại linh quả nào trong thiên địa đều được linh khí trong thiên địa uẩn dưỡng. Vũ linh thánh quả của Vân Dương Tông cũng là như vậy. Thánh quả trong vụ tinh hải khi trước cũng là do linh khí đậm đặc tạo nên. Nếu như hắn tìm được ngọn nguồn thì có lẽ sẽ có bất ngờ lớn. Chúng ta cũng không biết, cũng chưa từng đi tìm qua. Bàn Hủy lắc đầu nói, chuyện này quả thực bọn họ cũng chưa từng tìm hiểu qua. Lão đại, huynh xem diễn linh thánh quả kìa. Tiểu Long nhìn về phía diễn linh thánh quả rồi nói. Mọi người lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy cái dây màu trắng dưới diễn linh thánh quả lúc này đang chậm rãi co rút lại, dường như sắp héo rũ. Trưởng môn, diễn linh thánh quả này không thể gần nhân loại, nếu không nó sẽ héo rũ. Bàn Hủy nói. Mau đem diễn linh thánh quả hái xuống rồi dùng hộp ngọc bảo tồn. Lục Lâm Thiên nói xong, cấp tốc thả người nhảy lên. Tay móc ra hộp ngọc đem đám diễn linh thánh quả dày dặc kia thu vào trong hộp ngọc. Lúc này mọi người đều tự nhảy lên, diễn linh thánh quả chính là bảo vật. Cả đám đều nhanh chóng thu diễn linh thánh quả vào hộp ngọc. Siêu! Khi một khỏa diễn linh thánh quả cuối cùng bị Tiểu Long thu hồi, cái dây màu trắng lớn kia đã héo rũ nhỏ bằng ngón tay, dính vào thạch bích giống như mạng nhện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người cái dây kia lập tức biến mất không thấy. Ngay cả một chút cho tàn cũng không để lại, hoàn toàn hóa thành năng lượng. Hay cho diễn linh thánh quả thần dị. Mọi người cảm thán, thiên địa to lớn như vậy, chuyện kỳ dị nào cũng có. Diễn linh thánh quả này một khi có nhân loại tới gần sẽ chủ động héo rũ. Quả thực vô cùng khó hiểu. 128 khỏa. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đem số diễn linh thánh quả kiểm kê một lần. Tổng cộng có 128 khỏa. Số lượng này trực tiếp khiến cho Lục Lâm Thiên chấn động. Quá nhiều a, phát tài rồi.
Dương Quá cũng không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Một khỏa diễn linh thánh quả đủ để khiến cho Vũ Tôn, Linh Tôn động thủ tranh đoạt. Mà hiện tại trong tay bọn họ lại có 128 khỏa. Hắc Vũ lúc này cũng kinh ngạc rồi lập tức mỉm cười. Quả thực đây không phải là một số lượng nhỏ. 128 khỏa diễn linh thánh quả, đủ để bồi dưỡng ra hơn 100 cường giả. Trưởng môn, số diễn linh thánh quả này ăn sớm khi nào thì càng tốt khi đó. Thế nhưng nếu dùng khỏa thứ hai thì sẽ không có hiệu quả gì nữa. Ta và Bàn Vân sau khi dùng hơn 10 khỏa, hình như tới khỏa thứ ba đã hoàn toàn không có hiệu quả gì. Bàn Hủy nói với Lục Lâm Thiên. Cái gì? Lục Lâm Thiên không nói gì, mỗi người dùng hơn 10 khỏa diễn linh thánh quả, chính là sấp xỉ 30 khỏa A. Trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có Bàn Hủy và Bàn Vân này mới không coi diễn linh thánh quả ra gì mà thôi. Thiên Thủy Quỷ Vương vô cùng buồn bực, thảo nào khi trước Bàn Hủy này không đuổi theo. Hóa ra hắn đã sớm không buồn ăn vào nữa, mà vì một khỏa diễn linh thánh quả này mình còn liều mạng, quả thực người so với người quá khác nhau A. Hiểu rỗi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, bất luận một loại linh quả nào trong thiên địa đều như vậy. Càng ăn vào sớm bao nhiêu thì càng có hiệu quả lớn bấy nhiêu, hắn nói. Bàn Hủy huynh, các người mau chóng khôi phục thương thế đi. Trong tay ta có một chút đan dược chữa thương, có lẽ có tác dụng với hai người. Lục Lâm Thiên nói xong, trong tay xuất hiện 6 khỏa đan dược chữa thương thất phẩm cao giai. Quả thực ra tay cũng không nhỏ. Bàn Hủy bị thương, Bàn Vân vì sinh cho nên tiêu hao mà suy yếu. Đám người bọn hắn cũng nên phục dụng diễn linh thánh quả này, có lẽ cũng sẽ chậm trễ không ít. Đa tạ trưởng môn. Bàn Hủy và Bàn Vân tiếp nhận đan dược, sắc mặt khẽ đổi. Trong lòng càng cảm thấy nhân loại trước mặt không tồi. Chí ít đối với bọn họ cũng cực kỳ tôn kính, tuy rằng bọn họ thuần phục thế nhưng nhân loại này cũng không có ý tứ sai bảo. Tất cả mọi người phục dụng diễn linh thánh quả đi. Đối với tu vi sau này có không ít chỗ tốt. Lục Lâm Thiên nói với mọi người sau đó lại nhìn về phía Hắc Vũ nói. Hắc Vũ thúc, thúc cũng ăn vào một khỏa đi. Diễn linh thánh quả đối với yêu thú, linh thú bát giai mà nói có tác dụng không ít, ta cũng không khách khí nữa. Hắc Vũ nói, bảo vật như vậy đối với hắn mà nói cũng có không ít chỗ tốt. Hắc Vũ lập tức bố trí một đạo cấm chế ngoài động, mọi người khoanh chân ngồi xuống phục dụng diễn linh thánh quả. Ngay cả Phi Thiên Ngô Công cũng không ngoại lệ, Lục Lâm Thiên cũng lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay móc ra một khỏa diễn linh thánh quả. Diễn linh thánh quả này lớn bằng nắm tay trẻ con, không màu không vị, thậm chí không có một chút năng lượng ba động nào, giống như là một khối cầu bằng thủy tinh trong suốt. Thế nhưng nếu nhìn kỹ lại cảm thấy trước mặt giống như có một hải dương vô tận khiến cho trong lòng mọi người không tự chủ được mà run lên. Ồ! Cầm diễn linh thánh quả trong tay. Nhìn bạch quang nhàn nhạt chậm rãi lưu chuyển bên trong, giống như là có một dòng suối đang hội tụ. Bạch quang nhu hòa giống như có sinh mệnh, một cỗ dược hương nhàn nhạt lập tức từ bên trong truyền ra. Hay cho một linh quả kỳ dị. Lục Lâm Thiên lập tức phục dụng diễn linh thánh quả trong tay. Diễn linh thánh quả này chui vào trong yết hầu thì Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy mát mẻ. Từ yết hầu của Lục Thiếu Du, dược dịch chảy vào trong cơ thể, cảm giác mát mẻ này giống như có thể gột rửa tâm linh của hắn. Biến hóa này khiến cho Lục Thiếu Du trong lúc vô hình không ngờ lại có thể cảm giác được đủ loại tư vị, ngọt bùi đắng cay. Diễn linh thánh quả hóa thành linh dịch tiến vào trong cơ thể rồi khuếch tán ra chung quanh, cỗ linh dịch này cũng tiến vào trong đầu Lục Lâm Thiên. Thần thức trong đầu Lục Lâm Thiên bắt đầu mê man, thậm chí còn có chút giống như buồn ngủ, càng lúc càng thấy mơ hồ. Siêu! Cùng lúc đó quanh thân Lục Lâm Thiên trong nháy mắt bị một đoàn quang mang màu trắng vây quanh, dưới cỗ quang mang màu trắng này. Sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ khó hiểu, khi thì hiện lên vẻ khổ sở, khi thì có tiêu ý, khi nhìn hư huyễn. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác mình đã trở về lúc trước, ngày còn cơ khổ khi bé. Sau đó lại ngoài ý muốn đi tới thế giới này, gặp mẫu thân. Nhớ tới Lục Lâm Thiên ở thế giới này không ngừng bị lăng nhục, một đường đi tới, gặp Nam Thúc, bớt đi vẻ ngây ngô của thiếu niên, bắt đầu có tâm của một cường giả. Gặp Vô Song, Cảnh Văn, Tiểu Linh, Hồng Lăng. Bắt đầu xa vào nữ nhi tình trường, thậm chí tới lúc cuối cùng Lục Thiếu Du còn có thể cảm giác được mình già đi, tóc hắn trắng xóa. Ngay khi Lục Lâm Thiên cảm giác đại nạn mình sắp tới, hắn lại biến thành một hài nhi, từ nhỏ tới thanh niên, tiếp tục sống một cuộc sống mới. Mà lúc này dường như trong người hắn có người, biến hóa như vậy, khi thời gian đại nạn của hắn tới, hắn lại hóa thành một hài nhi,
lần thứ hai trải qua một cuộc sống mới. Trong thời gian ngắn ngủi này Lục Lâm Thiên tổng cộng trải qua 9 đời người, nếm thử 9 thân phận khác nhau. Trong 9 thân phận này, hắn có lúc thành người thường, có lúc là vương công, quý tộc, thất bại, cũng có lúc trở thành người thành danh, có thân phận nhu nhược, cũng có thân phận đói khổ, lạnh lẽo, thế nhưng cũng có thân phận có thể tương trợ sinh linh, cũng có thân phận giết người như ma. Giống như mấy trăm năm, cũng giống như mười mấy canh giờ, lại giống như chỉ trong vài chung trà. Trải qua 9 kiếp người, từng Lục Lâm Thiên khác nhau hiện lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Lục Thiếu Du có cảm giác giống như mình là một người ngoài cuộc, đang nhìn thấy cuộc sống của khác. Thế nhưng đây lại giống như hắn, là một Lục Thiếu Du khác. Cảnh tượng qua đi, trải qua nhân sinh 9 kiếp, trong đó có lúc sướng khổ cơ hàn, thăng trầm, đủ loại tư vi khiến cho đầu Lục Lâm Thiên đổ mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ngay trong lúc Lục Lâm Thiên hỗn loạn, đột nhiên Lục Lâm Thiên loáng thoáng cảm giác được hắn xuất hiện ở trong một không gian xa lạ. Không gian này vô cùng rộng lớn không gì sánh được, cũng không biết đây là nơi nào. Mà trước mắt hắn xuất hiện một hình ảnh máu tanh vô cùng kinh khủng. Trong một dãy núi vô biên có một bóng lưng tay cầm một thanh kim đao màu vàng, dưới chân là thi thể chất như núi. Những thi thể này dường như có cả người, còn có cả yêu thú. Trong cảnh tượng này bầu trời phong vân biến sắc, quỷ khóc thần sầu, máu tanh ngập tràn, sát khí ngập trời, máu chảy thành sông. Cỗ khí tức này khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác mình nhỏ bé như con kiến, cảnh tượng máu tanh trước mặt khiến cho tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Ngay khi Lục Lâm Thiên nhìn thấy rõ khuôn mặt tay cầm kim đao màu vàng kia thì một đạo kim quang đột nhiên lan tràn ra, trong đầu hắn lập tức cảm thấy đau đớn rồi tỉnh lại. Ông ông! Trong đầu, kim đao màu vàng không ngừng tràn ra kim quang phát ra thanh âm ông ông rồi lập tức yên tĩnh lại. Dường như vừa rồi kim đao màu vàng này cũng bị một chút ảnh hưởng. Quang mang quanh người Lục Lâm Thiên biến mất không thấy, miệng thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể, trong đầu còn có chút chỉ độn. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong đầu hắn vừa rồi giống như là một giấc mộng lại giống thực. Cảnh tượng rõ ràng hiện lên trước mặt hắn, trải qua 9 lần luân hồi. Một lát sau, Lục Lâm Thiên đang ngồi đó dần dần mở hai mắt ra, ánh mắt mờ mịt nhìn về bốn phía. Trong mắt vô cùng trong suốt không gì sánh được. Trong thời gian ngắn ngủi này dường như hắn đã trải qua một lần lột xác. Ta rốt cuộc là ai? Ai vừa là ta? Đó không phải là ta. Ta chính là ta. Ta chính là Lục Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên duy nhất. Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên cười ha hả một tiếng, trong ánh mắt mờ mịt kia lúc này hiện lên sự vui vẻ. Giống như trải qua nhân sinh 9 kiếp khiến cho khuôn mặt hắn trở nên cương nghị, khóe miệng mang theo tiểu ý ngập tràn. Giờ phút này, đột nhiên Lục Lâm Thiên hiểu ra, trong lòng hắn dường như có một chút khác lạ gì đó. Thế nhưng nhất thời cũng không nói rõ ra thành lời. Nhưng mà Lục Lâm Thiên có thể khẳng định, vừa rồi bản thân hắn chiếm được không ít chỗ tốt. Tâm cảnh của hắn đã vững chắc hơn khi trước gấp mấy lần, giống như là núi lớn biển rộng, ngay cả tu vi thực lực vô hình chung cũng đã ngưng thực hơn rất nhiều. Mệnh ta không do trời quản, ta là Lục Lâm Thiên chân thực, có huyết nhục rõ ràng. Lục Lâm Thiên lần nữa cười ha hả, trên mặt hiện lên tiêu ý, dường như đã hiểu ra cái gì đó. Thế nhưng dường như cũng không quá hiểu rõ, cũng chỉ có Lục Lâm Thiên biết. Diễn linh thánh quả này đã khiến cho hắn nhận được không ít chỗ tốt. Ồ! Sau khi bình tĩnh lại, Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh. Bốn phía hắn lúc này đám người Hắc Vũ, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long đều đang khoanh chân ngồi xuống, giống như là trở thành một bức tượng, đang tiến vào trong trạng thái huyền ảo nào đó. Hai người Bàn Vân và Bàn Hủy vẫn đang điều tức, Bảo Nhi và Bố Nhi sau khi ăn yêu linh đan dường như đang tu luyện, quanh thân tràn ngập quang mang. Lục Lâm Thiên có chút nghi hoặc, vì sao mọi người đều phục dụng diễn linh thánh quả một lúc thế nhưng hắn lại tỉnh trước. Mọi người dường như vẫn đang ở trong một trạng thái huyền ảo nào đó. Khẽ lắc đầu, Lục Lâm Thiên lập tức hiếu kỳ đi tới trước mặt thạch bích nơi dây của diễn linh thánh quả héo rũ. Diễn linh thánh quả này tới từ đâu khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ hiếu kỳ. Sau khi quan sát bốn phía, Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trong một thạch động gần đó. Thạch động này vốn là nơi cái dây diễn linh thánh quả kéo dài ra. Lúc này dây trắng héo rũ, cái thạch động này mới hiện lên trước mặt Lục Thiếu Du. Vào xem. Tất cả mọi người đều đang luyện hóa diễn linh thánh quả, Bàn Hủy và Bàn Vân đang chữa thương, Lục Lâm Thiên do dự, bên trong nói không chừng ngay cả Bàn Hủy cũng không biết, Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào bên trong. Bên trong thạch động càng ngày càng nhỏ,
dường như đi sâu vào trong núi, bên trong thạc động vô cùng gồ ghề. Một lát sau, ánh mắt Lục Lâm Thiên ngẩn ra, ở phía trước dường như có động tĩnh, còn có một cỗ năng lượng nhàn nhạt không ngừng tràn ra. Năng lượng ba động. Trong lòng Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ, tốc độ lập tức được đẩy nhanh hơn. Mà một lát sau, trong thạch động có chút ẩm ướt, trên thạch động còn có những giọt nước nhàn nhạt, ngay cả trên mặt đất cũng có không ít nước. Bởi vì trong thạch động gồ ghề cho nên những giọt nước này đang bắt đầu chậm rãi khô đi. Mà bên trong nước Lục Lâm Thiên nhìn thấy một cái dây màu trắng. Năng lượng thiên địa thật nồng đậm. Lục Lâm Thiên thử đem tay chạm vào nước. Nước ở trước tay hắn lập tức hóa thành năng lượng chui vào trong cơ thể hắn. Nước ở trong thạch động này không ngờ hoàn toàn đều là năng lượng thiên địa ngưng tụ. Bên trong cỗ năng lượng này sau khi tiến vào cơ thể lập tức hóa thành một cỗ năng lượng mát mẻ, hoàn toàn không giống như năng lượng bình thường. Tìm được rồi. Đối với năng lượng này, Lục Lâm Thiên cũng không suy nghĩ bao nhiêu. Diễn Linh Thánh quả chính là từ nơi này diễn sinh ra. Nơi này nhất định có một nơi là cội nguồn của năng lượng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức vui vẻ, nơi này tuyệt đối có một nơi phát ra năng lượng lớn. Bất luận một thiên tài địa bảo nào đều được năng lượng thiên địa khổng lồ chống đỡ. Lục Lâm Thiên đẩy nhanh tốc độ đi dọc theo sơn động. Khi đi tới tận cùng, Lục Lâm Thiên lập tức gặp được một cảnh tượng kinh người, ngoài cái thạch động này là một hình tròn khổng lồ, bốn phía có vô số lỗ nhỏ, từng giọt nước từ phía trên tí tách rơi xuống tạo thành một hồ nước bằng năng lượng. Hồ nước này sợ rằng phải chừng trên nghìn thước. Một cỗ khí tức mênh mông ngập trời từ trên đó lan tràn ra. Tích tích. Trong không gian vắng vẻ không ngừng vang lên tiếng tí tách. Giống như ngàn vạn năm qua ở đây chưa từng có người nào đặt chân tới. Trong hồ nước bằng năng lượng khổng lồ kia có một cái dây màu trắng khổng lồ kéo dài chung quanh. Cả vật thể tràn ngập lưu quy nác màu trắng, đường kính mấy chục thước. Trên những cái dây màu trắng này tràn ngập khí tức cổ xưa. Bên trên còn có không ít lá màu trắng to chừng mấy chục thước. Khí tức mạnh mẽ từ bên trên lá tràn ra. Bên trong hồ nước bằng năng lượng có một cỗ năng lượng vô cùng đậm đặc từ bên trong tràn ra khiến cho toàn bộ không gian tràn ngập năng lượng. Nếu cảm giác kỹ thì có thể thấy cỗ năng lượng đậm đặc này cũng không khiến cho trong lòng xảy ra ba động, ngược lại còn khiến cho trong lòng người ta cảm thấy mát mẻ, sảng khoái. Siêu! Dưới cái hồ bằng năng lượng không ngừng có sóng cuồn cuộn, một cỗ năng lượng kỳ dị khuếch tán. Cỗ năng lượng này tràn ngập không gian khiến cho cả không gian tràn ngập một cỗ năng lượng khiến cho trong lòng người ta cảm thấy thoải mái. Cỗ năng lượng này có chút quái dị. Lục Lâm Thiên nhướng mày, cỗ năng lượng này không giống như năng lượng trong thiên địa bình thường, thế nhưng lại cực kỳ giống với năng lượng trong Diễn Linh Thánh Quả. Suy nghĩ tới đó, Lục Lâm Thiên vỗ gáy mình một cái rồi lắc lắc cái đầu. Ánh mắt lần nữa nhìn vào trong hồ nước bằng năng lượng kia. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được cỗ năng lượng này đối với hắn có không ít chỗ tốt. Lục Lâm Thiên đứng ở bên cạnh hồ nước suy tư một lát rồi cắn răng quyết định. Bàn chân khẽ điểm mặt đất một cái, quang mang trên người chợt lóe lên, thân hình trực tiếp nhảy xuống hồ nước bằng năng lượng. Phanh! Lục Lâm Thiên vốn còn tưởng rằng cái hồ nước bằng năng lượng này sâu, thế nhưng sau khi nhảy xuống hắn mới biết được, độ sâu của hồ nước bằng năng lượng này cũng chỉ tới ngực hắn mà thôi. Non nửa thân thể lộ lên trên mặt nước, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ buồn bực. Siêu siêu! Lục Lâm Thiên nhảy vào trong hồ nước bằng năng lượng, hồ nước vốn yên tĩnh lập tức ba động. Vô số sóng gợn không ngừng xuất hiện, năng lượng mát mẻ trực tiếp dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Trong lúc mơ hồ còn có thanh âm kỳ dị vang lên, tất cả vô cùng quỷ dị. Cảm giác thật kỳ diệu! Cỗ năng lượng này tiến vào trong cơ thể. Lục Lâm Thiên lập tức nhướng mày rồi khoanh chân ngồi xuống. Mực nước trong hồ vừa vặn tới cổ hắn, tiếp theo, Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết thôn phệ năng lượng trong thiên địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Siêu. Dưới sự thôn phệ của âm dương linh vũ quyết, cỗ năng lượng mát mẻ trong hồ nước lập tức tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Những năng lượng này giống như bị dẫn dắt. Giống như vô số sợi tóc phô thiên cái địa dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Cỗ năng lượng này tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, ngay khi Lục Lâm Thiên cho rằng mình có thể chuyển hóa thành chân khí và linh lực thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn. Cỗ năng lượng này trực tiếp khuếch tán ra chung quanh cơ thể Lục Thiếu Du, chui vào tứ chi, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, kinh mạch. Cỗ năng lượng này vô cùng êm dịu, hoàn toàn dung nhập vào bên trong thân thể. Lục Lâm Thiên cũng không cảm giác được rõ ràng chỗ tốt mình nhận được là gì.
chỉ là cảm giác mát mẻ sảng khoái kia không ngừng tràn ra, cuối cùng giống như chui vào trong xương cốt hắn vậy. Lúc này không ngừng có nhiều năng lượng hơn nữa trực tiếp tiến vào trong không gian trong đầu Lục Lâm Thiên, trực tiếp bị tiểu hồn anh hấp thu. Tâm thần Lục Lâm Thiên run lên, cảm giác thoải mái không nói nên lời dâng lên. Loại năng lượng mát mẻ này cuồn cuộn không dứt tiến vào trong cơ thể, số năng lượng tiến vào trong cơ thể ngày càng nhiều Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được rõ ràng, những năng lượng này tiến vào trong da, cơ thể, tứ chi bách hải của hắn. Mỗi một lần năng lượng chui vào thân thể giống như được gột rửa một lần, tạp chất bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy được từ trong người tràn ra. Bên ngoài thân thể cũng đang tiến hành chậm rãi lột xác, da trên người ngày càng trong suốt. Bài trừ tạp chất trong cơ thể, tăng cường tâm cảnh. Nhận thấy biến hóa của thân thể và tiểu hồn anh trong lòng Lục Lâm Thiên không nhịn được mà vui mừng. Hóa ra cỗ năng lượng thiên địa này không thể tăng cường chân khí và linh lực. Thế nhưng lại có thể gột rửa tạp chất trong cơ thể, tăng cường tâm cảnh, đây quả thực là kỳ ngộ không thể cầu. Cỗ năng lượng này không ngờ lại có tác dụng kinh khủng như vậy. Tác dụng như vậy Lục Lâm Thiên cũng không khó mà nhận ra được. Tăng cường tâm cảnh, đây chính là điều vô số cường giả tha thiết mơ ước. Cũng là tác dụng lớn nhất của diễn linh thánh quả, mà lúc này hắn đang không ngừng hấp thu năng lượng trong hồ nước này hiệu quả không cần nói cũng biết. Đồng thời cỗ năng lượng này còn có thể gột rửa tạp chất trong cơ thể hắn. Lục Lâm Thiên vẫn cho rằng thân thể mình không có tạp chất, cho dù có cũng không nhiều. Mà dưới sự dung nhập của năng lượng kia khiến cho trong cơ thể Lục Thiếu Du có một loại cảm giác không nói nên lời. Lục Lâm Thiên cảm giác thân thể mình dưới sự rèn rũa của Tử Lôi Huyền Đỉnh đã thành một thanh sắt thép, thân thể đã được rèn rũa tới một trình độ kinh khủng. Thế nhưng cỗ năng lượng này hiện tại giống như đang mài rũa hắn, khiến cho thân thể hắn sáng bóng hơn. Từng cỗ năng lượng tiến vào trong đầu, tiểu hồn anh bắt đầu hấp thu, trong đầu vô cùng yên tĩnh. Trong hồ nước bằng năng lượng này càng có nhiều năng lượng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cũng cắt bỏ tạp niệm, ngưng thần tĩnh khí rồi tiến vào trong trạng thái tu luyện. Loại chỗ tốt này tuy rằng không có tác dụng khiến hắn trực tiếp độ phá. Thế nhưng đối với việc tu luyện sau này mà nói, chỗ tốt tuyệt đối kinh người. Cứ như vậy Lục Lâm Thiên khoanh chân, nhắm chặt mắt, tĩnh lặng hấp thu cỗ năng lượng quỷ dị kia. Thế nhưng hắn cũng không chú ý tới, hồ nước bằng năng lượng này đang dần dần thu nhỏ lại. Mà trong lúc Lục Lâm Thiên tu luyện, thời gian 4 ngày trong chớp mắt trôi qua. Mà tại một nơi khác, lúc này không ai chú ý tới chung quanh Lục Tâm Đồng bắt đầu có quang mang trắng đen tràn ra. Cỗ quang mang trắng đen mang theo độc khí quanh quẩn không gian, tràn ngập một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh. Một cỗ khí tức cường hãn đang không ngừng kéo lên, Lục Tâm Đồng phục dụng diễn linh thánh quả không biết đã thu được chỗ tốt gì mà lại bắt đầu đột phá. Cùng lúc đó bên trong thạch động có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ. Khí tức kéo lên càng lúc càng mạnh, gợn sóng trong không gian ba động ngày càng kịch liệt. Sau đó cỗ khí tức tăng lên giống như trẻ tre, một cỗ khí tức khiến cho linh hồn cảm thấy áp lực nhanh chóng khuếch tán. Loại khí tức này ba động lập tức kinh động bàn hủy. Bàn Vân đang chữa thương, còn có Như Hoa, Tuyết Sư cũng bị giật mình tỉnh giấc. Thủ ấn thu lại, ánh mắt cả đám lập tức nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Độc công của nha đầu này quả thật quá quỷ dị. Hắc Phú nhìn chăm chú về phía Lục Tâm Đồng, nhìn quang mang màu vàng không ngừng lóe lên trong mi tâm của Lục Tâm Đồng, vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc. Trong chớp mắt, Hắc Phú lại nhìn về phía Dương Quá, kinh ngạc nói. Thiên tư như vậy, quả thực giống như lông phượng sừng lân. Mấy người này đều có thiên phú kinh người. Phù. Năng lượng bàng bạc trong thiên địa quay chung quanh Lục Tâm Đồng rồi rót vào trong cơ thể. Một cỗ khí tức cường hãn từ trong thân thể Lục Tâm Đồng phóng lên cao. Chỉ trong chốc lát, trong đầu Lục Tâm Đồng vang lên một tiếng trầm muộn. Phanh. Trong cơ thể Lục Tâm Đồng, một cỗ khí tức dùng thế như trẻ tre trong nháy mắt trùng kích tới Linh Vương Lục Trọng. Hắc mang đậm đặc mang theo một cỗ khí tức quỷ dị trong nháy mắt thu liếm. Thân hình Lục Tâm Đồng chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Phù. Cùng lúc đó, khí tức trên người Dương Quá cách Lục Tâm Đồng không xa cũng đột ngột kéo lên. Một cỗ quang mang màu vàng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa cấp tốc ngưng tụ, cuối cùng hình thành một vòng xoáy trên không gian. Năng lượng vô hình trong thiên địa không ngừng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể, khí tức quanh thân Dương Quá càng ngày càng mạnh. Dường như vô số lỗ chân lông đều đang tham lam thôn phệ số năng lượng trong cơ thể. Cỗ năng lượng thiên địa vô hình này chỉ trong thời gian ngắn ngủi rồi từ từ tiêu tán.
mà khi một tia năng lượng vô hình trong thiên địa tiêu tán ở trong thạch động thì chung quanh tất cả lại trở lại bình thường. Phù. Một lát sau, Dương Quá thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể bạo phát. Khí thế này so với trước đây không thể nghi ngờ còn cường hãn hơn gấp mấy lần, gợn sóng trong không gian rung động, lắc lư không ngừng. Phù. Đồng thời hai mắt nhắm chặt của Lục Tâm Đồng cũng mở ra, trong mắt có một cỗ tinh quang bắn ra khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Quang mang không ngừng tràn ra trên mi tâm của Lục Tâm Đồng dần dần mờ đi rồi thu liếm, ngay sau đó một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Tâm Đồng được thở ra. Tâm Đồng, muội đột phá quá nhanh a, đã là Linh Vương Lục Trọng rồi. Dương Quá nhìn Lục Tâm Đồng, ánh mắt kinh ngạc lại mang theo sự vui vẻ. Huynh cũng đột phá tới Vũ Vương Thất Trọng rồi sao? Lục Tâm Đồng nói, bản thân nàng là tiên thiên độc thể, hơn nữa trong cơ thể lại có năng lượng của chân linh thánh quả. Lần này sau khi ăn vào diễn linh thánh quả, tâm cảnh lại được đề cao một bước, cho nên mượn cơ hội này nàng lại đột phá lần nữa. Thế nhưng vẫn còn kém hơn muội a. Dương Quá nói, hắn đột phá hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể của hắn còn sót năng lượng của chân linh thánh quả cùng năng lượng viễn cổ, sợ rằng kế tiếp Lục Tâm Đồng sẽ vượt qua hắn. Siêu! Ta giải được rồi, ta đã giải được cấm chế này rồi. Lúc này thanh âm của Tiểu Long vang lên, vui vẻ nhảy nhót, nó đã sớm tỉnh lại sau đó bắt đầu luyện hóa đồ cổ trong tay, không nghĩ tới lại giải được cấm chế kia. Tiểu tử, nhanh đưa cho ta xem. Hắc Vũ nhíu mày, ánh mắt nhìn Tiểu Long có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Tiểu Long cần 10 ngày nửa tháng mới giải được cấm chế này coi như đã không tồi rồi, thế nhưng hắn thật không ngờ chỉ trong thời gian mấy ngày cấm chế trên đồ cổ này đã bị Tiểu Long giải được. Tiểu Long cầm đồ cổ trong tay giao cho Hắc Vũ, trên đồ cổ lúc này tràn ngập lưu quang, một cỗ khí tức cổ xưa bắt đầu lan tràn ra. Trên bề mặt còn có mấy quang điểm liên tục lóe lên. Bàn hủy, các ngươi ở bên trong này lâu như vậy, nơi này là nơi nào các ngươi có biết không? Hắc Vũ nhìn đồ cổ trong tay thế nhưng nhìn mãi lại không nhìn ra được gì, cho nên lập tức đưa đồ cổ cho bàn hủy. Bàn hủy tiếp nhận đồ cổ, khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn kỹ vào đồ cổ trong tay sau đó nhìn bàn vân rồi mở miệng nói. Đây là địa phương ở trong cấm địa, ở đây không có yêu thú và linh thú nào dám vào. Những yêu thú và linh thú khác vào đây, mặc kệ thực lực mạnh như thế nào, cho tới bây giờ còn chưa bao giờ đi ra được. Nói như vậy, người biết nơi này là nơi nào? Hắc Vũ hỏi. Biết, nơi này bất luận là ở địa phương nào ta đều biết, cũng đều đi qua, chỉ là có một nơi ngay cả ta cũng chưa bao giờ dám đi vào. Bàn hủy nói. Ngươi chỉ cần biết là được. Hắc Vũ nói. Ồ, ca ca đâu rồi? Thanh âm của Lục Tâm Đồng truyền đến, lúc này nàng không nhìn thấy thân ảnh của ca ca cho nên lập tức mở miệng hỏi. Ta biết, lão đại ở bên trong. Trong tâm thần cảm ứng của Tiểu Long hiện lên vị trí của Lục Lâm Thiên, sau đó nó nhanh chóng tìm được một thông đạo trên thạch bích, khí tức của đang Lục Lâm Thiên ở bên trong đó. Một lát sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trong không gian khổng lồ kia, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện khắp nơi trong ánh mắt mọi người. Mọi người nhìn thấy Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ nghi hoặc, lúc này Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi trong một cái ao trên mặt đất, quanh thân tràn ngập bạch quang, khí tức cực kỳ yên tĩnh. Mà trong khí tức yên tĩnh này, khí tức của Lục Lâm Thiên lúc này khiến cho mọi người nhíu mày. Cỗ khí tức này so với trước đây rõ ràng có chút không giống, thế nhưng cụ thể mọi người cũng không rõ là không giống ở chỗ nào. Tâm cảnh thật mạnh. Hắc Vũ nhìn Lục Lâm Thiên, một lát sau mới thu ánh mắt lại. Trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, cảm nhận khí tức của Lục Lâm Thiên lúc này, càng cố gắng dò xét thì lại càng không cảm nhận được gì. Khí tức trên người Lục Thiếu Du thâm bất khả trắc, khí tức giống như gợn sóng, trong yên bình lại có thêm một cỗ khí tức không thể lay động. Vì sao lão đại lại chạy tới đây tu luyện? Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Siêu siêu. Trong sự nghi hoặc của mọi người. Trong miệng Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai mắt giống như hai ngôi sao, cỗ khí tức như biển rộng kia chợt léo lên rồi biến mất không còn một chút dấu vết nào. Vũ Vương Bát Trọng sao lại có khí tức như biển rộng như vậy? Ánh mắt bàn hủy có vẻ kỳ quái. Ồ! Lục Lâm Thiên mở hai mắt ra, nhìn thấy mọi người có mặt đông rủ, lại nhìn thấy hồ nước bằng năng lượng chung quanh biến mất không thấy, trên đỉnh thạch bích. Vốn không ngừng có năng lượng nhỏ giọt xuống lúc này cũng biến mất,
hoàn toàn khô cong, ngay cả cái dây màu trắng kia cũng biến mất, khiến cho Lục Lâm Thiên cực kỳ nghi hoặc. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ánh mắt Lục Lâm Thiên không ngừng biến ảo, dường như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác toàn thân có một cỗ cảm giác thoải mái không nên lời. Lúc này Lục Lâm Thiên có cảm giác bản thân mình thân cận với vạn vật trong thế giới này hơn không ít. Mà tu vi của hắn lần nữa ngưng thực, coi như là thực lực lùi lại, thế nhưng toàn thân lại lộ ra khí tức trầm ổn, khí tức vững như bàn thạch, có cảm giác không thể lay động. Nhị đệ, sao đệ lại ở bên trong này? Dương Quá nghi hoặc hỏi Lục Lâm Thiên. Không có gì, trong lúc vô ý đệ nhìn thấy cái động khẩu này cho nên đi tới. Sau đó đột nhiên có chút lĩnh ngộ cho nên tu luyện. Lục Lâm Thiên nói, linh trì này vì sao lại đột nhiên biến mất khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng khó hiểu. Diễn linh thiên quả này một khi có nhân loại tới gần sẽ tự động héo rũ, sợ rằng bởi vì hắn tiến vào trong linh trì cho nên mới khiến cho linh trì khô đi. Lúc này Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Đại ca, Tâm Đồng, hai người lại đột phá sao? Nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá, sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức hiện lên sự vui mừng. Cảm nhận khí tức trên người Dương Quá và Lục Tâm Đồng, khí tức hai người một lần nữa được tăng cường không ít, hẳn là đã lại đột phá. Đúng vậy, ta và Tâm Đồng đều có đột phá. Dương Quá nói, trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên tiếu ý nhàn nhạt. Tu vi Vũ Vương thất trọng, thực lực quả thực lần nữa mạnh hơn không ít. Lục Lâm Thiên cười, hai người đột phá, tu vi của Dương Quá là Vũ Vương thất trọng, ngay cả Vũ Vương bát trọng bình thường hẳn là cũng có thể chính diện chống lại. Cho dù có phải đối mặt với Vũ Vương cửu trọng, bảo mệnh cũng không thành vấn đề. Về phần tiểu độc ma Lục Tâm Đồng này, hiện tại chỉ có tu vi Vũ Vương lục trọng, thế nhưng thực lực mạnh bao nhiêu ngay cả bản thân Lục Lâm Thiên hiện tại cũng không dám suy đoán. Có xích kim độc chu, chấn linh diệt hồn tháp, còn có thiên linh hồn châm, lại bằng vào độc công của tiểu nha đầu, thực lực quả thực khó mà đo lường được. Lão đại, cấm chế trên đồ cổ kia đệ đã mở được rồi. Thanh âm của tiểu long vang lên. Nhanh đưa cho ta xem. Lục Lâm Thiên lập tức hứng thú, đồ cổ kia dường như có liên quan tới không gian này. Sợ rằng bên trong có không ít bí mật. Trong không gian này có loại bảo vật như diễn linh thánh quả, sợ rằng nếu bên trong không gian này có bảo vật khác, thì bảo vật kia tuyệt đối không phải tầm thường. Thiếu chủ, trên mặt dường như là một địa đồ. Hắc Phú cầm đồ cổ trong tay giao cho Lục Lâm Thiên. Địa đồ sao? Lục Lâm Thiên tiếp nhận đồ cổ, cấm chế trên đồ cổ đã được mở ra cho nên không có bộ dáng, không có năng lượng ba động như khi trước. Trên đồ cổ hiện tại có lưu quang nhàn nhạt quanh quẩn. Địa đồ bên trên giống như là một mê cung, có mấy đạo quang điểm léo lên, dường như là mấy chỗ nào đó. Trưởng môn, nơi này ta biết, đó là một cấm địa. Bên trong vô cùng nguy hiểm không gì sánh được. Bàn Hủy bên người Lục Lâm Thiên lập tức nói. Bàn Hủy huynh biết nơi này sao? Thật tốt quá. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, địa phương trên đồ cổ kia không ngờ lại nằm trong không gian này, quả thực quá đơn giản. Trưởng môn, người cần phải suy nghĩ cho kỹ. Địa phương kia quả thực vô cùng nguy hiểm. Cho dù là ta cũng không dám đi vào, cũng không dám bước vào bên trong. Vô số năm qua, những yêu thú, linh thú tiến vào bên trong cho tới bây giờ chưa từng có một đầu nào đi ra. Bàn Hủy lần nữa nói với Lục Lâm Thiên. Bàn Hủy huynh yên tâm đi, nếu có nguy hiểm thì chúng ta lùi ra cũng không muộn. Lục Lâm Thiên nói, dùng tính cách của Lục Lâm Thiên mà nói, sao lại không tới nhìn một chút cơ chứ? Càng nguy hiểm thì bên trong càng có bảo vật tồn tại. Được rồi, thế nhưng nơi này có hơi xa một chút. Bằng vào tốc độ của ta sợ rằng cũng phải mất 7 ngày. Nếu như đổi lại là người không biết đường đi mà nói, ngay cả nửa tháng cũng chưa chắc đã tới được. Bàn Hủy nói, Thiên Thủ Quỷ Vương đâu? Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, cho dù xa hắn cũng muốn đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên quét qua mọi người, tất có mọi người đều có mặt. Duy chỉ có Thiên Thủ Quỷ Vương là không thấy đâu. Trong sơn động lớn, khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trong một góc thì Thiên Thủ Quỷ Vương đang ngồi xếp bằng ở đó. Lúc này quanh thân Thiên Thủ Quỷ Vương tràn ngập quang mang màu đỏ, khí tức quanh người mơ hồ ba động. Hai mắt nhắm chặt, thân thể không có chút rung động nào, giống như là một bức tượng. Nhưng cho dù là ai cũng có thể cảm giác được, trong cơ thể Thiên Thủ Quỷ Vương lúc này có một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại dao động. Cỗ năng lượng này giống như núi lửa đang tìm kiếm cơ hội phun trào. Thiên Thủ Quỷ Vương sắp đột phá Vũ Tôn. Hắc Phủ nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương, hai hàng lông mày nhíu lại. Đột phá Vũ Tôn và Vũ Vương,
hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Không ngờ lại muốn đột phá. Lục Lâm Thiên cũng thật không ngờ, sau khi phục dụng diễn linh thánh quả thì Thiên Thủ Quỷ Vương lại chuẩn bị đột phá nhanh như vậy. Trong lúc đột phá không thể bị quấy rầy, chúng ta muốn đi cấm địa sợ rằng phải đợi vài ngày nữa. Bàn Hủy nhìn Thiên Thủ Quỷ Vương rồi lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Hắc Phú thúc, Quỷ Vương đột phá mất bao lâu? Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi Hắc Phú. Từ khí tức mà đoán có lẽ sẽ rất nhanh thôi. Hắc Phú cảm nhận khí tức trên người Thiên Thủ Quỷ Vương rồi lập tức nói. Quỷ Vương đột phá quan trọng hơn, chúng ta chờ mấy ngày cũng được, cũng nên hộ pháp cho Quỷ Vương một chút. Lục Lâm Thiên nói, Thiên Thủ Quỷ Vương đột phá chính là đại sự. Địa phương kia Bàn Hủy biết, cho nên cũng không cần quá gấp, đến lúc đó đi thẳng tới nơi là được. Quỷ Vương đột phá vũ tôn, chuyện này không thể qua loa được. Mọi người đương nhiên sẽ không phản đối. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Vương, lúc này vô hình chung đã có khí tức thiên địa hội tụ tới, sau đó lập tức chui vào trong cơ thể Thiên Thủ Quỷ Vương. Khí tức trên người Thiên Thủ Quỷ Vương đang bắt đầu kéo lên, sợ rằng không cần bao lâu nữa sẽ đột phá. Mà bây giờ mọi người cần phải đợi. Động tĩnh đột phá vũ tôn không nhỏ, người thực lực kém tới lúc đó phải cẩn thận một chút. Hắc Phú nhìn mọi người rồi nói, sau đó lập tức phất tay bố trí trong thông đạo một đạo cấm chế. Tức thì bên ngoài động có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình lan tràn tới, trong nháy mắt kéo lại xung quanh người Thiên Thủ Quỷ Vương. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, đột phá vũ tôn, động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Toàn bộ đại lục, vũ xuất, linh xuất tuyệt đối đã là cường giả, bước chân vào con đường cường giả chân chính. Mà vũ vương, linh vương thì càng không cần phải nói. Lại nói, tới tôn cấp, toàn bộ những siêu cấp cường giả trên đại lục đều đang bế quan tu luyện, thế nhưng cũng tuyệt không có nhiều. Tôn cấp đã là cường giả đứng trên tầng cao nhất của kim tự tháp. Một người muốn đột phá tôn cấp thì không biết có bao nhiêu khó khăn. Một lát sau mọi người khoanh chân ngồi tu luyện, cùng đợi Thiên Thủ Quỷ Vương đột phá. Lục Lâm Thiên cũng khoanh chân ngồi xuống dưới đất, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phong. Vừa mới tiến vào trạng thái lĩnh ngộ, trong nháy mắt quanh thân Lục Lâm Thiên được một vòng quang mang vô hình bao phủ. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong kéo tới. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lập tức biến đổi, lúc này trên phương diện lĩnh ngộ không ngờ hắn chỉ cần trong nháy mắt là có thể tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Trên phương diện lĩnh ngộ rõ ràng có tiến bộ vô cùng lớn. Bản thân hắn giống như tùy thời có thể dung nhập vào trong năng lượng thuộc tính. Cực kỳ thân cận với năng lượng thuộc tính phong. Lục Lâm Thiên có cảm giác, vốn khi trước hắn lĩnh ngộ là phải truy đuổi năng lượng thuộc tính để lĩnh ngộ. Mà hiện tại năng lượng thuộc tính lại tự động kéo tới hắn và đối với hắn cực kỳ thân thiết. Cho nên trên phương diện lĩnh ngộ hắn thu được không ít chỗ tốt. Đồng thời độ khó khi lĩnh ngộ cũng nhỏ đi rất nhiều. Vốn khi trước có không ít khó khăn trên phương diện lĩnh ngộ. Lúc này lại trở nên thông thoáng, rộng mở. Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ là do tác dụng của loại năng lượng kia? Lục Lâm Thiên kinh ngạc đồng thời cũng lập tức nghĩ tới tác dụng của năng lượng quỷ dị kia. Chỉ một mình tác dụng của diễn linh thánh quả sợ rằng không lớn như vậy. Nếu như thực sự là tác dụng của đám năng lượng quỷ dị trong thánh trì kia thì quả thực quá kinh khủng. Năng lượng quỷ dị kia có tác dụng tăng lên tâm cảnh cùng với việc lĩnh ngộ, quả thực là bảo vật khó cầu. Sau khi kinh ngạc một phen, Lục Lâm Thiên tiếp tục tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Bằng vào ưu thế linh giả của hắn trên phương diện lĩnh ngộ vốn đã mạnh hơn vũ giả bình thường. Linh hồn lực phát huy tác dụng cực lớn. Có linh hồn lực cường đại, trên phương diện lĩnh ngộ chiếm được không ít ưu thế. Mà lúc này ưu thế kia của Lục Lâm Thiên lần nữa mạnh hơn gấp mấy lần. Lục Thiếu Du cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà hắn và năng lượng trong thiên địa vô cùng thân thiết, phương diện lĩnh ngộ tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió. Loại lĩnh ngộ này khiến cho Lục Lâm Thiên có một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, nhanh chóng tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Theo sự lĩnh ngộ, Lục Lâm Thiên nghĩ dường như càng lúc mình càng hiểu rõ, thế nhưng cũng lại càng mơ hồ. Cứ như vậy Lục Lâm Thiên lần nữa tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu. Trong tay đánh ra từng đạo thủ ấn kia nhìn như chậm rãi, không mang theo bất luận ba động gì, thế nhưng trong đó lại khiến cho người ta có cảm giác kỳ dị. Có đôi khi trong nháy mắt sẽ tiến vào trạng thái đặc thù, trên mặt Lục Lâm Thiên đột nhiên hiện lên nụ cười ngây ngốc. Dưới loại cảm giác này, khí thế quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức không giống như khi trước. Rõ ràng là khoanh chân ngồi đó, thế nhưng cỗ khí thế quanh người kia lại khiến cho người ta có cảm giác vững như bàn thạch. Theo lĩnh ngộ,
Lục Lâm Thiên đang ở trong một biển thuộc tính phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như Lục Lâm Thiên đã quên mục đích hiện tại của mình, một lòng chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ. Trong đầu cũng mất đi khái niệm thời gian, tâm thần đều chìm đắm trong lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân tràn ngập một cỗ khí thức thuộc tính phong. Lĩnh ngộ thuộc tính phong là bởi vì Lục Lâm Thiên muốn chuẩn bị tu luyện Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Nhận được Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm kia cũng đã được một đoạn thời gian thế nhưng hắn chưa từng tu luyện thành công. Lĩnh ngộ thuộc tính phong dường như kém một chút cho nên chưa tu luyện được. Tu luyện Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm, vũ khí địa cấp trung giai, một khi lĩnh ngộ thuộc tính yếu một chút sẽ không thể tu luyện. Vũ khí đạt tới cấp bậc như địa cấp đều trực tiếp điều động năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Đặc biệt là vũ khí địa cấp trung giai, lĩnh ngộ thuộc tính kém một chút thì sẽ không thể tu luyện được. Không nghĩ tới việc lĩnh ngộ thuộc tính của thiếu chủ đã tới bước này rồi. Hắc Phú cách đó không xa cảm nhận được khí tức trên người Lục Lâm Thiên lúc này lập tức sợ hãi than. Trình độ lĩnh ngộ thuộc tính như thế nào đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Lúc này hai người Bàn Hủy, Bàn Vân cách đó không xa đều vô cùng kinh ngạc khi cảm nhận được khí tức quanh thân Lục Lâm Thiên. Trong loại lĩnh ngộ này, ngay cả hô hấp của Lục Lâm Thiên cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Thế nhưng quang mang vô hình quanh thân lại chói mắt hơn không ít. Không khó có thể cảm giác được, năng lượng thuộc tính phong quanh người hắn ngày càng trở nên đậm đặc. Thời gian như cát chảy, tới ngày thứ tư, trong thông đạo to lớn, một cỗ khí thức mạnh mẽ tự nhiên từ trong cơ thể Thiên Thủy Quỷ Vương khuếch tán ra. Mà Thiên Thủ Quỷ Vương vẫn như một bức tượng khoanh chân ngồi đó. Từng đạo quang mang màu đỏ nóng bỏng lặng lẽ lưu truyền. Một cỗ năng lượng nóng bỏng vô hình ba động, đột nhiên từ trong cơ thể tràn ra ngoài. Siêu! Một cỗ khí tức nóng bỏng vô hình bạo phát, trực tiếp tạo thành ba động không ngừng khuếch tán. Cả thông đạo to lớn bắt đầu rung động. Cùng với cỗ khí tức nóng bỏng ba động, khí tức trên người Thiên Thủ Quỷ Vương trong giây lát đột nhiên tăng vọt. Sự tăng vọt này giống như là núi lửa phun trào, mạnh mẽ như sấm sét, trong nháy mắt kéo lên, năng lượng trong thiên địa cũng lập tức kéo tới. Muốn đột phá rồi. Lục Lâm Thiên trong lĩnh ngộ cũng lập tức tỉnh lại. Siêu siêu. Cùng lúc này, mọi người đang tu luyện đột nhiên mở hai mắt, từng ánh mắt nhất thời nhìn về phía Thiên Thủ Quỷ Vương. Lúc này cỗ khí thức bàng bạc trên người Thiên Thủ Quỷ Vương bỗng nhiên giống như núi lửa phun trào, khí thức càng ngày càng cường hãn. Thuộc tính hỏa hội tụ trực tiếp hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm phô thiên cái địa hội tụ, cuối cùng trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người ngưng tụ thành một dòng xoáy bằng hỏa diễm cực lớn. Dòng xoáy bằng năng lượng hỏa diễm này bao phủ Thiên Thủ Quỷ Vương vào bên trong, năng lượng bàng bạc trong thiên địa không ngừng rót vào, hỏa diễm cũng càng lúc càng kinh khủng. Ngao ngao! Dưới khí thức bàng bạc kia, hai đầu ấu long Bảo Nhi và Bố Nhi cảm giác ăn không tiêu, cái lưỡi nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào. Bàn Hủy trong nháy mắt đánh ra một vòng quang mang đem Bảo Nhi và Bố Nhi bao phủ vào bên trong. Những người thực lực yếu mau lui lại một bên. Thanh âm của Hắc Phú ở góc vang lên, một đạo quang mang lập tức được bố trí trước người hắn. Siêu siêu! Phi Thiên Ngô Công, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Như Hoa lập tức đi tới bên người Hắc Phú. Lục Tâm Đồng, Dương Quát cũng đi vào bên trong quang mang bên người Hắc Phú. Thật mạnh mẽ! Lúc này Lục Lâm Thiên vô cùng khiếp sợ, động tính động phá vô tôn này đã khiến cho toàn thân hắn như nhũn ra, uy thế mênh mông của Upen cuộn khiến cho trong thông đạo vặn vẹo. Lúc này, ngoài sơn động lớn kia, năng lượng bàng bạc hội tụ tạo thành một đạo quang trụ xuyên qua thông đạo tiến vào bên trong vòng xoáy bằng hỏa diễm. Toàn bộ sơn động khổng lồ không thua mấy nghìn thước lúc này cũng tràn ngập năng lượng bàng bạc. Hỏa diễm cuồn cuộn, không gian nóng bỏng không gì sánh được. Dưới sự quán trú của năng lượng thiên địa bàng bạc bên ngoài, quang mang trong hỏa diễm lập tức bạo phát. Trong hỏa diễm lập tức có một cỗ khí tức ngập trời giống như thủy triều lan tràn ra. Trong đỉnh núi, quang mang đỏ rực bắn ra bốn phía, khí tức nóng bỏng khiến cho mọi người có chút khó chịu. Tiểu Long lập tức lùi lại tiến vào trong quang mang của Hắc Vũ. Hai người Bàn Hủy, Bàn Vân tuy rằng hoàn toàn có thể chống lại, thế nhưng sau khi Lục Lâm Thiên và Tiểu Long tiến vào trong quang mang do Hắc Vũ bố trí thì cỗ khí tức ngập trời trong hỏa diễm kia đột nhiên dùng một tốc độ kinh người tăng vọt. Khí tức thật mạnh mẽ. Cảm nhận trình độ cường hãn của cỗ khí tức này. Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng biến sắc. Cỗ uy thế mạnh mẽ kia quá kinh khủng khiến cho toàn bộ sơn động rung động, giống như sắp đổ nát. Ầm ầm. Tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng trong sơn động, giống như là tiếng sét. Hỏa diễm tràn ngập thạch bích. Mau nhìn,
đó là gì vậy? Ngoài sơn động, ở phía xa có không ít thân ảnh trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước. Xuyên qua rừng cây rộng lớn có thể mơ hồ nhìn thấy được một ngọn núi khổng lồ không rõ. Trên ngọn núi có một đạo quang trụ màu đỏ phóng lên cao. Khí tức bàng bạc tràn ngập phiến không gian này. Dưới cỗ uy áp mạnh mẽ kia, toàn bộ không gian run lên. Growl. Giống giống. Trong núi non, vô số yêu thú bị uy áp tuyệt đối, trong lúc nhất thời bị kinh động lập tức chạy trốn. Ồ, phía xa không ngờ có người đột phá vô tôn. Sợ rằng có người chiếm được cơ duyên gì đó cho nên mới ở bên trong đột phá vô tôn. Phía xa có mấy lão giả mang theo khí tức cường hãn nhìn về phía trước. Cảm nhận khí tức kinh người phía xa, cả đám vô cùng kinh ngạc. Siêu siêu. Trong vòng xoáy hỏa diễm trong sơn động, một đạo khí tức nhanh như thiểm điện tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt đạo khí tức kia điên cuồng tăng lên. Vũ tôn rồi. Cảm nhận khí tức này, Hắc Vũ nhíu mày, Vũ Vương đặt chân tới Vũ tôn. Cho dù là Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong đặt chân tới Vũ tôn, một bước ngắn ngủi này đã đại biểu cho một cấp độ hoàn toàn khác. Siêu siêu. Đồng thời, năng lượng nóng bỏng trong thạch động trong nháy mắt quay về rồi thu nhỏ lại. Một lát sau mọi người lập tức nhìn thấy thân hình gầy gò của Thiên Thủ Quỷ Vương trong dòng xoáy. Lúc này trên thân hình gầy gò kia, y phục bay phấp phới, mái tóc dài phiêu đãng, khí tức quỷ dị kia cũng bị hút vào trong cơ thể. Thân hình gầy gò kia hiện tại giống như một cái động không đáy, không ngừng thôn phệ năng lượng xung quanh. Siêu. Khi tia năng lượng nóng bỏng cuối cùng tiến vào trong người Thiên Thủ Quỷ Vương, thì một cỗ uy thế kinh người tràn ngập ra rồi nhanh chóng phai nhạt. Cỗ uy thế này khiến cho cả thạch động ầm ầm rung chuyển rồi lập tức khôi phục lại vẻ yên tĩnh như trước. Ngao ngao. Bảo Nhi và Bố Nhi trốn vào trong lòng phụ thân, nhìn cỗ uy thế kia biến mất lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong đôi mắt nhỏ kia tràn ngập vẻ kinh ngạc và chấn động. Sau khi tất cả khôi phục, thân ảnh Thiên Thủ Quỷ Vương càng lúc càng rõ ràng trong mắt mọi người. Sau đó xuất hiện rõ ràng trong ánh mắt chăm chú của mọi người. Thiên Thủ Quỷ Vương khoanh chân ngồi xuống, khí tức toàn thân vô hình chung mang theo một cỗ áp lực vô cùng lớn. Trong lúc mơ hồ, gợn sóng trong không gian quanh thân không ngừng rung động. Nếu không nhìn kỹ còn không thể nhìn ra được. Vũ Vương và Vũ Tôn cách biệt quả thực một trời a. Cảm nhận khí tức hiện tại trên người Thiên Thủ Quỷ Vương và khí tức khi còn là Vũ Vương, trong lòng Lục Lâm Thiên không khỏi cảm thán. Không biết sau khi hắn đột phá Vũ Tôn sẽ đạt tới tình trạng gì. Có lẽ hiện tại nghĩ tới vẫn còn quá sớm, chỉ là hy vọng cũng không quá lâu. Phù! Chỉ trong chốc lát, hai con mắt nhắm chặt của Thiên Thủ Quỷ Vương mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Cảm nhận cảm giác sảng khoái tràn ngập trong cơ thể lúc này, Thiên Thủ Quỷ Vương lập tức thở ra một ngụm chọc khí mang theo khí tức nóng bỏng. Gợn sóng trong không gian phía trước lập tức khuếch tán về bốn phía. Đây là cấp bậc Vũ Tôn sao? Thiên Thủ Quỷ Vương nhìn đôi tay mình, cảm nhận chân khí như biển trong đan điền, khóe miệng khẽ mỉm cười. Rốt cuộc đã đột phá tới Vũ Tôn, hắn luôn mơ ước cấp bậc này, cấp bậc Vũ Tôn, chờ đợi vài thập niên rốt cuộc cũng đột phá. Loại thực lực này so với thực lực của hắn khi trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Rốt cuộc hắn cũng được coi là một trong những siêu cấp cường giả của đại lục. Chúc mừng Quỷ Vương, không, hiện tại có lẽ nên nói là chúc mừng Quỷ Tôn đột phá. Lục Lâm Thiên vuốt sống mũi, Thiên Thủ Quỷ Vương đột phá lên Vũ Tôn, cũng chân chính được coi là tôn sứ hộ môn. Hơn nữa lại thêm Bàn Hủy và Bàn Vân, hiện tại Phi Linh Môn đã có 3 vị tôn sứ hộ môn tôn cấp. Mặt khác còn có Băng Mộc Tôn giả ở đó, thực lực đề thăng không ít. Đa tạ trưởng môn, Thiên Thủ Quỷ Tôn hành lễ với Lục Lâm Thiên, nếu không phải khi trước trưởng môn cứu giúp thì mạng của hắn đã không còn, cũng không đột phá tới Vũ Tôn như hiện tại. Quỷ Tôn không nên khách khí, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi. Hiện tại chúng ta cần đến một nơi, Quỷ Tôn đột phá thì chúng ta cũng nắm chắc thêm một phần. Lục Lâm Thiên nói, đã chậm trễ mấy ngày cho nên phải lập tức xuất phát. Trưởng môn, chúng ta đi đâu vậy? Thiên Thủ Quỷ Tôn hỏi. Một địa phương vô cùng tốt, nói không chừng còn có bảo vật. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, mỉm cười nói. Bàn Hủy huynh, yêu thú dưới trướng của huynh có thể điều động được không? Lục Lâm Thiên cười rồi lập tức quay đầu lại hỏi Bàn Hủy. Bàn Hủy gia nhập Phi Linh Môn, đám yêu thú kinh khủng phía dưới Lục Lâm Thiên sao có thể bỏ qua được? Cho dù là Bàn Hủy không gia nhập Phi Linh Môn, vốn Lục Thiếu Du khi nhìn thấy đám yêu thú kia cũng đã có chủ ý.
Yêu đường của Phi Linh Môn nếu như có thêm những yêu thú kinh khủng trong không gian này thì mới thực sự được gọi là đại quân yêu thú. Coi như là so với đám thánh thú của Thánh Linh giáo tuyệt đối cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên có thể điều động. Bàn Hủy trả lời, chúng thú thủ hạ của hắn tuy rằng đều bị yêu hoàng khí trên người Tiểu Long áp chế, thế nhưng vẫn thuần phục với hắn. Vậy là tốt rồi. Trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên lần nữa hiện lên sự vui vẻ. Được rồi, trưởng môn, mấy nghìn năm nay ở trong không gian này ta cất giấu không ít linh dược, người có muốn mang đi theo hay không? Bàn Hủy lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Linh dược cất giấu mấy nghìn năm sao? Đương nhiên phải thu rồi. Lục Lâm Thiên không có một chút do dự nào, nói giỡn sao, linh dược đương nhiên hắn phải muốn rồi. Trưởng môn, số linh dược này cũng không có bao nhiêu. Trước đây vốn nhiều một chút, thế nhưng bản vân sinh nở, để tăng cường thể chất cho hài nhi cho nên mỗi ngày phải ăn không ít. Có đôi khi ta cũng ăn một chút, tuy rằng không nhận được chỗ tốt nào, thế nhưng mùi vị cũng không tồi. Bàn Hủy nói xong, lập tức đi tới một thạch bích, đem một phiến đá bí mật mở ra rồi đi vào bên trong. Khi mọi người đi vào bên trong, cả đám lập tức ngây ra rồi nuốt nước bọt đồng thời hít sâu một hơi. Trời ạ, ta hoa mắt rồi sao? Thiên thủ quỷ tôn sửng sốt, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, hai tay dụi mắt dường như còn tưởng rằng mình đang hoa mắt. Ta kháo, phát tài rồi, đại phát tài a! Lục Lâm Thiên ngẩn ngơ một lúc, miệng không nhịn được mà hét to một tiếng. Hắn hận không thể hung hăng hôn Bàn Hủy một cái. Bởi vì bên trong cánh cửa đá này là một thạch thất rộng chừng 200 thước, bên trong thạch thất rộng 200 thước này có vô số thiên tài địa bảo cùng với linh dược cao giai, mỗi một thứ đều là vật vô giá. Ngưng huyết chi vạn năm, cửu diệp huyết linh chi vạn năm, bạch ô linh căn vạn năm. Trong miệng Lục Tâm Đồng thì thào nhắc tới vài cái tên, khuôn mặt xinh đẹp đại biến, thân hình giống như hóa đá ở bên trong không gian chừng 200 thước này. Trưởng môn, vốn còn có nhiều hơn một chút. Thế nhưng sau khi bị ta và Bàn Vân dùng hơn phân nửa, những thứ này đối với đám yêu thú chúng ta dường như cũng không có tác dụng quá lớn. Trừ linh quả trong thiên địa ra thì tác dụng lớn hơn không ít. Bàn Hủy nói. Được rồi, được rồi. Nếu nhiều hơn nữa, tam tông tứ môn, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cùng tức các tứ đảo sẽ tới cướp đoạt. Ánh mắt Lục Lâm Thiên tỏa sáng nhìn vào đống bảo vật. Số lượng trong không gian tuy rằng không ít, thế nhưng cũng không phải rất nhiều. Nơi này mỗi một loại tài liệu đều là tài liệu luyện chế đan dược cao phẩm. Kém cỏi nhất cũng đủ coi như vô giá, đều là tài liệu luyện chế đan dược thất phẩm trung giai. Rất nhiều linh dược và thiên tài địa bảo ở bên ngoài rất khó tìm được. Đột nhiên xuất hiện một đống như vậy tuy rằng không lớn như ở trong huyền thiên bí cảnh, thế nhưng luận giá trị mà nói, sợ rằng ngay cả linh dược bên trong huyền thiên bí cảnh và bí cảnh của Thánh Linh giáo giá trị còn chưa bằng một phần tư đống linh dược này. Bàn Hủy, tất cả những thứ này là ngươi thu thập hay sao? Tiểu Long hỏi Bàn Hủy. Đều ở bên ngoài thu vào, kém quá ta cũng không có hứng thú. Linh dược cấp cao bên ngoài đều bị ta thu vào gần hết. Bàn Hủy nói. Hắc hắc, con mẹ nó, sau này xem ai dám so giàu có với ta. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc vô cùng đắc ý. Lần này quả thực phát tài. Hắn nghe nói yêu thú Long tộc đều có một thói quen đó là thu thập bảo vật. Mặc kệ là vật gì chỉ cần là bảo vật thì bọn chúng đều thu vào, xem ra không sai một chút nào. Một lát sau, trên ngọn núi lớn kia, thiên sĩ tuyết sư hóa thành bản thể khổng lồ mang theo mấy đạo thân ảnh trên lưng rồi lập tức biến mất không thấy. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, hai người Bàn Hủy, Bàn Vân nhìn sơn động khổng lồ phía dưới, ánh mắt cực kỳ lưu luyến. Khi trước bọn hắn phát hiện ra diễn linh thánh quả ở bên trong này đã đem động phủ rời tới đây. Nếu tính toán ra sợ rằng đã có mấy ngàn năm, hiện tại phải rời đi đương nhiên có chút không nỡ. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên mang theo một chút tiêu ý. Tâm thần hắn lúc này vẫn đang dò xét bên trong nhẫn chữ vật, cười ngốc nghếch tới mức nước bọt cũng chảy ra. Lão đại, huynh đã cười nửa canh giờ rồi, còn chưa đủ sao? Tiểu Long trừng mắt nhìn lão đại, dường như đã không nhịn được nữa. Ta cười cũng không được sao? Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Long, trong nhẫn chữ vật là một khoản tài phú cực kỳ khổng lồ a. Nếu như chuyện này bị tứ các tứ đảo, còn có tất cả các cường giả bên ngoài biết được trên tay hắn có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, lại có hơn trăm khỏa diễn linh thánh quả mà nói, Lục Lâm Thiên cũng không dám tưởng tượng ra khi đó sẽ thế nào. Sợ rằng tất cả các cường giả sẽ xuất thủ với hắn a. Ngao ngao,
Bảo Nhi và Bố Nhi phân biệt ở trong lòng Tiểu Long và Lục Tâm Đồng. Hai đầu ấu long này hiện tại có quan hệ vô cùng tốt với Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long. Bảo Nhi nhìn thấy Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Long lập tức giống lên một tiếng với Lục Lâm Thiên. Dường như tiểu gia hỏa này vẫn không thích Lục Thiếu Du vậy. Tiểu tử kia, ta còn yêu linh đan, người có muốn ăn hay không? Nhìn thấy Bảo Nhi trừng mắt nhìn mình, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, trong tay lập tức xuất hiện hai khỏa yêu linh đan. Siêu siêu. Hai đạo quang mang chợt lóe, Bảo Nhi, Bố Nhi trong nháy mắt nhảy ra đem yêu linh đan trong tay Lục Lâm Thiên ngậm vào trong miệng rồi lập tức lùi lại. Chúng nó đã dùng qua một khỏa yêu linh đan, mỹ vị kia đối với chúng nó mà nói có tác dụng vô cùng lớn cho nên sẽ không bỏ qua. Ngao ngao. Hai tiểu tử này cướp yêu linh đan trong tay Lục Lâm Thiên xong còn quay đầu về phía Lục Lâm Thiên giống lên một tiếng, ánh mắt có chút đắc ý. Dường như đang thị uy Lục Thiếu Du vậy. Khiến cho Hắc Vũ nhìn vào cảnh này cũng không khỏi mỉm cười, quả thực hắn đã bị hai tiểu tử này chọc cười. Lục Lâm Thiên cũng cười, dường như nhớ tới khi Tiểu Long còn bé, khi đó Tiểu Long cũng như vậy. Cần mấy ngày mới có thể chạy tới cấm địa đó, mọi người cứ tu luyện đi. Lục Lâm Thiên nói, căn cứ theo lời Bàn Hủy nói, dùng tốc độ của hắn cần 7 ngày mới có thể đi tới cấm địa, mà trong thời gian mấy ngày này, hắn cũng có thể lĩnh ngộ thuộc tính phong. Thiên sĩ tuyết sư không ngừng xuyên qua những dãy núi liên miên. Hai cánh trên thân thể to lớn rung động, không gian chung quanh mang theo gợn sóng nhẹ nhẹ vặn vẹo. Không khí rít gào kéo theo thanh âm trầm thấp vang vọng không ngừng, phía dưới thi thoảng xuất hiện một mảnh rừng rậm. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Không khí rít gào hai bên tai thế nhưng không tạo thành một chút ảnh hưởng nào với Lục Thiếu Du. Y phục trên người hơi rung động, hai mắt nhắm chặt. Tâm thần đều chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân có một cỗ quang mang vô hình tràn ngập, mà hiện tại tốc độ lĩnh ngộ thuộc tính khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng kinh ngạc. Tốc độ hiện tại so với trước đây nhanh hơn vô số lần, tiến bộ cũng vô cùng kinh người. Cứ như vậy trong lúc lĩnh ngộ Lục Thiếu Du tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, trong lúc lĩnh ngộ thời gian lần nữa lại trôi qua. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, mọi người đều nhắm mắt điều tức. Bằng vào thực lực lúc này của mọi người cũng không sợ có kẻ nào nửa đường xuất thủ. Nếu có kẻ nào đó đuôi mù động tới, sợ rằng sẽ ngay lập tức bỏ mạng. Trong một dãy núi tràn ngập khí tức già cỗi, lúc này có mấy đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phi qua không trung. Trong lúc mơ hồ nhận ra mấy đạo thân ảnh này có chút chật vật, tốc độ cực kỳ nhanh giống như đang đào thoát vậy. Cốc chủ, người ngũ độc môn và phi hạc môn vẫn tập trung vào chúng ta. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Giữa không trung, mấy đạo thân ảnh này xẹt qua. Ngũ độc môn, phi hạc môn đáng chết, đám người này quả thực quá to gan. Trong đám người đang chạy chật vật có một thanh niên khí tức âm nhu, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng giống như tuyết, tuổi chừng 27-28, ngũ quan tinh xảo giống như điêu khắc. Khuôn mặt trắng nõn trơn tuột, hai mắt thâm thúy, trong tay cầm một cái quạt trắng, thân ảnh nhanh chóng phi hành trên không trung. Đây chính là Âm Dương Vương Dạ Vị Ương của Thánh Linh Cốc. Phía sau hắn là chúng trưởng lão của Thánh Linh Cốc. Không còn kịp rồi, bọn họ đã đuổi kịp. Mọi người chú ý, có thể phân tán rời khỏi thì càng tốt. Sắc mặt Hàn Ngọc Tôn giả bên người Âm Dương Vương Giả Vị Ương trầm xuống nói với mọi người trong Thánh Linh Cốc, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Khặc khặc, Hàn Ngọc Tôn giả, ngươi còn có thể chạy trốn được nữa sao? Ngươi trốn không thoát đâu. Siêu siêu. Lời còn chưa dứt. Phía sau Hàn Ngọc Tôn giả và đám người Âm Dương Vương đột nhiên vang lên một tiếng xé gió, lập tức có 30 đạo thân ảnh nhanh chóng đạp không mà tới, cuối cùng xuất hiện trên không trung đám người Âm Dương Vương và Hàn Ngọc Tôn giả. Hàn Ngọc Tôn giả, bản tôn đã từng nói qua, các ngươi trốn không thoát đâu. 30 đạo thân ảnh kia chậm rãi xuất hiện, đầu lĩnh của đám người này có hai người. Bên trái là một vị lão giả chừng 50 tuổi, làn da tái nhợt, ánh mắt sắc bén, trên người mặc một bộ cẩm bào. Ánh mắt lạnh lùng nhìn vào trên người Hàn Ngọc Tôn giả. Mà bên người người này còn có một lão bà, tuổi tác hơn Lục Tuần, khuôn mặt già nua, thế nhưng ánh mắt kia lại khiến cho người khác không dám khinh thường. Mà khí tức trên hai người đầu lĩnh này đều đã tới tôn cấp, mà phía sau hai người này có chúng cường giả vương cấp, và còn có mấy suất cấp cao trọng, từ đội hình có thể thấy được dường như là hai cỗ thế lực khác nhau. Trong hai cỗ thế lực này có thêm hai đầu lĩnh, một nam tử trung niên tuổi chừng 40. Mặc một bộ hoa phục, sắc mặt âm trầm, một phụ nhân 40, thân hình đẫy đà, trên người mặc một bộ váy,
trên váy còn có rất nhiều đồ án rắn rết, các loại độc vật, trông vô cùng sống động. Đoạt Mệnh Độc Tôn, Bạch Hạc Tôn Giả, Ngũ Độc Môn, Phi Hạc Môn, các ngươi thật to gan. Hàn Ngọc Tôn Giả nhìn lão bà khuôn mặt già nua và lão giả mặc cẩm bào, làn da tái nhợt kia, trong mắt hiện lên hàn ý và vẻ ngưng trọng. Hàn Ngọc Tôn Giả, đây là các ngươi tự mình đưa tới cửa, thù năm đó hiện tại chúng ta sẽ trả thù. Ánh mắt lão bà kia lạnh lùng, hiện lên sát ý. Thánh Linh Cốc sẽ không bỏ qua Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn các ngươi. Sau khi ra ngoài Thánh Linh Cốc, ta nhất định sẽ hủy diệt Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn các ngươi. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nắm chặt cái quạt trong tay, hàn ý trong mắt bắn ra. Hắn cũng biết, thực lực của đối phương hiện tại gấp đôi Thánh Linh Cốc, đâu phải là đối thủ của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn, thực lực bên người hắn hiện tại căn bản không thể chống lại. Âm Dương Vương, ta há phải sợ tên bán nam bán nữ như ngươi sao? Dù sao hôm nay toàn bộ các ngươi đều chết, những lão gia hỏa trong Thánh Linh Cốc sợ rằng cũng sẽ không biết thủ phạm là chúng ta. Huống chi sau này Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn chúng ta sẽ chậm rãi nhổ tận gốc Thánh Linh Cốc. Nam tử chừng 40 tuổi phía sau lão giả mặc cẩm bào sắc mặt tái nhợt lên tiếng, vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Âm Dương Vương Dạ Vị Ương. Hừ, Âm Hạc Vương, chỉ bằng Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn ngươi còn chưa có thực lực này. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương lạnh lùng quát lên một tiếng. Có thực lực này hay không thì ngươi không cần phải biết. Nghe nói lúc Âm Dương Vương ngươi lúc khôi phục nữ thân sẽ cực kỳ mê người, nếu như thu vào trong chướng tuyệt đối không tồi nha. Nam tử trung niên kia âm trầm cười nói. Hừ, Âm Hạc Vương, ngươi có thực lực này sao? Thánh Linh Cốc ta nhất định sẽ san bằng Phi Hạc Môn các ngươi. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương lạnh lùng, hàn ý trong mắt bắn ra. Âm Hạc Vương, nhanh ra tay đi, nơi này có không ít người, nếu để chậm sẽ sinh biến. Phụ nhân 40 thân hình đãi đà kia lên tiếng, đồ án rắn giết các loại độc vật trên váy vô cùng sống động, thanh âm mang theo vẻ âm trầm lập tức nói với hai vị tôn giả trước người. Hai vị trưởng lão, Hàn Ngọc tôn giả kia làm phiền hai vị, những người còn lại chúng ta sẽ giải quyết. Được, động thủ đi, một người cũng không để lại. Lão giả mặc cẩm bào là da tái nhợt âm trầm nói, sát ý trong mắt bắn ra, trong nháy mắt tập trung trên người Hàn Ngọc tôn giả. Nghe vậy, trong mắt lão bà kia cũng hiện lên sát ý, cánh tay vung lên rồi lạnh nhạt nói. Động thủ, một người cũng không để lại, bằng không hậu hoạn vô cùng. Vâng, nghe lão bà này nói, cường giả trong Ngũ Độc Môn lập tức lên tiếng, thân hình chấp động trực tiếp vây quanh đám người Thánh Linh Cốc. Một cỗ chân khí, linh lực bàng bạc trong cơ thể bạo phát ra, không ngờ lại còn mang theo một cỗ khói độc nồng nặc. Vị Ương, người đi trước đi, lập tức rời đi. Sau khi trở về báo cho cường giả trong cốc báo thù cho ta. Hàn Ngọc tôn giả nhìn Dạ Vị Ương nhẹ giọng nói. Hàn Ngọc trưởng lão, người đi trước đi. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương cắn môi, cái quạt trắng trong tay rung lên, chân khí quanh người bạo phát. Ngày hôm nay các ngươi đừng mong rời khỏi đây. Ngay khi Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nói xong, Âm Hạc Vương kia lạnh lùng quát lên một tiếng. Cường giả trong Phi Hạc Môn đã chờ từ lâu cũng lập tức bạo phát chân khí, linh lực. Toàn bộ không trung run rẩy, từng đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện bắn về phía người của Thánh Linh Cốc. Uy thế, kinh phong cường hãn đột nhiên khuếch tán. Một người cũng không để lại, giết. Cường giả Ngũ Độc Môn cũng nhanh chóng phóng lên, kinh khí kinh khủng xé rách gợn sóng trong không gian. Phanh phanh. Đối mặt với cường giả Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn vây công, sắc mặt đám trưởng lão Thánh Linh Cốc ngưng trọng, chân khí, linh lực trong cơ thể thôi động tới cực hạn, tức thì va chạm với nhau. Từng thanh âm bạo liệt kinh người vang vọng trên không trung. Chỉ là dưới sự vây công của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn, hầu như trong nháy mắt người của Thánh Linh Cốc bị rơi xuống thế hạ phong. Phanh! Quạt trong tay Âm Dương Vương thu lại, chân khí trong tay bạo phát, trên quạt có một đạo lưu quang lưu động, chân khí như biển bạo phát ra, trực tiếp đem một cường giả Vũ Vương ngũ trọng của Phi Hạc Môn đánh cho phun máu. Ngay sau đó lại có hai cường giả Vũ Vương đánh tới khiến cho nàng phải chống đỡ. Quạt mở ra, một đạo quang nhận hình cung cắt vỡ không khí bắn về phía trước. Hàn Ngọc tôn giả, lần này ngươi trốn không thoát đâu. Trong bầu trời, chân khí trong tay lão giả có làn da tái nhợt dâng lên, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo năng lượng thiên địa hội tụ. Kinh phong gào thét tràn ngập không gian vây khốn Hàn Ngọc tôn giả vào bên trong, căn bản không thể thoát ra. Hàn Ngọc,
hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ánh mắt lão bà kia trầm xuống, linh lực ngập trời bạo phát mang theo độc khí ngập trời, trong tay đột nhiên bắn ra một con rắn nhỏ màu đen, sau đó có ngàn vạn con rắn nhỏ màu đen khác bắn về phía Hàn Ngọc Tôn giả. Phá! Sắc mặt Hàn Ngọc Tôn giả đại biến, chân khí trong tay bạo phát, không gian trước người lập tức co rút lại rồi hóa thành băng. Vô số con rắn nhỏ kia bị đóng băng rồi lập tức bị nghiền nát hóa thành từng mảnh nhỏ tiêu tán. Phanh! Mà lúc này phía sau lưng Hàn Ngọc Tôn giả đột nhiên vang lên một tiếng kỳ dị. Một thân ảnh mặc cẩm bào đột nhiên xuất hiện phía sau hắn đem theo một đạo trưởng ấn hung hăng đánh vào trên cương cháo phòng ngự của Hàn Ngọc Tôn giả. Một quyền đập xuống, không gian trực tiếp xuất hiện một cái khe nứt, thân ảnh Hàn Ngọc Tôn giả bị đánh bay thẳng về phía trước, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hàn Ngọc Tôn giả, ngày hôm nay ngươi trốn không thoát đâu. Đoạt mệnh độc tôn quát lên một tiếng, độc khí ngập trời bạo phát, linh lực ngập trời tràn ra bao phủ không gian. Ngũ độc môn và phi hạc môn đã sớm vạch ra kế hoạch đánh chết người của Thánh Linh Cốc, cho nên bọn hắn làm sao có thể để cho người của Thánh Linh Cốc đào tẩu được. Phanh phanh, đoạt mệnh độc tôn, bạch hạc tôn giả lần nữa liên thủ xuất kích. Lực không gian phong tỏa không trung đem Hàn Ngọc Tôn giả vây khốn vào bên trong. Hàn Ngọc Tôn giả muốn đối phó với một người đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng lúc này phải đối mặt với hai người thì là vấn đề lớn. Huống chi hai người này một người là Linh Tôn và Vũ Tôn phối hợp, hơn nữa lại thêm độc khí quỷ dị cho nên hắn bị thương liên tục. Âm Dương Vương, ăn một trưởng của ta. Phía dưới, tiếng quát lạnh lẽo của Âm Hạc Vương vang lên bên tai Âm Dương Vương. Sắc mặt Âm Dương Vương đại biến đột nhiên quay lại công kích. Cái quạt màu trắng cắt vỡ không gian. Hai đạo thân ảnh quỷ dị bắn ra phía sau, công kích của Âm Dương Vương ngăn cản người bên trái. Phanh phanh. Hai đạo công kích va chạm, toàn bộ không trung run lên, dưới khói độc ngập trời, chiếc phiến trong tay Âm Dương Vương bị nhuộm thành màu đen, Âm Dương Vương cả kinh vội vã thối lui. Mà ngay khi Âm Dương Vương thối lui, một đạo trưởng ấn mạnh mẽ không chút khách khí từ bên phải đánh vào bả vai nàng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức chút xuống. Khục khục. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này Âm Dương Vương lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể liên tiếp bị đẩy lùi về phía sau, cuối cùng nặng nề va vào một cây đại thụ che trời, trong yết hầu vang lên một tiếng rên rỉ. Âm Dương Vương, ngươi không thể chống lại ta và ngũ độc la sát đâu. Trường bào Âm Hạc Vương tung bay, khóe miệng nở nụ cười nhạt. Ngay khi thân hình Âm Dương Vương bị đẩy lùi lập tức lao thẳng tới Âm Dương Vương, trong tay hóa trưởng thành chảo. Cực kỳ tàn nhẫn giống như một đầu ác điểu vồ mồi, chụp thẳng về phía Âm Dương Vương Dạ Vị Vương. Nhìn thấy Âm Hạc Vương đánh tới, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương vừa mới ổn định thân thể, ngay cả vết máu ở khóe miệng còn chưa kịp lau, cắn răng một cái. Lúc này nàng chỉ có thể liều mạng, thực lực Vũ Vương cửu trọng của nàng còn chưa tới đỉnh phong. Mà Âm Hạc Vương và Ngũ Độc La Sát này đã sớm là cường giả thành danh đã lâu, thực lực đều là Vũ Vương cửu trọng, Linh Vương cửu trọng gần tới đỉnh phong. Nếu như nàng chống lại một người đương nhiên còn có lực bảo vệ bản thân, thế nhưng chống lại hai người, quả thực vô cùng khó khăn. Âm Hạc Vương đánh tới, một đạo chảo ấn hạ xuống, không gian trực tiếp vặn vẹo, lực lượng không gian đè xuống. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đè xuống. Ánh mắt nàng trầm xuống, lập tức thôi động chân khí trong cơ thể. Hai người vây công một người thì có bản lĩnh gì? Ngay khi Âm Dương Vương vừa muốn liều mạng thì trên bầu trời phía sau nàng vang lên một tiếng xé gió mạnh mẽ. Một đạo lưu quang màu xanh giống như lưu tinh bắn xuống. Trong nháy mắt lưu quang màu xanh kia đáp xuống trước người Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, thuộc tính hỏa hội tụ trong tay, sau đó cánh tay mang theo năm đạo chảo ấn nóng bỏng xé rách không gian đánh về phía trước. Nhanh như thiểm điện đánh vào trên chảo ấn của Âm Hạc Vương kia. Siêu siêu. Hai đạo chảo ấn va chạm. Không gian trực tiếp bị xé rách. Dưới kinh khí kinh khủng này một thanh âm trầm muộn vang lên, thân thể Âm Hạc Vương kia trực tiếp lảo đảo lùi lại, huyết khí trong cơ thể cuộn trào, sắc mặt tái nhợt. Cùng lúc đó, ánh mắt Âm Hạc Vương trở nên kinh ngạc. Đám người đang chiến đấu kịch liệt chung quanh sau khi cảm giác được động tĩnh vừa rồi cũng dừng lại. Trong nháy mắt trong không trung đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Dạ cốc chủ, người không sao chứ? Sau khi đẩy lùi một đạo chảo ấn của Âm Hạc Vương, lưu quang màu xanh thu liễm lại, lúc này mới xoay người nhìn Âm Dương Vương phía sau. Âm Dương Vương sau khi nhìn rõ người vừa tới, trong dáng vẻ chật vật đột nhiên hiện lên sự vui mừng nói. Ta không sao,
Lục trưởng môn, sao ngươi lại tới đây? Người tới chính là Lục Lâm Thiên và Hắc Vũ cùng với Bàn Hủy và chúng cường giả. Mọi người một đường chạy tới lúc này đã là ngày thứ năm. Trên không trung Hắc Vũ cảm nhận được phía dưới có động tĩnh, Hắc Vũ lập tức nhìn thấy đám người Thánh Linh Cốc. Theo lời Hắc Vũ nói, cường giả Thánh Linh Cốc khi trước có giao tình không tệ với Thánh Thủ Linh Tôn cho nên Lục Lâm Thiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi hiện tại Phi Linh Môn và Thánh Linh Cốc lại là minh hữu tạm thời. Ta vừa mới đi ngang qua nơi này, Dạ Cốc chủ không có vấn đề gì là tốt rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lúc này đám người phía trước cũng đánh giá Lục Lâm Thiên, sắc mặt Âm Hạc Vương ngày càng âm trầm, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên phía trước cùng với đám người Bàn Hủy, Bàn Vân, Hắc Vũ, Thiên Thủ Quỷ Tôn nói. Các hạ là ai? Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn làm việc, ta khuyên các hạ không nên xen vào việc của người khác. Âm Hạc Vương vừa mở miệng, chân khí hùng hậu trong cơ thể cũng lặng lẽ vận chuyển. Thanh niên áo xanh này vừa nhìn đã biết là không phải người thường, hắn phải cẩn thận, tuy rằng tu vi nhìn như chỉ là Vũ Vương bát trọng thế nhưng chỉ một đạo công kích kia cũng khiến cho hắn bị thương. Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn sao? Lục Lâm Thiên nhìn chúng cường giả trước mặt, trong mắt hiện lên hàn ý, cúi đầu nói với Dạ Vị Ương. Dạ Cốc chủ, Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn có cửu oán với Thánh Linh Cốc các ngươi sao? Là kẻ thù truyền kiếp. Mấy trăm năm trước hai sơn môn này muốn động vào Thánh Linh Cốc chúng ta, thế nhưng lại bị cường giả Thánh Linh Cốc đánh cho bị thương nặng. Không nghĩ tới hai sơn môn này vẫn đề tiện vô sỉ như vậy, lần này không ngờ lại liên thủ vây công chúng ta. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương nói với Lục Lâm Thiên xong, tay móc ra một cái khăn lụa màu trắng đem vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ. Không ngờ là như vậy, vậy thì giải quyết bọn họ đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ánh mắt đảo qua trên người chúng cường giả Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn, hoàn toàn không đặt ở trong mắt. Lục trưởng môn, thực lực của bọn họ không kém còn có hai cường giả Vũ Tôn. Dạ Vị Ương nhìn Lục Lâm Thiên, đối phương có hai cường giả Vũ Tôn, vô cùng khó đối phó. Vũ Tôn nhất trọng và Linh Tôn nhất trọng mà thôi, không cần quá để ý. Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn Đoạt Mệnh Độc Tôn và Bạch Hạc Tôn giả phía xa. Vũ Tôn nhất trọng và Linh Tôn nhất trọng. Lục Lâm Thiên hiện tại không đặt vào trong mắt. Tiểu tử càn rỡ, nếu muốn đi tìm chết thì chúng ta cũng không ngại giết thêm vài người. Trên khuôn mặt già nua của Đoạt Mệnh Độc Tôn hiện lên vẻ nghi hoặc. Ánh mắt luôn đảo qua đám người Lục Lâm Thiên, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân và Hắc Vũ. Thế nhưng nàng chỉ có thể nhìn ra thực lực của Thiên Thủ Quỷ Tôn. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân tẩu, hai người kia giao cho hai người các ngươi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Vâng, trưởng môn. Hai người Bàn Vân, Bàn Hủy lập tức lắc mình nhảy ra. Khí thế kinh người lan tràn, vô hình chung khiến cho không gian run rẩy. Hai người trước đó có thương tích, khí tức suy yếu thế nhưng lúc này đã khôi phục toàn bộ. Thực lực của hai người đủ để ngạnh kháng với Vũ Tôn Tam Trọng cũng không chịu thiệt thòi. Lúc này đối phó với Vũ Tôn Nhất Trọng và Linh Tôn Nhất Trọng đương nhiên không thành vấn đề. Trưởng môn. Hai người này giao cho ta đi, ta muốn thử thực lực một chút. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười âm lãnh rồi lập tức bước ra. Ánh mắt nhìn thẳng vào Âm Hạc Vương và Ngũ Độc La Sát, hai người này một là Vũ Vương cửu trọng, một là Linh Vương cứu trọng gần đỉnh phong, sau khi đột phá Vũ Tôn hắn đang muốn thử xem thực lực hiện tại của mình. Thiên Thủ Quỷ Vương, không ngờ lại là ngươi. Ánh mắt Ngũ Độc La Sát trầm xuống, dường như cũng nhận ra Thiên Thủ Quỷ Tôn. Ngũ Độc La Sát. Lão bà ngươi còn chưa chết sao? Lúc còn trẻ câu dẫn không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn a. Hiện tại ta đã không là Thiên Thủ Quỷ Vương nữa mà chính là Thiên Thủ Quỷ Tôn. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười lạnh lẽo, khí tức quanh thân bắt đầu tràn ra, khí tức hùng hậu bạo phát. Ngươi đột phá Vũ Tôn rồi. Ánh mắt Ngũ Độc La Sát cả kinh, cảm nhận khí tức trên người Thiên Thủ Quỷ Tôn lúc này trong lòng nàng vô cùng kinh hãi. Trả lời đúng có thưởng. Ta sẽ để ngươi chết thoải mái một chút. Thiên Thủ Quỷ Vương cười lạnh nói. Quỷ Tôn tiền bối, người này cũng tu luyện độc công, để cho ta tới thử xem một chút. Ta cũng đang muốn thử xem thực lực của mình. Lục Tâm Đồng nhìn Ngũ Độc La Sát, cảm nhận khói độc trên người Ngũ Độc La Sát lúc này khiến cho nàng vô cùng hứng thú. Động thủ đi. Lục Lâm Thiên nhíu mày phất tay nói. Vũ Tôn nhất trọng nho nhỏ, chịu chết đi. Bàn Hủy mang theo khí thế bế nghệ thiên hạ hét lớn một tiếng. Thân thể to lớn trực tiếp đánh về phía trước, yêu nguyên kinh khủng trên người dâng trào.
thân thể giống như một viên đạn hung hăng đánh về phía Bạch Hạc Tôn giả. Yêu thú bát giai, là yêu thú bát giai. Yêu nguyên trên người bàn hủy bạo phát khiến cho sắc mặt đám người Bạch Hạc Tôn giả, Đoạt Mệnh Độc Tôn lập tức nhận ra thân phận của bàn hủy, sắc mặt lập tức đại biến. Vũ Tôn Nhất Trọng và Linh Tôn Nhất Trọng như bọn họ mặc kệ là đụng phải yêu thú bát giai gì thì tuyệt đối không thể chống lại được. Từ khí thế có thể nhận ra, hai yêu thú này không giống như yêu thú bát giai bình thường. Linh Tôn Nhất Trọng, người cũng chịu chết đi. Đồng thời quanh thân thể bàn vân cũng có một cỗ yêu nguyên bạo phát, câu dẫn năng lượng trong thiên địa. Cả không gian to lớn lập tức vặn vẹo, một đạo quyền ấn xuất hiện nhanh chóng đánh về phía Đoạt Mệnh Độc Tôn Linh Tôn Nhất Trọng kia. Mau lùi lại, mọi người mau lùi lại. Đoạt Mệnh Độc Tôn hét lớn một tiếng, trong lúc hoảng sợ lập tức thối lui. Thủ ấn trong tay được kết, tiếng quát vừa dứt, linh lực và độc khí trong cơ thể lập tức bạo phát ra, sau đó ngưng tụ thành một đầu cự mãng màu đen. Đầu cự mãng này giống như thực chất mang theo thanh thế cực kỳ mạnh mẽ cùng với một cỗ kình phong kinh khủng và linh hồn công kích hung hăng đánh về phía bàn vân. Phanh phanh! Nhìn công kích của Đoạt Mệnh Độc Tôn, bàn vân chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo, lòng uy lan tràn ra khiến cho cự mãng màu đen có chút câu nệ. Trên nắm tay nàng nhanh chóng có yêu nguyên bàng bạc ngưng tụ, một đạo quyền ấn giống như hoàng kim mang theo xu thế phá không đánh về phía trước. Gợn sóng trong không gian chung quanh nắm tay văng tung tóe, từng cái khe không gian đen kịt hiện ra, uy thế chấn động nhân tâm. Phanh phanh! Đạo quyền ấn này nhanh chóng va chạm với cự mãng màu đen. Lực lượng đáng sợ giống như hồng thủy nhanh chóng tràn ra. Yêu nguyên bạo phát, không gian rung chuyển giống như sắp nghiền nát. Chỉ nghe đầu cự mãng màu đen kia rít lên vài tiếng rồi lập tức bị đánh nát. Kình phong tàn dư kinh khủng còn lại trực tiếp xuyên qua không gian hóa thành gợn sóng dùng xu thế nghiền nát nặng nề đánh vào trên thân thể Đoạt Mệnh Độc Tôn. Khục khục, cảm nhận lực lượng đáng sợ trước mặt, Đoạt Mệnh Độc Tôn nhanh chóng lùi lại, thế nhưng công kích của bàn vân quả thực quá mức đáng sợ. Kình phong kinh khủng hóa thành một cơn lốc trực tiếp quét tới, thanh âm trầm thấp vang vọng rồi lập tức đánh vào trên thân thể nàng. Phanh phanh. Khục khục. Dưới công kích kinh khủng này, Đoạt Mệnh Độc Tôn trực tiếp bị đánh bay về phía sau, máu tươi trong miệng phun ra. Thân thể đột nhiên từ không trung rơi xuống một đỉnh núi phía dưới. Đỉnh núi đột nhiên bị san bằng. Kinh khí tàn dư kinh khủng trong sát na đem cả ngọn núi khổng lồ san bằng, từng cái khe chẳng chịt lan tràn trên mặt đất. Đi xuống cho ta. Hầu như cùng lúc đó trong tay bàn hủy cũng đem theo một đạo quyền ấn giống như một viên đạn trực tiếp phá hủy quyền ấn của Bạch Hạc Tôn giả. Sau khi phá hủy quyền ấn lập tức ầm ầm đánh vào trên người Bạch Hạc Tôn giả. Phanh! Thanh âm trầm thấp vang vọng trong không gian to lớn. Gợn sóng trong không gian ở dưới thanh âm trầm thấp trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ. Kinh khí giống như một cơn lốc hung hăng va chạm với thân thể của Bạch Hạc Tôn giả. Khục khục! Bạch Hạc Tôn giả lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề đập vào trên mặt đất. Mặt đất tức thì nứt nẻ. Thực lực thật mạnh mẽ. Nhìn thấy Đoạt Mệnh Tôn giả và Bạch Hạc Tôn giả trong vòng một chiêu bị một nam một nữ kia đánh trọng thương, đám người Thánh Linh Cốc phía dưới, còn có Ngũ Độc Môn, Phi Hạc Môn kinh hãi. Bạch Hạc Tôn giả và Đoạt Mệnh Tôn giả đều là cường giả vũ tôn, đây đã được coi là siêu cấp cường giả, thế nhưng bọn họ không ngờ hai người này ngay cả một chiêu của một nam một nữ kia cũng không chống lại được. Âm Dương Vương giả Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn giả kinh hãi. Đây chính là yêu thú bát giai. Bên người Lục Lâm Thiên còn mang theo yêu thú bát giai. Thế nhưng khi vừa tiến vào bọn họ cũng không thấy hai yêu thú này. Thảo nào khi trước Lục Lâm Thiên đối mặt với vô số cường giả cũng không để ý, hóa ra là có con bài chưa lật bực này, hoàn toàn có thể chống lại với một đám đông a. Âm Dương Vương giả Vị Ương và Hàn Ngọc Tôn giả đương nhiên không biết bàn hủy và bàn vân gần đây mới đi theo bên người Lục Lâm Thiên. Mà kỳ thực hai người không phải là con bài mạnh mẽ nhất bên người Lục Lâm Thiên. Bởi vì người mạnh nhất bên người Lục Thiếu Du hiện tại chính là Hắc Vũ. Hắc Vũ mới là người kinh khủng nhất, nhưng mà Lục Thiếu Du cũng không hy vọng thực lực của Hắc Vũ hiện ra ngoài ánh sáng nhanh như vậy, đây chính là con bài chưa lật hiện tại của hắn. Đệ tử Thánh Linh Cốc nghe lệnh, giết cho ta, đánh chết người của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn. Trong lúc kinh ngạc đồng thời Âm Dương Vương giả Vị Ương lập tức ra lệnh. Hàn ý trong mắt tràn ra. Thân thể chợt lóe lên rồi đánh thẳng về phía người của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn. Cơ hội phản công như vậy đương nhiên nàng sẽ không buông tha. Điều này cũng chứng minh tuy rằng Âm Dương Vương giả Vị Ương tuy rằng là nữ nhân thế nhưng chuyện này cũng không bao giờ nương tay. Giết! Có cường giả Phi Linh Môn tương trợ,
một chiêu có thể đánh bại cường giả vũ tôn của ngũ độc môn và phi hạc môn, khiến cho cường giả thánh linh cốc lập tức từ trong tuyệt vọng bộc phát ra khí thế kinh người. Cảm đám từ trong tuyệt cảnh phản kích lại, khí thế đột nhiên bạo phát. Chân khí và linh lực ngập trời tức thì phóng lên cao, trong nháy mắt đánh về phía người của ngũ độc môn và phi hạc môn. Giết! Có cơ hội phản kích, Hàn Ngọc Tôn giả sau khi liếc mắt nhìn hai người Bàn Hủy và Bàn Vân lập tức lao tới cường giả vương cấp của phi hạc môn và ngũ độc môn, có yêu thú bát giai trợ trận, đoạt mệnh độc tôn và bạch hạc tôn giả hắn không cần xuất thủ. Phanh phanh! Thanh âm bạo liệt trong nháy mắt truyền tới. Dùng tu vi của Hàn Ngọc Tôn giả đối phó với người có tu vi vương cấp quả thực chính là tàn sát, trong khoảnh khắc có vô số vương cấp bị đánh chết. Âm Hạc Vương, ngươi là của ta. Ta đã sớm nhớ thương ngươi từ lâu rồi. Năm đó nếu như ta nhớ không nhầm thì chính ngươi là kẻ đánh lén bản tôn. Hiện tại chịu chết đi. Thân ảnh Thiên Thủ Quỷ Tôn chợt lóe lên, khí tức nóng bỏng bao phủ không trung rồi tập trung trên người Thiên Thủ Quỷ Tôn. Hắn nhớ rõ 30 năm trước chính Âm Hạc Vương này còn liên thủ với người khác đánh lén hắn, thù này đương nhiên hắn phải báo. Trên bầu trời, Lục Lâm Thiên chắp tay mà đứng, cũng không có ý tứ xuất thủ. Hắc Phú lạnh nhạt nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn vào trên người Bàn Vân và Bàn Hủy, hai tiểu tử Bối Nhi và Bảo Nhi dường như đối với một màn chiến đấu kịch liệt trước mắt cảm thấy vô cùng hứng thú, cả hai ở trên đầu tiểu long không ngừng chăm chú nhìn về phía trước. Để ta xem thử độc công của ngươi thế nào. Cùng lúc đó thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng biến ảo, thân hình mềm mại xuất hiện trước mặt ngũ độc La Sát, độc công của ngũ độc môn khiến cho Lục Tâm Đồng có chút hiếu kỳ. Khí tức quanh thân bắt đầu chậm rãi run rẩy, y phục khẽ bay giống như một tiên tử. Trước khi độc khí khuếch tán thì nàng quả thực chính là một tiên tử hạ phàm, thế nhưng không ai nghĩ tới nàng lại là một tiểu độc ma. Linh Vương Lục Trọng, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Cảm nhận thực lực của Lục Tâm Đồng. Trong mắt ngũ độc La Sát hiện lên hàn ý, dường như muốn tốc chiến tốc thắng vậy. Nàng đã cảm giác được nguy cơ, y phục trên người tung bay, quanh thân được bao phủ bởi một vòng khói độc. Đột nhiên cánh tay đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị, quang mang trên năm đoàn độc vật đột nhiên chợt lóe, vô cùng quỷ dị hóa thành năm đạo hư ảnh, khói độc ngập trời mang theo công kích linh hồn trong nháy mắt bạo phát đánh về phái Lục Tâm Đồng. Khắp bầu trời đều là khói độc. Một cỗ mùi vị gay mũi khiến cho người khác hít vào lập tức cảm thấy khó chịu. Thực lực như vậy, đủ để tương đương với Linh Vương cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa lại thêm độc công khiến cho ngũ độc La Sát này cực kỳ khó dây vào. Sợ rằng ngay cả vũ tôn nhất trọng bình thường tuyệt đối không dám sơ ý với nàng. Ngay cả Âm Dương Vương Dạ Vị Ương khi gặp phải ngũ độc La Sát này cũng bị áp chế. Độc công sao? Lúc này Lục Tâm Đồng mỉm cười, nhìn khói độc ngập trời kéo tới. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên về phía trước rồi há mồm hút một cái, trong cái miệng nhỏ nhắn kia lập tức xuất hiện một vòng xoáy, hấp lực ngập trời từ bên trong tràn ra, ngay khi khói độc ngập trời kia kéo tới thì lập tức bị Lục Tâm Đồng hút vào trong miệng. Năm độc vật kinh khủng kia cũng bị Lục Tâm Đồng nhẹ nhàng hút vào trong bụng, không tốn bao nhiêu sức lực. Phù! Khi hư ảnh độc vật cuối cùng bị Lục Tâm Đồng hút vào bụng thì trong miệng Lục Tâm Đồng lập tức thở ra một ngụm trọc khí mang theo khói độc màu đen. Khói độc ngập trời trong không gian biến mất, một màn này khiến cho mọi người không khỏi hít sâu một hơi, ngay cả Lục Lâm Thiên và Hắc Vũ cũng phải kinh ngạc. Tiểu nhi tử này ngày càng mạnh a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chấn động, không nghĩ tới tiểu nhi tử này hiện tại lại cường hãn tới trình độ này. Ngũ độc La Sát cũng chấn kinh, khiếp sợ tới cực điểm, không thể tin vào mắt mình. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ trước mặt không ngờ lại có thể đem khói độc của nàng nuốt vào trong bụng mà không có chuyện gì xảy ra, điều này sao có thể? Chỉ bằng một chút độc ấy của ngươi đã được coi là độc sao? Còn chưa đủ, hiện tại tới phiên ta. Lục Tâm Đồng mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn nhanh chóng kết xuất, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên. Dĩ độc hóa công. Lục Tâm Đồng yêu kiều quát lên một tiếng, tiên thiên độc thể thả ra. Quanh thân có một cỗ khói độc ngập trời quanh quẩn khiến cho cả không trung bị nhuộm thành màu đen. Mái tóc sau đầu tung bay, y phục trên người bay phấp phới giống như một ác ma lăng không đứng đó. Độc công thật mạnh mẽ. Ánh mắt ngũ độc La Sát đại biến, lúc này nàng mới phát hiện ra đối phương không ngờ cũng tu luyện độc công. Độc công này so với của nàng thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Vẻ mặt ngũ độc La Sát trầm xuống, đột nhiên nói. Lẽ nào ngươi chính là Lục Tâm Đồng? Lục Tâm Đồng xếp thứ ba trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Cái tên Lục Tâm Đồng này nàng cũng nghe nói qua,
khi thi đấu trên bình nham đảo mọi người không ngừng bàn tán về người này. Thân là người đứng đầu ngũ độc môn nàng cũng nghe nói, sau khi nghe thấy bên trong thập đại cường giả có một người thi triển độc công đương nhiên nàng phải chú ý hơn một chút, cho nên lập tức đoán ra Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng không đáp lại, trong nháy mắt khí tức trên người nhanh chóng từ Linh Vương Lục Trọng đột phá tới Linh Vương Thất Trọng. Khí tức lần nữa tăng lên một chút, đạt tới Linh Vương Thất Trọng trung kỳ mới dừng lại. Thiên Linh Hồn Châm. Đồng thời khói độc quanh người Lục Tâm Đồng lan tràn, trong khói độc ngập trời có một đạo lưu quang màu trắng bắn ra mang theo một cỗ uy áp kinh người. Lưu quang màu trắng chợt lóe, trong khói độc ngập trời bỗng nhiên phát ra tiếng ong ong, mang theo tiếng xé gió vang vọng không trung. Chỉ thấy đạo lưu quang màu trắng này lập tức hóa thành một mảnh châm mang trong bầu trời, giống như là mưa xối xả, vô số châm mang màu trắng bao phủ về phía ngũ độc la sát khiến cho linh hồn nàng cảm thấy đau đớn. Bên trong châm mang này là công kích linh hồn trực tiếp, mỗi một đạo châm mang dường như đều có lực lượng xuyên thủng không gian. Châm mang hội tụ cùng một chỗ tạo ra uy thế kinh khủng tới cực điểm. Hồn khí huyền cấp. Ánh mắt ngũ độc la sát trầm xuống, Lục Tâm Đồng trước mặt nàng không hổ là cường giả xếp thứ ba trong thập đại cường giả, độc công quỷ dị kia so với độc công của nàng còn mạnh hơn, lại có hồn khí trong người. Ánh mắt nàng trầm xuống. Dù sao trên phương diện thực lực thì Linh Vương cửu trọng hậu kỳ mạnh hơn không ít cho nên nàng cũng không sợ. Thủ ấn trong tay đột nhiên biến đổi, tổng mi tâm đột nhiên có một đạo lưu quang chói mắt bắn ra. Lưu quang thu liếm, một thanh trường kiếm màu trắng mang theo khí thế kinh người bàng bạc tràn ra. Bên trên tràn ngập linh hồn lực, tuyệt đối là linh khí huyền cấp. Trường kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm quang trong nháy mắt bao phủ không gian trước người ngũ độc la sát. Siêu siêu. Công kích linh hồn lực bàng bạc đủ để xuyên thấu không gian bắn vào trong không gian tràn ngập kiếm quang, quang mang chói mắt bắn ra, không thể tiến thêm nửa bước. Người vẫn còn kém một chút. Ngũ độc la sát quát lớn một tiếng, không gian kiếm quang đột nhiên vặn vẹo, sau đó không gian kiếm quang vỡ nát, từng đạo châm mang bị phá hủy. Thật không? Lục Tâm Đồng cười lạnh một tiếng, thân ảnh xinh đẹp giống như ác ma trong nháy mắt xuất hiện trước người ngũ độc la sát không xa. Chi chi. Một đạo thủ ấn quỷ dị được kết, khói độc ngập trời tuôn ra, quanh thân Lục Tâm Đồng đột nhiên bị một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị bao phủ. Cỗ khí tức này khiến cho tim đập nhanh, đồng thời Lục Tâm Đồng cũng ngẩng đầu lên, trong mi tâm có một đạo quang mang màu vàng bắn ra. Tiếp theo trong không trung đột nhiên xuất hiện một con nhện màu vàng khổng lồ, lông mao toàn thân chậm rãi phiêu đãng trong gió, miệng không ngừng phát ra thanh âm sắc bén, răng nanh bén nhọn, bên trên thân thể toát ra độc khí nhẹ nhẹ. Xích kim độc chu xuất hiện, toàn bộ không gian chu vi chung quanh nó đột nhiên ba động. Thân thể to lớn lúc này đã đạt tới 1.000 thước. Chúng cường giả phía xa nhìn thấy một màn chấn động trên bầu trời lập tức hít sâu một hơi. Thú hồn bát giai. Hắc Phủ nhíu mày, khí tức của xích kim độc chu này cũng khiến cho ánh mắt hắn có chút ba động. Thú hồn, là thú hồn bát giai. Lúc này sắc mặt ngũ độc la sát đột nhiên đại biến. Khí tức lan tràn ra khiến cho trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Chết đi! Một thanh âm lạnh lùng từ trong miệng Lục Tâm Đồng quanh quẩn trong không gian. Lục Tâm Đồng đứng giữa trong không trung, khói độc quanh quẩn chung quanh cơ thể. Tiếp theo đầu xích kim độc chu kia kêu lên vài tiếp chi chi quái dị rồi lập tức nhằm về phía ngũ độc la sát mà phóng tới. Lục Tâm Đồng dùng thực lực linh vương thất trọng trung kỳ thôi động xích kim độc chu so với khi trước hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Độc hồn kiếm. Trong lúc kinh hãi, linh lực trong người ngũ độc la sát bạo phát, toàn bộ không gian như nát bấy, hồn khí hình kiếm hóa thành kiếm quang ngập trời ngăn cản xích kim độc chu. Chi chi. Chỉ trong nháy mắt, trong ánh mắt kinh hãi của không ít người, trên người xích kim độc chu đột nhiên có một cỗ sương mù màu đỏ tràn ra, thân thể khổng lồ dữ tợn kia trong nháy mắt bắn ra thú hồn lực kinh khủng. Sau đó trực tiếp đánh xuống kiếm quang ngập trời trước mặt. Cạch cạch. Trên kiếm quang ngập trời kia, không gian run rẩy, một thanh âm bạo liệt giống như sấm sét lập tức vang vọng ở phía chân trời. Phanh! Xích kim độc chu đánh xuống, kiếm quang ngập trời trong nháy mắt nghiền nát, linh hồn lực bàng bạc khuếch tán. Cùng lúc đó, xích kim độc chu khổng lồ trực tiếp bắn về phía ngũ độc la sát, không gian vặn vẹo bao phủ chung quanh thân thể nàng. Trưởng môn, cẩn thận! Phía xa, Đoạt Mệnh độc tôn lớn tiếng nói. Trước tiên nên tự lo cho bản thân mình thì hơn. Cùng lúc đó, thân ảnh Bàn Van mang theo khí thế sấm sét cùng với một đạo chảo ấn trực tiếp đánh xuống. Dưới chảo ấn, không gian đổ nát, chảo ấn nặng nề đánh vào trên người Đoạt Mệnh độc tôn.
muốn chạy trốn sao, ngươi chạy không thoát đâu. Bàn Hủy hét lớn, nhìn thấy Bạch Hạc Tôn giả muốn chạy trốn, không gian lập tức bị Bàn Hủy phong tỏa. Một quyền đánh vào sau lưng Bạch Hạc Tôn giả. Dưới một quyền này cả không gian giống như sắp sụp đổ. Một quyền trực tiếp đập vào lưng Bạch Hạc Tôn giả tạo thành một lỗ thủng trên lưng hắn. Lục Tâm Đồng, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Dưới xích kim độc chu, thanh âm thê lương của ngũ độc la sát truyền đến, một đạo lưu quang màu trắng phóng lên cao rồi lập tức chạy trốn. Ngươi nghĩ ta sẽ để cho ngươi chạy trốn sao? Ngay khi ngũ độc la sát dùng hồn anh chạy ra thì không ngờ Lục Tâm Đồng dường như đã sớm tính tới chuyện nàng dùng hồn anh bỏ chạy, thân hình đã sớm đứng chờ ở nơi này. Tiếp đó trong tay Lục Tâm Đồng xuất hiện một cái tháp lớn màu đen. Một cỗ linh hồn lực mang theo năng lượng thiên địa tràn ra, khí tức này khiến cho linh hồn hơi rung động. Thu! Lục Tâm Đồng khẽ quát một tiếng, chấn linh diệt hồn tháp trong tay tức thì hóa thành khổng lồ rồi bao phủ toàn bộ không gian. Uy thế kinh người kia khiến cho những người phía dưới cảm thấy kinh hãi. Hồn khí địa cấp. Mọi người sợ hãi than, cái tháp màu đen này không ngờ là hồn khí địa cấp, tất các cường giả lúc này cũng không nhịn được mà nhìn lên. Lục Tâm Đồng thôi động chấn linh diệt hồn tháp hóa thành một đạo lưu quang màu đen giống như là tương khắc trong nháy mắt đem hồn anh đang kinh hãi của ngũ độc la sát thu vào bên trong. Siêu siêu. Giờ phút này dưới công kích của Bàn Hủy, Bàn Vân cách đó không xa Đoạt Mệnh Độc Tôn và Bạch Hạc Tôn giả bị quyền ấn của hai người phá hủy. Hồn anh nhanh chóng chạy trốn. Bọn họ cũng thật không ngờ, đối phó với Thánh Linh Cốc là chuyện vô cùng dễ dàng thế nhưng nửa đường lại chạy ra hai đầu yêu thú bát giai kinh khủng, dưới trạng thái nhân loại cũng khiến cho bọn họ không thể phản kháng được. Bàn Hủy đại ca, Bàn Vân tẩu tử, hồn anh hai người này giao cho ta là được rồi. Ngay khi hồn anh hai người chạy trốn Lục Tâm Đồng cũng đã nhìn thấy. Những hồn anh này đối với chấn linh diệt hồn tháp có không ít tác dụng. Một khi thu hồn anh tôn cấp, uy lực khi đó sẽ lại tăng lên, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội khó cầu này. Nếu như hai người này dưới trạng thái toàn thịnh thì nàng cũng không dám đi đối phó. Thế nhưng một khi đã ở trạng thái hồn anh, thực lực đã sớm giảm đi. Lại thêm chấn linh diệt hồn tháp chuyên môn khắc chế hồn anh cho nên lúc này nàng không sợ hãi. Nói xong, thủ ấn trong tay Lục Tâm Đồng được kết. Chấn linh diệt hồn tháp khổng lồ hóa thành lưu quang nhanh như thiểm điện đuổi về phía hồn anh của hai người Đoạt Mệnh Độc Tôn và Bạch Hạc Tôn giả đang đào tẩu. Bên trong chấn linh diệt hồn tháp vang lên thanh âm kỳ dị khiến cho người khác nghe thấy mà sởn tóc gáy. Dưới thanh âm này vô hình chung khiến cho hồn anh không có sức phản kháng. Hồn anh của Đoạt Mệnh Độc Tôn và Bạch Hạc Tôn giả lập tức bị áp chế. Tiếp theo không gian đột nhiên tối sầm lại, một đám quái vật lớn đột nhiên xuất hiện. Cho dù hồn anh của hai người xuất ra đủ loại thủ đoạn, toàn lực liều mạng giãy giụa thế nhưng cũng không có kết quả. Âm Hạc Vương, chơi với ngươi đủ rồi. Hiện tại ta sẽ cho ngươi nếm thực lực của bản tôn. Phía xa, Thiên Thủ Quỷ Tôn đang trà đạp Âm Hạc Vương kia. Tâm thần luôn tỏa ra chung quanh, nhìn thấy Lục Tâm Đồng đã thu thập xong ngũ độc la sát, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống, một đạo khí tức nóng bỏng từ trên người hắn tràn ra. Cuối cùng tạo thành một cái kén nhộng lớn đem toàn thân bao phủ. Dưới cỗ khí tức bàng bạc kia toàn bộ không gian vặn vẹo đều bị phong tỏa. Âm Hạc Vương lúc này toàn thân toàn là vết thương, chân khí trên người bạo phát. Trong tay xuất hiện một binh khí hình thù kỳ quái, giống như là trường thương, lại giống như trường đao, bên trên có lưỡi sắc bén. Dường như cũng là vũ linh khí huyền cấp, quang mang bắn ra, gợn sóng trong không gian trực tiếp vỡ nát. Thế nhưng cũng không thể xé rách được không gian vặn vẹo kia. Âm Hạc Vương, người muốn chạy sao? Nằm mơ đi. Chân khí nóng bỏng quanh người Thiên Thủ Quỷ Tôn bạo phát, 10 ngón tay uốn lượn tạo thành hai đạo chảo ấn bắn ra, câu động năng lượng thuộc tính hỏa hội tụ tới. Chảo ấn mang theo khí tức nóng bỏng tạo thành một đường vòng cung nóng bỏng trong không gian. Chảo ấn sắc bén trực tiếp xuyên thấu qua sự trở ngại của không khí tạo thành một đường vòng cung chấn động nhân tâm. Vô số trường ấn bằng hỏa diễm từ bên trong chảo ấn bắn ra, miệng hắn hét lớn một tiếng. Thiên Thủ Minh Hỏa Chảo. Thanh âm vừa dứt, từng đạo chảo ấn hư ảo bằng năng lượng thoáng run rẩy, rồi đột nhiên xé rách không gian mang theo hỏa diễm ngập trời giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Công kích kinh khủng như vậy khiến cho cả không gian run rẩy giống như sắp bị nghiền nát. Chảo ấn dùng xu thế kinh khủng như trẻ che đánh vào trên người Âm Hạc Vương. Chảo ấn đánh xuống vũ linh khí huyền cấp kia trực tiếp khiến cho vũ linh khí vỡ nát. Tiếp đó chảo ấn hung hăng đánh vào trên người Âm Hạc Vương, toàn bộ không gian bỗng nhiên run rẩy. Trên thân thể Âm Hạc Vương,
hộ thân cương khí trực tiếp bị xé rách, gợn sóng trong không gian chung quanh Âm Hạc Vương đột nhiên vang lên vài tiếng cạch cạch rồi vỡ nát. Cả không gian vặn vẹo, năng lượng kinh người khiến cho không gian xuất hiện một cái khe đen kịt. Phanh phanh. Lúc này trong chảo ấn của Thiên Thủ Quỷ Tôn, cỗ khí tức nóng bỏng ngập trời trong nháy mắt cũng triệt để bạo phát. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, dùng mắt thường cũng có thể thấy được bên trong không gian sắp nghiền nát kia thân thể Âm Hạc Vương hóa thành từng mảnh nhỏ rơi xuống phía dưới. Huyết phụ rơi xuống, Âm Hạc Vương thậm chí còn chưa kịp dùng hồn anh chạy trốn thì hồn anh đã theo thân thể hóa thành mảnh nhỏ biến mất trong không gian. Đây là thực lực của tôn cấp sao? Thiên Thủ Quỷ Vương nở nụ cười thỏa mãn, thực lực như vậy so với trước khi đột phá mạnh hơn không ít. Phía xa, Lục Lâm Thiên vẫn chắp tay mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn trường. Thực lực của Thiên Thủ Quỷ Tôn quả thực không kém, tuy rằng vừa mới đột phá Vũ Tôn không lâu, thế nhưng trong đám Vũ Tôn nhất trọng cũng coi như không kém. Mà thực lực của Bàn Hủy và Bàn Vân thì càng không cần phải nói. Nếu như bọn họ khôi phục bản thể, Vũ Tôn tam trọng cũng có thể chống lại. Phi Linh Môn hiện tại có ba người này thực lực đề thăng không ít. Phanh phanh. Phía xa, từng thanh âm bạo liệt kinh người quanh quẩn trong không y gần. Tất cả người của Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn vô cùng kinh hãi. Ai cũng không ngờ được, vốn bọn họ đối phó với Thánh Linh Cốc là việc trong tầm tay, thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện mấy cường giả thần bí này. Chỉ trong vòng mấy chiêu đã đánh chết cường giả đứng đầu của Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn. Chết đi. Ánh mắt Âm Dương Vương Giả Vị Ương lạnh lùng, cái quạt trắng trong tay tung bay, tạo thành một đường cung trong không gian trực tiếp cắt vỡ thân thể một linh vương tứ trọng. Hồn anh của người này vừa mới thoát ra lập tức bị một cái tháp màu đen khổng lồ hút vào bên trong. Siêu siêu. Ba người Bàn Hủy, Bàn Vân, Thiên Thủ Quỷ Tôn về tới sau người Lục Lâm Thiên. Chiến đấu phía trước cũng đã gần kết thúc, người của Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn ngoại trừ một số ít người đào tẩu thành công ra. Tổng cộng 31 cường giả hiện tại đã đánh chết 21 người, không có ai không được coi là cường giả. Mà lần này Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn coi như trộm gà không được mà còn mất nắm gạo. Lục trưởng môn, lần này thực sự đa tạ. Âm Dương Vương Giả Vị Ương đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích. Đồng thời cũng vô cùng chấn động đối với thực lực của hai người Bàn Hủy Bàn Vân. Không đáng nhắc tới, chúng ta vừa vặn đi ngang qua, giúp đỡ là chuyện nên làm. Lục Lâm Thiên nói. Lục trưởng môn, lão phu lần nữa phải cảm tạ trưởng môn. Thánh Linh Cốc nhất định sẽ đem ân tình lần này ghi nhớ trong lòng. Hàn Ngọc Tôn Giả đi tới trước người Lục Lâm Thiên rồi nói lời cảm tạ. Trưởng lão khách khí rồi. Lục Lâm Thiên nói. Không biết vị lão tổ của Thánh Linh Cốc các ngươi còn tại thế hay không? Lúc này ánh mắt Hắc Vũ nhìn vào Hàn Ngọc Tôn Giả và Âm Dương Vương Giả Vị Ương hỏi. Sắc mặt hai người Hàn Ngọc Tôn Giả và Âm Dương Vương có chút biến hóa, sau khi liếc mắt nhìn nhau, Âm Dương Vương Giả Vị Ương lên tiếng hỏi. Không biết tiền bối muốn hỏi vị lão tổ nào của Thánh Linh Cốc chúng ta? Thánh Linh lão tổ. Hắc Vũ nói. Nghe Hắc Vũ nói vậy, Âm Dương Vương Giả Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn Giả lập tức biến sắc nói. Không biết tiền bối là ai? Quên đi, nếu như Thánh Linh lão tổ còn tại thế thì sau khi các ngươi trở về nói với hắn một tiếng, ta là Hắc Vũ là được. Hắc Vũ nói xong không hề nói một câu nào nữa. Sắc mặt Hàn Ngọc Tôn Giả và Dạ Vị Ương không ngừng biến hóa. Khanh khách, lần này thu được không ít hồn anh, uy lực của Chấn Linh Diệt Hồn Tháp sẽ lại được tăng cường không ít. Tiếng cười của Lục Tâm Đồng truyền tới, Chấn Linh Diệt Hồn Tháp đã về tới trong mi tâm nàng. Thân ảnh xinh đẹp chợt lóe lập tức xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Vừa rồi nàng thu được không ít hồn anh, đặc biệt là có hai hồn anh của tôn cấp. Sau khi luyện hóa sẽ khiến cho uy lực của Chấn Linh Diệt Hồn Tháp tăng lên không nhỏ, cho nên tâm tình của nàng lúc này vô cùng tốt. Nhìn Lục Tâm Đồng, sắc mặt đám người Dạ Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn Giả cùng chúng trưởng lão Thánh Linh Cốc gần đó biến ảo bất định. Vừa rồi bọn họ đều đã chứng kiến thực lực khủng bố giống như ác ma của Lục Tâm Đồng. Chỉ là Linh Vương Lục Trọng không ngờ lại trực tiếp đánh chết Linh Vương Cửu Trọng, thực lực như vậy đủ để khiến cho bọn họ kinh hãi. Ngay cả Thiên Thủ Quỷ Tôn, Bàn Hủy, Bàn Vân cũng nhìn vào trên người Lục Tâm Đồng, ánh mắt cực kỳ chấn động, bọn họ chưa từng nghĩ tới thực lực của Lục Tâm Đồng lại mạnh như vậy. Dạ cốc chủ, sao các ngươi lại gặp phải chuyện này vậy? Lục Lâm Thiên hỏi Dạ Vị Ương. Chuyện này nói tới thì dài, chúng ta ở bên trong này vừa vặn tìm được một ít linh dược không tồi.
không ngờ lại gặp phải Phi Hạc Môn và Ngũ Độc Môn. Hai sơn môn này mấy trăm năm trước đã muốn động vào Thánh Linh Cốc húng ta. Cuối cùng bị cường giả Thánh Linh Cốc ta đánh trọng thương, trong lòng đám người này vẫn ghi hận, không ngờ lần này lại liên thủ ra tay với Thánh Linh Cốc chúng ta. Dạ Vị Ương oán hận nói. Lần này không có việc gì là tốt rồi. Sau này tìm Ngũ Độc Môn và Phi Hạc Môn tính sổ cũng không muộn. Lục Lâm Thiên lập tức nói. Việc này đã xong, Dạ Cốc Chủ, chúng ta đi trước một bước, các người phải cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên nói xong lập tức dẫn mọi người rời đi. Lúc này hắn phải đi cấm địa tầm bảo, đương nhiên sẽ không muốn mang theo đám người Thánh Linh Cốc này. Nhìn thân ảnh đám người Lục Lâm Thiên biến mất ở phía xa, hai người Dạ Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn giả cùng chúng cường giả Thánh Linh Cốc mới thu hồi ánh mắt, Dạ Vị Ương khẽ nói. Hàn Ngọc trưởng lão, thực lực Phi Linh Môn này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Phi Linh Môn hiện tại ở trong cổ vực có danh tiếng khá lớn. Nhưng mà ta có cảm giác, Hắc Vũ vừa rồi kia mới là người kinh khủng nhất. Người này dường như có quen với Thánh Linh Lão Tổ, vậy hẳn phải là cường giả đồng lứa với Lão Tổ. Không ngờ người này vẫn còn sống, thực lực không cần nói cũng biết kinh khủng như thế nào a. Hàn Ngọc Tôn giả nói. Ta có cảm giác Lục Lâm Thiên này dường như cũng thâm bất khả chắc. Dạ Vị Ương nói. Mặc kệ như thế nào thì lần này Thánh Linh Cốc chúng ta đã thiếu Phi Linh Môn một nhân tình. Hàn Ngọc Tôn giả nói.